Trong khoảng 8 tháng, từ khi lên tàu tại ga Thường Tín và ngày trở về Việt Nam, Cà Tum, Tây Ninh, sau khi xẻ dọc Trường Sơn, qua Lào, Campuchia, bằng đôi chân mang dép đúc và một ba lô khoảng 20 kg trên vai, với tôi còn thêm khẩu B-40 và ruột tượng gạo khoảng 5 đến 7 kg, chưa kịp hết đã đầy. Thời gian khoảng mùng 5, mùng 6 tháng 1 năm 1973, tôi không nhớ chính xác vì đánh mất cuốn nhật ký viết từ những năm ấy. Những dòng viết này chỉ viết theo trí nhớ mà thôi. Có gì sai, mong đồng đội thể tất và chỉnh sửa, bổ sung giúp. Mỗi người đều phải mang theo một ruột tượng gạo. Tuy nhiên, những người yếu thường được lấy gạo nấu trước. Tôi thuộc loại khỏe nên được lấy gạo sau. Mỗi tiểu đội là một đơn vị nấu cơm. Thời gian hành quân trên Trường Sơn khoảng 6 tháng, đi 5-6 ngày thì được nghỉ 1-2 ngày. Mỗi tối mắc võng ngủ một nơi, chưa kịp quen kịp nhớ đã lại chia tay. Tuy nhiên, kỷ niệm vẫn đầy ắp và sẽ theo mỗi anh bộ đội đã từng hành quân trên dãy Trường Sơn cho đến cuối cuộc đời. Tôi đã lục tìm trên mạng những bức ảnh về các trạm giao liên, những nơi mắc võng, những cảnh sinh hoạt của cánh bộ binh trên những cung đường Trường Sơn mà hầu như chẳng có. Có nhiều phóng viên nhiếp ảnh đi cùng đường với chúng tôi, vậy mà chẳng có mấy ảnh về chúng tôi. Chắc họ đi đoàn lẻ và phim ảnh phải dành cho chiến trận, nên các binh trạm Trường Sơn rất ít ảnh. Thôi, đành viết vài kỷ niệm để vơi đi nỗi nhớ, để đồng đội cùng nhau chia sẻ và lớp hậu bối đỡ mơ hồ về Trường Sơn do phim ảnh truyền thông mang lại. Văn của một anh làm nghề vật lý hạt nhân chắc không thể cuốn hút như mấy anh chị nhà văn, nhưng nó thật bởi được viết ra từ tâm can người viết. 1. Tết Trường Sơn. Hơn 3 năm vào chiến trường với 3 cái Tết xa nhà. Tuy nhiên, chỉ có Tết năm 1973 là lũ lính sinh viên chúng tôi được đón ở Trường Sơn. Hình như ở trạm 9 thì phải. Tiêu chuẩn Tết cho mỗi anh bộ đội là nửa cái bánh chưng, khoảng 5-7 cái kẹo cà phê, vài điếu thuốc Điện Biên bao bạc. Tôi không hút thuốc nên tặng cho đồng đội. Đêm 30 Tết ở rừng Trường Sơn, tối hơn đêm 30 Tết ở nơi khác vì không đèn đóm. Không tụ tập ca hát, tôi và Phú ở cạnh nhau bên cánh võng đêm 30 Tết đáng nhớ ấy. Kể cho nhau nghe những kỷ niệm học trò, chẳng thèm nghĩ đến tương lai vì chiến tranh đâu tính được ngày về. Ngày hôm sau, mùng 1 Tết, lại tiếp tục hành quân. 2. Cơm trộn nòng nọc vẫn hết bay. Bữa ấy phải hành quân vượt trạm vì B-52 ném bom dọc Trường Sơn, nên đến nơi nghỉ đêm khá muộn. Hôm đó, đến lượt VAN và VDT. VDT đã hy sinh. Nấu cơm. Cứ hai người một nhóm nấu cơm mỗi ngày cho tiểu đội. Nơi đóng quân hôm ấy lại khá xa nguồn nước, nên hai ông rời lấy nước ở một vũng nào đó gần hơn để nấu cơm cho tiểu đội. Sáng hôm sau, cả tiểu đội phải dậy sớm để hành quân, nên ăn cơm từ lúc chưa rõ mặt người. Trời sáng dần và một người rồi cả tiểu đội phát hiện trong cơm lẫn rất nhiều nòng nọc đã được nấu chín. Ăn rồi còn trách ai? Đành gạt những con nòng nọc còn sót lại để cho cơm vào ăn gô mang theo ăn trưa. Cả tiểu đội hôm ấy có vẻ khỏe hơn nhờ có nòng nọc trong khẩu phần ăn. 3. Ca sĩ bất đắc dĩ. Trong 6 tháng trên dãy Trường Sơn, cứ đêm xuống, khi mỗi người đã yên vị một võng, nghỉ ngơi sau một ngày hành quân mệt nhoài, là tôi lại cất tiếng hát để phá tan đêm tối tĩnh mịch. Chỉ có mấy bài hát học được qua đài thuộc diện nhạc vàng khi ấy. Tôi nhớ lời chứ không biết tên bài hát. Lời chỗ nào quên
thì thêm vào lời của chính mình. Quan Hà xin cạn chén ly bôi, mẹ ơi xuân này con vắng nhà, hoặc lời đầu xuân chúc non nước thanh bình. Cứ những bài ấy tôi hát hàng đêm khoảng 1-2 tiếng, bắt mọi người nghe mà chẳng thấy ai phản ứng, dù giọng hát của tôi ngang phè phè như đập thùng. Mọi người có lẽ quen với giọng đập thùng ấy như tiếng chim hót, bắt cô chói cột, khó khăn khắc phục. Nếu tôi dừng hát một đêm thì chắc mọi người khó ngủ chăng? Thật hài hước là sau mấy chục năm, khi gặp lại tôi, nhiều đồng đội vẫn nhớ lời các bài hát tôi thường hát ngày đó và lại cùng nhau cất tiếng hát. Gái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về, với em, rồi mai anh lại đi. 4. Những chàng trai kém tắm. Đó là những anh bộ đội hành quân trên dãy Trường Sơn. 6 tháng vừa đi vừa nghỉ trên dãy Trường Sơn là khoảng thời gian cần có cho những anh bộ đội vào B2, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Nếu đi B3, Tây Nguyên, thì thời gian ngắn hơn, khoảng 2-3 tháng tùy khu vực. 5-6 ngày hành quân mỗi tuần là 5-6 ngày thường không được tắm, vì sau mỗi ngày hành quân mệt nhoài là hầu như anh nào cũng muốn nằm nghỉ sau khi cơm nước. Với lại bãi khách, trạm đóng quân, sau những ngày hành quân đó thường xa nguồn nước, chắc Giao Liên sợ máy bay giặc ném bom theo nguồn nước. Gọi là bãi khách, thực ra đó là khu rừng được nhiều đoàn bộ đội hành quân ngủ qua đêm, nên có thể tận dụng những cọc võng của nhau, chứ không có lán trại nào hết. Phải đi xa khoảng 200m đến 500m, có khi cả cây số mới gánh được tăng nước về. Tăng đựng nước là tấm ni lông dày buộc vào một đoạn cây giống võng cáng thương binh, để hai người đi lấy nước về nấu cơm. Sáng hôm sau lại tháo ra gấp tấm ni lông để lên ba lô, mang đi cho những lần lấy nước tiếp theo. Vậy là các anh bộ đội hành quân trên dãy Trường Sơn thường chỉ được tắm vào những ngày nghỉ của đợt hành quân 5-6 ngày như vậy. Ngày nghỉ, đơn vị cũng thường được mắc võng gần nguồn nước, suối hoặc sông, nên có cơ hội tắm gội. Tắm thôi, chứ làm gì có xà phòng để gội. Một vài anh mang được cục xà phòng 72% của Liên Xô thì cũng chỉ 2-3 tháng là hết rồi, dùng chung nên càng mau hết. Quần áo trong 5-6 ngày hành quân liên tục, cũng vì vậy mà liên tục mặc trên người, tối ngủ vẫn mặc, chẳng ai được thay quần áo ngủ như bây giờ. Những anh mồ hôi muối thì khi quần áo khô, muối của mồ hôi bám trắng. Chẳng hề gì với các chàng trai tuổi 18 đôi mươi vì cái sự kém tắm ấy. Chẳng thấy ai kêu khổ, kêu bẩn, chẳng thấy ai bị ghẻ lở hắc lào. Mấy cái giống đó cũng chẳng thể tồn tại trong môi trường kém tắm đó. Vì ai cũng kém tắm như ai nên vẫn thấy sạch sẽ, thơm tho như nhau. Mãi sau này khi Sài Gòn được giải phóng từ trong rừng, các anh bộ đội được về ở với dân. Khi đã khá thân quen, các má, các em mới nói cho cách cảm nhận của họ khi đón các anh ở trong rừng ra. Người các chú các anh có mùi khét là lạ. Đó là mùi ớm nắng và mùi kém tắm đó mà. Bây giờ ngày nào cũng tắm với đủ loại dầu gội, kem tắm mà sao luôn thấy ngứa đầu. Những ngày đó ở trong rừng Trường Sơn, cả tuần mới được tắm một lần mà sao chẳng thấy ngứa ngáy gì. Lạ thật, các chàng trai kém tắm, đáng yêu, đáng nhớ. 5. Kỳ phùng địch thủ. Tôi và Phú cùng lớp Lý 1, năm thứ nhất khoa vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Khi nhập ngũ ở Mai Siêu, Bắc Giang, chúng tôi cùng tiểu đội A10, khi đó còn có Phan Tự Lập và Phạm Hồng Chi cũng cùng lớp. Tuy nhiên, để phá vỡ cái kết cấu bạn cùng lớp ấy cho dễ lãnh đạo chăng,
mấy ông chỉ huy đã tách chúng tôi ra các tiểu đội khác nhau, nên Phú, Chi được chuyển về A11, Lập chuyển về A12, còn tôi vẫn ở A10. Tân binh các khóa khác cũng bị tách ra như vậy. Khi hành quân vào chiến trường, tôi và Phú vẫn ở hai tiểu đội khác nhau. Chi và Lập đã được điều chuyển lên trường Đại học Quân sự trước khi đơn vị hành quân đến Thường Tín. Tôi và Phú như tri kỷ trên dãy Trường Sơn và cho đến bây giờ đã là tri kỷ. Cứ sau một ngày hành quân là chúng tôi lại cùng ngồi cháo đầu đuôi trên một chiếc võng để nói đủ thứ chuyện, cho đến khi buồn ngủ thì ai về võng đấy. Có lần chắc cười nhiều quá nên chiếc võng đứt làm đôi. Tôi làm một bài cờ tướng từ tấm bạt bằng hai bàn tay, vì bạt mới bền khi gấp đi gấp lại nhiều lần. Quân cờ thì tôi tạo thành từ cành cây vót tròn cắt khoanh đường kính nhỏ hơn 1 cm. Cứ đến ngày nghỉ hành quân là tôi và Phú lại ngồi bên suối mở bàn cờ ra tỉ thí. Thật may là trình độ cờ tướng của tôi và Phú tương đương nên đánh mãi không chán. Cũng vì tuổi trẻ, 19 tuổi mà, nên máu ăn thua luôn trỗi dậy, còn thua là còn gỡ. Tôi nhớ có lần hai đứa tôi đánh cờ từ sáng đến chiều, mỗi bên thắng 11 ván thì mới chịu cùng đứng dậy. Khi cờ tàn cũng là lúc màn đêm đã buông xuống. Hồi ở rừng Quảng Đức, nay là Đắk Nông, tôi và Phú còn vừa ngồi đánh cờ vừa nghe ngóng pháo địch bắn từ Kiến Đức để liệu còn tránh. Đã lâu không được đánh cờ cùng Phú, kỷ thủ có hạn. 6. Nằm võng không dễ, khó quên. Trước khi nhập ngũ, có lần về thăm nhà ở Thổ Hà, Việt Yên, Hà Bắc với một số bạn cùng lớp đại học. Lớp Lý 1, Đại học Tổng hợp Hà Nội, khi đó đang sơ tán về Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Hà Bắc. Tôi ngạc nhiên vì thấy mấy ông giải phóng quân, khách của gia đình tôi. Quê tôi ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế, nên thỉnh thoảng có mấy anh bộ đội trong quê nhân dịp ra Bắc an dưỡng đến thăm ba mẹ tôi, mắc võng giữa các cột chùa để nằm nghỉ. Tại sao nhà có giường đàng hoàng mà mấy anh không nằm, lại thích nằm võng giữa chùa? Chắc ra vẻ lấy nê mọi người đây mà. Lúc đó tôi nghĩ vậy, nhưng sau 6 tháng hành quân trên dãy Trường Sơn và 3 năm mắc võng ở rừng Quảng Đức, Tây Ninh, Bình Phước, tôi đã hiểu vì sao các anh ấy thích nằm võng hơn nằm giường. Phải nói thật là những ngày đầu tiên, nằm võng thật là khốn khổ cho các chàng trai 18 đôi mươi dù đang tuổi ăn tuổi ngủ. Chiếc võng bó chặt đôi vai, bẻ cong xương sống. Không dễ dàng thay đổi tư thế nằm đã hành hạ các anh bộ đội khi mới vào Trường Sơn. Không ngủ được, khó ngủ, giấc ngủ chập chờn. Sáng dậy, mỏi khắp người, chẳng còn muốn hành quân tiếp. Một số chiến sĩ còn nghĩ ra sáng kiến, tìm một đoạn cành cây ngáng hai đầu võng, giống kiểu võng xếp Duy Lợi bây giờ. Có anh còn lấy cả quả đạn B-40 hoặc súng B-40 để ngáng, vì vũ khí luôn có sẵn bên mình, chứ tìm cành cây thích hợp đâu có dễ. Nhiều anh còn cảm thấy nôn nao vì sự đung đưa của võng. Khoảng một tháng sau thì bắt đầu thích nghi với việc nằm võng. Cánh võng ôm lấy thân mình như vòng tay của mẹ ôm con. Vải kaki khá dày của võng thay tấm đệm, ga giường, chống cái rét về đêm của rừng Trường Sơn. Sự đung đưa của võng như du đưa ta vào giấc ngủ. Trên võng là tấm tăng che mưa. Nằm trên võng không còn cảm giác ở giữa rừng nữa, mà như ở một chỗ nào đó thân quen. Những ngày đầu đất nước thống nhất, khi xuống đồng bằng được vào nghỉ trong nhà dân, được các má các chị chuẩn bị giường phản cho bộ đội ngủ, thì lại cảm thấy ngủ ở phản giường sao mà khó thế. Đau lưng, trống trải,
trằn trọc mất ngủ. Cũng phải mất cả tháng sau, bộ đội mới quen được với cảm giác nằm giường, mới đỡ nhớ võng. Với mấy ông nhà thơ, nhà văn, quân giải phóng thì thói quen nằm võng còn khó bỏ hơn. Hoặc các ông ấy muốn lấy le với các bạn cùng lớp khi trở về học lại. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thường mắc võng ngủ ở mái hiên khu nhà của nữ ở khu Mễ Trì, và hình như nhờ thế mà đã tìm được tình yêu đích thực của mình, cũng từng là nhà báo giải phóng. Đã vì yêu chất lính, yêu cánh võng mà quyết tâm chia tay chồng, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, để đến với Hoàng Nhuận Cầm. Cánh võng kỳ diệu đến vậy. 7. Tiên sư anh Tê Quy. Đấy là chữ yêu thôi, vì quân nhu yếu phẩm của Tê Quy viện trợ cho bộ đội Việt Nam hồi ấy là quá đỉnh. Ở đây tôi loại trừ mục đích viện trợ, vì cái đó để cho lãnh đạo cấp cao bình luận. Từ đầu cho tới chân, từ trang phục, vũ khí cho đến lương thực thực phẩm cho hàng chục nghìn bộ đội hành quân vào Nam, Lào, Campuchia. Mỗi đợt chủ yếu là hàng viện trợ của Tê Quy. Đầu tiên là chiếc mũ cối mà như chiếc mũ sắt. Ngoài việc bảo vệ cái đầu ra, còn để ngồi khi giải lao giữa cuộc hành quân, để tát ao bắt cá và để đổi gà, đổi sắn, chống đói, chống thèm cho bộ đội. Chỉ một nhược điểm là mũ cối hơi cồng kềnh, nên nó thường được bộ đội cho ra đi sớm nhất. Bắt đầu là tặng cho các bọ khu 4, sau đó là đổi hàng với nhân dân Lào. Chắc cũng biết lý do đó nên bộ đội còn được phát thêm một chiếc mũ tai bèo. Và đó là chiếc mũ khá hữu dụng cho giải phóng quân, và mũ tai bèo thường được theo các anh cho đến mùa xuân đẹp nhất của dân tộc. Tiếp theo là cái màn tuyên màu cỏ úa. Khi đó, nhân dân miền Bắc còn phải nằm màn bằng vải xô, khá ngột ngạt dù chống được muỗi bay vào, thì bộ đội vào Nam chiến đấu đã được trang bị màn tuyên bền đẹp nhẹ, vừa để làm màn, vừa để làm lưới, bắt cá trên suối sông của dãy Trường Sơn. Khi đổi hàng, lương thực thực phẩm với dân thì cũng có giá trị cao. Có lần đổi được cả con lợn con với đồng bào. Mỗi anh bộ đội trước khi hành quân đi bê thường được phát hai bộ quần áo dài bằng vải gabardine Trung Quốc và hai bộ quần áo lót bằng vải phin Tô Châu, vừa thoáng vừa bền. Tôi muốn nói về tính ưu việt của chiếc quần đùi bộ đội, quần lót. Hồi ấy, quần lót bộ đội may bằng vải phin màu cỏ úa, dài ngang đùi và khá rộng. Lúc đầu mặc trông khá buồn cười, nhưng sau những ngày tháng hành quân mới thấy cái giá trị dài rộng của nó. Bộ đội hồi đó chẳng ai mặc xịp, sinh viên hồi đó chắc cũng vậy. Trong quần lót ngoài quần dài, áo thì hoặc áo dài hoặc áo lót. Mỗi ngày đi bộ khoảng 15-20 km với hành trang khoảng 20-25 kg trên lưng. Đi hết ngày này qua ngày khác mà đùi bẹn không hề hấn gì là nhờ chiếc quần đùi ấy. Tê Quy giỏi thật. Nhược điểm là bộ quần áo dài vì may bằng kaki nên khá nặng. Một bộ quần áo đấy đã chiếm 1/3 dung tích chứa của ba lô, nên sau một thời gian hành quân trên đất Lào, mỗi anh bộ đội thường chỉ còn một bộ quần áo dài và một bộ quần áo lót. Có khi còn ít hơn nữa, phần còn lại đã chuyển thành sắn, rau, gà. Quần áo vải gabardine vừa tốt lại vừa bền. Nếu ít giặt và không giặt xà phòng thì màu xanh lá cây của quần áo gần như giữ nguyên. Quần áo của VAN và VDT trong tiểu đội tôi luôn là mới nhất và đẹp nhất, vì ít giặt hay không giặt gì đó. Tiếp đó phải nói đến đôi dép đúc và hai đôi tất được trang bị cho bộ đội đi bê. Bộ đội còn được phát giày vải Tê Quy.
Tuy nhiên vì nó không thuận lợi cho lội suối nên cũng bị bỏ rơi sớm như mũ cối. Đôi dép đúc thì tuyệt vời, đường bùn lầy trơn trượt. Nhiều khi dép chạy lên bụng chân mà chẳng mấy khi tuột quai. Hai cuộn dây quai được phát sơ cua rất ít phải dùng đến cho việc thay quai dép mà chỉ hữu ích trong việc buộc tăng lấy nước. Tất của tê quy cũng bền khủng luôn. Với một lớp tơ tằm nằm phía trên nên nhiều ông không thích đi dép nữa mà chỉ cần đeo tất mà lội bộ cũng được. Ba lô tê quy phát cho bộ đội đi bê thì được thiết kế khá chi tiết. Phần lưng và đế có lót một lớp ni lông nên chống được mồ hôi và nước. Ngăn đựng phía sau vừa khít với ăng gô được phát. Cái bi đông đựng nước khoảng 1-1,2 lít vừa cho chặng đường hành quân. Thực phẩm thì phải nói đến 2-3 kg ruốc thịt mặn, nhưng không chát vì nhiều muối và mì chính. Ruốc thịt tê quy làm tài tình lắm, sợi dài và tơi như bông y tế, để vài tháng cũng chẳng hề hấn gì. 2-3 kg ruốc thịt, 200g mì chính, 100g muối cho mỗi người là thực phẩm chiến lược của bộ đội suốt 6 tháng hành quân. Đến bây giờ, vẫn chẳng hiểu sao bộ đội có thể tồn tại với lượng chất đạm ít ỏi đó. Chắc nhờ tuổi trẻ. Lương khô tê quy 701-702 được phát mỗi người 2 phong, dự trữ lúc xa cơ bị đói thì ngon thôi rồi, nhưng quá ít vì quá nặng. Còn nhớ khi lội nước qua sông Danh, gói lương khô tôi mang bị ướt, vậy mà phải báo cáo với cấp trên mới được xử lý. 8. Bãi khách. Bộ đội đã hành quân trên dãy Trường Sơn, nhất là bộ đội đi B2 thì không ai là không biết bãi khách. Khi nhắc đến bãi khách thì chắc chắn các kỷ niệm sẽ ùa về với mọi người. Nếu khéo gợi chuyện thì bạn sẽ được nghe từ những anh bộ đội ấy 1001 câu chuyện thú vị về những bãi khách trên dãy Trường Sơn. Bãi khách là một cánh rừng làm trạm trú quân qua đêm cho một đơn vị bộ đội sau một ngày hành quân. Đơn vị bộ đội có thể vài chục người, nhưng cũng có thể là cả nghìn người hoặc nhiều hơn thế. Đơn vị bộ đội có thể đang hành quân vào Nam, B2, B3 để chiến đấu. Những đơn vị này thường đông từ 1-2 tiểu đoàn hoặc nhiều hơn, hoặc đang hành quân ra Bắc để nghỉ dưỡng, để đi học, để phục viên. Những đơn vị này thường ít người, một vài chục người. Gọi là bãi khách, chứ không phải là trạm khách, là vì không có nhà, có trạm ở những nơi ấy. Chỉ có những rừng cây có thể mắc võng trú quân cho cả nghìn người. Là tôi đang nói những bãi khách lớn dành cho đơn vị hành quân vào Nam. Bãi khách phải gần nguồn nước, nhưng không được quá gần để tránh máy bay ném bom theo tọa độ. Phải cách xa đường xe tải để tránh B-52 giải thảm. Không gần trạm giao liên để tránh bộ đội vào quậy phá xin gạo xin rau vì bộ đội quá đông. Những bãi khách mà đơn vị được nghỉ lại 2-3 ngày thì điều kiện về nguồn nước phải tốt hơn những bãi khách chỉ trú chân một đêm. Mỗi một bãi khách cách nhau một ngày hành quân, nên vị trí các bãi khách gần như cố định. Đơn vị đo quãng đường khi hành quân trên Trường Sơn không còn là cây số, km nữa, mà thay vào đó là phút, là giờ, là tiếng. Hôm nay chúng ta sẽ hành quân khoảng 6 tiếng, chỉ huy thông báo qua liên lạc. Còn bao xa nữa đến bãi khách hả anh? Bộ đội hỏi giao liên. Còn 30 phút nữa, giao liên trả lời. Mỗi bãi khách có hàng trăm hàng nghìn vị trí mắc võng khác nhau. Các vị trí mắc võng đó cũng từng đón hàng trăm lượt bộ đội mắc võng ngủ qua đêm. Nếu không thích mắc võng tại vị trí cũ thì anh bộ đội sẽ phải tạo cho mình một chỗ mắc võng mới. Đa phần bộ đội sau một ngày hành quân thấm mệt,
thường chọn những vị trí mắc võng của người đi trước tạo ra để đỡ mất công, sớm được nghỉ ngơi. Một vài người thì gia cố lại dây rừng buộc cọc phụ. Thay cọc phụ nếu nó bị ải, bị mối sông. Chỉnh trang giá để ba lô rồi mắc võng căng tăng hoàn thành ngôi nhà mới trên nền đất cũ. Những vùng hành quân có nguy cơ B-52 thả bom thì dưới chỗ mắc võng hoặc bên cạnh thường có một hố tránh bom sâu khoảng 50-70cm vừa một người nằm. Tôi cũng đã từng một lần lăn khỏi võng xuống nằm trong một cái hố như vậy trong đêm ở một bãi khách vì B-52 giải thảm. Thật may, trận bom ấy chỉ giải phía ngoài bãi khách, bộ đội trong bãi khách đều an toàn. Cọc phụ là nét đặc biệt trong cách mắc võng của bộ đội tại bãi khách. Nếu dây võng mắc thẳng vào cây rừng thì khi trời mưa, nước mưa sẽ theo thân cây rừng chảy vào dây võng, làm ướt đầu võng. Nếu mưa lâu có thể ướt cả võng. Cọc phụ mắc võng để tránh mưa làm ướt dây võng. Cọc phụ được kết nối với thân cây bằng dây rừng. Dây võng được thắt vào cọc phụ ở vị trí cao hơn vị trí dây rừng kết nối cọc phụ với thân cây rừng. Nếu nước mưa có theo dây rừng chảy đến cọc phụ thì cũng chảy theo cọc phụ xuống đất. Và nhờ đó dây võng và võng không bị ướt dù trời mưa cả đêm. Tăng là mái che mưa được vắt qua sợi dây dù mắc giữa hai thân cây đã được kết nối với cọc phụ. Bốn đầu tăng có khuyết nhựa được lồng dây chăng ra bốn phía để tạo cho tăng có hình mái nhà trên chiếc võng. Giá để ba lô được làm cao hơn mặt đất khoảng 15-20cm bằng các cành cây. Để ba lô trên giá thì mới không sợ mối sông ba lô, không sợ ba lô bị nước mưa ngấm từ đất lên, tránh côn trùng, chuột, sóc. Giá để ba lô nằm ở đầu võng dưới tán tăng. Cách buộc dây võng của bộ đội Trường Sơn cũng đơn giản. Không thắt nút dây võng, dây võng được quấn quanh cọc phụ chỉ một vòng. Sau đó cài một phần dây thừa vào giữa vòng dây và cọc phụ. Khi nằm vào võng, trọng lượng người sẽ làm cho vòng dây siết mạnh vào cọc phụ, giữ chặt luôn đoạn dây được cài vào. Võng càng đong đưa thì nút thắt càng chặt. Bộ đội tự học nhau cách mắc võng và rồi ai cũng thuần thục. Buổi sáng, sau khi rời khỏi võng, chỉ cần kéo nhẹ đầu dây võng là dây võng đã rời khỏi cọc phụ. Tiếp tục tháo tăng, gấp mọi thứ cho vào ba lô là xong. Một chặng đường hành quân mới, một bãi khách mới đang chờ bộ đội ở phía trước. Mỗi vị trí mắc võng được sử dụng lại tại các bãi khách giống như một móng nhà đã xây sẵn. Những người đến sau chỉ việc xây nhà, căng tăng và đặt giường mắc võng là có được một ngôi nhà mới. Có ai đó đã từng nói, từng viết, người ta chỉ khen một ngôi nhà đẹp chứ có ai khen một cái móng nhà đẹp. Tuy nhiên, móng nhà có chắc thì ngôi nhà mới thực sự đẹp. Những móng nhà ở bãi khách còn chứa đựng những điều đẹp hơn những móng nhà bình thường khác. Mỗi móng nhà ở các bãi khách trên dải Trường Sơn từng có hàng trăm mái nhà được xây dựng trên nó. Khi được thả mình trên võng sau một ngày hành quân mệt nhọc, tôi thường tưởng tượng những đồng đội đã từng mắc võng đúng chỗ móng nhà tôi đang nằm. Biết đâu trong nhiều trăm bộ đội từng mắc võng ở vị trí này, có thể là bố con, là anh em, là bạn cùng quê, cùng lớp. Nhà tôi có bốn anh em đã hành quân trên dãy Trường Sơn. Nếu tôi được nằm ngủ cùng chỗ với một trong các anh tôi thì thật tuyệt vời. Ước gì có cuốn phim tua lại để biết thực hư. Biển chỉ đường đến bãi khách trên đường Trường Sơn mới đặc biệt làm sao. Nó không giống biển chỉ đường mà chúng ta nhìn thấy trên các đường giao thông hiện nay. Nó không được nhận biết bằng mắt mà phải nhận biết bằng khứu giác.
Thực ra, không ai có biểu cảm giống bộ đội hành quân trên Trường Sơn khi ngửi thấy mùi xú uế. Khi ai đó ở đầu đoàn quân kêu lên, thối quá, là nét mặt mọi người như giãn ra. Tất cả đều vui vẻ, cười nói nhiều hơn. Sắp đến bãi khách, sắp được nghỉ ngơi mà. Ai cũng muốn đi nhanh hơn, muốn được ngửi thấy mùi thối ấy để khẳng định đó là biển chỉ đường đến bãi khách. Hầu như chẳng ai bịt mũi nhăn mặt. Mùi xú uế ấy là do các đoàn khách nghỉ tại bãi khách, đi đại tiện xung quanh bãi khách, không mang xẻng hoặc lấp đất không kỹ các bãi phóng uế do mình thải ra. Quy định là phải đào sâu chôn chặt. Vậy mà có mấy người làm theo? Sau này khi trở lại học ở các trường, các bạn gái học cùng lớp rất ngạc nhiên và thán phục các anh bộ đội về học về khả năng chịu đựng mùi xú uế. Nhiều cô vì thế mà yêu mấy chú bộ đội cùng lớp. Người ta hay nói tăng là nhà, võng là giường của bộ đội đi bê. Tuy nhiên, hai vật bất ly thân ấy nằm trong những vật bất ly thân của mỗi anh bộ đội lại còn hơn một mái nhà hay hơn một chiếc giường nhiều. Mỗi một chiến sĩ khi hy sinh thường được nằm trong chiếc võng của mình. Chiếc võng trở thành tấm vải liệm màu xanh. Bên ngoài võng là mảnh tăng, vốn là mái nhà, nay bao bọc thay cho chiếc áo quan. Những sợi dây dù dùng để mắc tăng, mắc võng, nay cũng thay cho đinh, cho cá, bó chặt áo quan làm bằng mảnh tăng. Tăng, võng sẽ cùng các liệt sĩ đi xuống lòng đất cho đến khi các hài cốt của các liệt sĩ được quy tụ về nghĩa trang, thì tăng võng mới hết nhiệm vụ. Cũng nhờ những mảnh tăng trường tồn với thời gian mà vài chục năm sau chiến tranh, nhiều hài cốt các liệt sĩ vẫn còn nguyên vẹn khi được tìm thấy, khi được phát hiện. Còn nhiều lắm, những mảnh tăng, những mảnh võng, những hài cốt của các liệt sĩ đang nằm khắp dải Trường Sơn trên nhiều cánh rừng của miền Nam. Rất có thể các liệt sĩ đó đã phải nằm lại vĩnh viễn ở nơi ấy với hai vật dụng bất ly thân của mình, tăng và võng thủy chung. Trong 9, đoàn vào, đoàn ra. Các đơn vị bộ đội hành quân đi bê vào Nam chiến đấu thường được gọi là đoàn thay cho phiên hiệu tiểu đoàn. Tiểu đoàn 495, trung đoàn 568 của chúng tôi gọi là đoàn 2004 và là đoàn vào. Các đoàn thương bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ được ra Bắc điều dưỡng, học tập được gọi là đoàn ra. Các đoàn vào và các đoàn ra thường ít gặp nhau trên đường đi và không ngủ đêm cùng một bãi khách. Chắc giao liên họ bố trí đi lệch giờ nhau hoặc bằng những lối mòn khác nhau để hình ảnh những anh thương bệnh binh không ảnh hưởng đến tinh thần của bộ đội đang hành quân vào chiến trường. Khi mới vào những trạm đầu của Trường Sơn, đoàn chúng tôi cũng đã gặp vài nhóm thương bệnh binh trên đường ra Bắc. Đa phần các anh thương bệnh binh trên đường quay ra Bắc trông ốm yếu, mắt trắng môi thâm vì sốt rét, quần áo đủ màu đủ kiểu, chiếc bồng thay cho ba lô. Bồng là một cái túi bằng vải hoặc vinilông, dung tích khoảng 30 đến 40 decimet khối. Hai góc dưới của bao được nhét hai hòn sỏi bằng hai viên bi ve để thắt nút cho quai bồng. Sau khi nhét tất cả quần áo tư trang vào bồng, lấy dây giữ hai quai ba lô, buộc túm miệng bồng là được một chiếc ba lô để đeo lên vai. Đoàn của chúng tôi toàn lính trẻ, 18 đến 20 tuổi. Vừa qua 3 tháng huấn luyện, được ăn uống no đủ, anh nào cũng tăng trọng lượng từ 3 đến 7kg. Huấn luyện lại vào mùa thu nên không bị nắng cháy. Quần áo trang bị lại mới tinh.
toàn hàng quân nhu xỉn của Trung Quốc hồi đó. Bộ đội đoàn vào đều đẹp như soái ca của các cô gái thời nay hay mê trong phim Hàn Quốc. Các anh thương bệnh binh vừa đi vừa ngoái lại nhìn bộ đội của đoàn vào. Tôi đã nghe những tiếng chép miệng. Đẹp quá, tiếc quá, tiếc quá. Hồi ấy thì không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là đẹp quá, tiếc quá. Tôi cũng từng thấy những nhóm thiếu nhi tuổi từ 8 đến 14 tuổi vô tư ríu rít đi bộ theo các chú giao liên trên đường ra Bắc. Thật cảm phục các em. Nhà thơ Tố Hữu có hai câu thơ nổi tiếng trong bài thơ Theo Chân Bác, được viết năm 1970 khi ông chưa từng vào Trường Sơn, đã làm náo nức thế hệ trẻ cũng chưa từng vào Trường Sơn hồi đó. Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đến mùa hè năm 1973, sau khi đã đi qua dãy Trường Sơn bằng những phương tiện tốt nhất hơn nhiều lần những anh lính phải hành quân bộ như chúng tôi, chế độ ăn uống nghỉ ngơi của ông cũng khác chúng tôi nhiều. Ông đã ở những trạm khách với những căn nhà đúng nghĩa được lợp lá trung quân, chứ không ở bãi khách như chúng tôi. Nếu nhà thơ được nằm bãi khách thì bãi khách có lẽ cũng đã được đưa vào thơ của ông, được đưa vào nước non ngàn dặm. Vậy nhưng chuyến đi đó của nhà thơ đã để lại hai câu thơ nổi tiếng không kém hai câu thơ trên trong bài Nước non ngàn dặm. Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Tôi và nhiều đồng đội của mình sau khi vượt Trường Sơn thì có cảm xúc nhiều hơn với hai câu thơ dưới. Hai câu thơ trên giống như một câu khẩu hiệu. Hai câu thơ dưới mới chứa đựng cảm xúc của người từng đặt chân đến Trường Sơn. Nước non ngàn dặm, nghĩa đen là khoảng 500 km, nghĩa bóng thì có thể là hơn. Nhà thơ Tố Hữu chắc mới chỉ đi quãng đường chừng ấy trên dãy Trường Sơn. Nếu ông đi nhiều hơn, có thể bài thơ sẽ dài hơn. Số lính Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam từ năm 1964 đến 1973 được thống kê là khoảng 3 triệu lượt người. Số bộ đội hành quân vào Nam chiến đấu trên dãy Trường Sơn có lẽ cũng cả triệu người. Nếu khoảng cách hành quân giữa hai người là 1 mét, thì đoàn quân ấy đã điền đầy quãng đường cả vào lẫn ra là 1.000 km. Sau chiến tranh, nhiều cựu chiến binh Mỹ đã quay trở lại thăm Việt Nam vì bị ám ảnh bởi chiến tranh. Tôi cũng bị ám ảnh bởi chiến tranh nên đã sang thăm nước Mỹ vào năm 2017. Tôi đã đến thăm bức tường đá ghi tên 58.000 lính Mỹ đã chết tại chiến tranh Việt Nam. Tôi đã đến thăm Lầu Năm Góc, Nhà Trắng, nơi bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ được khai sinh. Tôi đã đứng chụp ảnh trước bức tượng lớn của mục sư Martin Luther King. Tôi đã được đắm mình trong mùa hoa anh đào ở Washington DC. Sau hết, là tôi ước gì không có cuộc chiến tranh ấy để tôi không có loạt bài viết kỷ niệm Trường Sơn. Các bạn đọc không phải đọc những dòng kỷ niệm nhiều nước mắt, nhiều đau thương để rồi phải cảm ơn, phải trân trọng. Tôi xin khép loạt bài về kỷ niệm Trường Sơn ở đây. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc các bài viết của tôi. Hà Nội, 18 tháng 10, 2021. Kỷ niệm Trường Sơn chưa thể kết thúc. 10. Mưa rừng Trường Sơn. Có lẽ chỉ có bộ đội hành quân trên Trường Sơn
mới thấm nỗi khổ của Trường Sơn đông nắng tây mưa. Mưa không chỉ một lát, mà có thể mưa luôn cả ngày. Đoàn quân nghìn người hành quân dưới mưa rừng. Những con đường đất sũng nước được hàng nghìn bước chân dẫm đạp tạo thành một lớp bùn đất ngập ngang bàn chân người lính. Anh lính nào đi giày, biết điều thì tháo giày, vắt ba lô để đi dép đúc vào mới đi nổi. Cố tình đi giày là đôi giày đó bị bùn đất giữ lại với rừng ngay. Đi dép cũng không dễ gì, mặc dù dép cao su độ bám dính cao, ít trơn trượt, nhưng bùn đất ngập chân sẽ làm dép tuột ngược lên bụng chân. Gỡ được dép ra để đi lại thật cơ khổ. Những anh bộ đội tinh danh dám hy sinh thì phải lồng vào chân đôi tất trước khi đi dép. Như vậy, chân nhờ có tất tăng ma sát nên đỡ tuột khỏi dép. Tất phải là tất phát cho bộ đội đi bê, loại tất có một lớp tơ tằm vàng óng nằm ở phần đáy tất mới sử dụng được để lội bùn và có thể sử dụng được nhiều lần. Đồng đội tôi, Nguyễn Khánh Thụy, một chàng trai Hà Nội, lính sinh viên khoa văn, K16, Đại học Tổng hợp Hà Nội, là trường hợp đặc biệt, dùng tất mà dép vẫn tuột lên bắp chân. Trời không mưa, dép vẫn cứ thỉnh thoảng tuột khỏi chân. Thụy không có gót chân ở cả hai bàn chân, dị tật từ nhỏ mà tại sao vẫn trúng tuyển bộ đội. Chắc là anh ấy quyết đi, vì không có gót chân nên đi dép rất khó, quai dép không có gót chân giữ nên dép rất dễ tuột. Trời không mưa, Thụy còn đi giày được. Nhưng trời mưa thì cả giày lẫn dép đều không giúp được Thụy, nên anh chàng đành đi tất không để hành quân. Tất của Thụy nhờ vậy mà nhanh chóng bị loại bỏ và anh đành phải nương nhờ đồng đội. Được cái đồng đội của anh đều là bạn cùng trường nên luôn sẵn sàng chia sẻ tất cho anh. Thụy luôn lạc quan và luôn sáng tác thơ để đọc cho đồng đội nghe ở mỗi trạng dừng chân. Đồng đội nghe thơ anh, người khen kẻ chê, anh đều vui vẻ nhận về mình. Thật tiếc là Thụy đã hy sinh ngay gần 30 tháng 4, 1975. Nếu không thì bạn đọc sẽ được đọc nhiều bài thơ, bài viết của anh về Trường Sơn, về chiến tranh, sống động, chân thực. Nếu Thụy còn sống, chắc tôi cũng không viết nữa mà chỉ ngồi đọc những dòng anh viết là đủ. Tôi luôn nhớ cái dáng nhỏ nhắn, chân cao chân thấp, tay xách dép, bước nhanh như chạy, quần áo bê bết bùn đất vì ngã lên ngã xuống và cái miệng luôn cười trên khuôn mặt luôn ngơ ngác của Thụy. Anh dắt em đi, trời sắp sáng rồi, mà trong tim anh gà chưa muốn gáy, là một câu thơ lãng mạn về tình yêu tưởng tượng của Khánh Thụy đấy. Tôi nhớ một đêm phải mắc võng ở bãi khách vừa bị bom B-52. Bãi khách là một sườn đồi trơ trọi vì cây cối hầu như bị bom cắt ngang thân nham nhở. Tôi lựa chọn mãi mới mắc được võng và treo được tăng thì trời đã tối. Tôi trèo lên võng và đắp tấm chăn, bên ngoài là màn tuyên chống muỗi. Ngày hôm ấy, chặng đường hành quân tương đối dài, phải vượt trạm để tránh B-52 giải bom, nên tôi thiếp đi ngay. Tôi giật mình tỉnh giấc vì lạnh. Trời mưa to, gió thổi mạnh, làm một trong bốn dây căng tăng của tôi bị đứt. Nước mưa cứ thế xối vào đầu võng, làm chăn màn của tôi và một phần quần áo của tôi ướt nhẹp. Đêm tối đen, không có đèn đuốc, nên tôi không thể xuống để buộc lại dây tăng. Vậy là tôi cuốn cả chăn màn vào người để cố gắng ngủ tiếp. Thật may, mưa cũng ngừng rơi. Chắc trời thương tôi. Sáng, tôi lại cuốn đống chăn màn, võng tăng, ẩm ướt đó, nhét vào ba lô và tiếp tục hành quân cùng đồng đội. Thật lạ là tôi không bị cảm lạnh sau vụ mưa rừng đêm ấy.
nhưng cái cảm giác rét run vì mưa rừng Trường Sơn vẫn còn đến tận bây giờ. 11. Muỗi, vắt, rắn lục và ong rừng. 3. Trong 4 loại ấy luôn rình rập tấn công bộ đội hành quân trên dãy Trường Sơn. Anh bộ đội nào đã từng hành quân đi B2, B3 chắc đều được hưởng đặc ân của muỗi, vắt. Và nếu bạn giỏi khơi gợi thì các anh ấy có thể kể cả ngày không hết các kỷ niệm của mỗi người với muỗi vắt. Muỗi Trường Sơn to gấp đôi muỗi Hà Nội hay muỗi thành phố Hồ Chí Minh, giỏi đánh hơi người kinh khủng. Bộ đội đi bê thường được phát mỗi người một lọ dầu xoa chống muỗi. Cái mùi dầu nhơn nhớt giống mùi aceton ấy đến người còn sợ, chứ nói gì muỗi. Lúc hành quân thì nhờ mặc quần áo dài và chuyển động liên tục nên ít bị muỗi đốt. Tối ngủ thì nhờ có màn tuyn và võng bạt nên muỗi cũng khóc. Mấy ông nằm võng ni lông hay võng dù nghe nói còn bị muỗi đốt xuyên qua võng. Nhưng lúc đi đại tiện là lúc khó chống đỡ nhất đối với lũ muỗi Trường Sơn. Anh vừa kéo quần ra, chưa kịp xoa dầu chống muỗi là hàng trăm con muỗi thay nhau tấn công anh luôn. Xoa được dầu rồi thì đỡ hơn. Đỡ hơn thôi, vì lũ muỗi khôn lắm. Nó chọn được chỗ chưa bôi dầu ở mông anh, ở lưng anh để đốt. Chính vì muỗi đốt nên mặc dù mỗi ngày, mỗi tuần bộ đội đều uống thuốc ký ninh và B1, nhưng rồi cũng lần lượt bị sốt rét. Tôi nhờ sức khỏe tốt, uống thuốc đều đặn và ra sức ngăn chặn muỗi nên hơn một năm sau mới bị sốt rét ở rừng cao su Lộc Tấn, Bình Phước. Sốt rét cũng rất lạ và đáng sợ. Lúc rét run, đắp bao nhiêu chăn cũng vẫn rét. Lúc ấy chỉ mong có người ôm mình cho ấm lại. Lúc nóng thì kinh hoàng không kém. Cứ luôn 40-41 độ, hầm hập suốt ngày đêm. Có lúc bên ngoài nóng mà bên trong lại rét. Sốt rét hủy hoại sức khỏe bộ đội rất nhanh. Chỉ cần một đợt sốt là từ trai tráng trở thành bủng beo ngay. Tuy nhiên, tôi cũng đã từng chứng kiến sự kiên cường của các bộ đội với sốt rét. Những người khỏe thì mang giúp ba lô, hai ba lô là khoảng 40 kg. Những người đang sốt thì tay chống gậy cố gắng lê bước đi theo đồng đội. Nếu anh không đi nổi thì phải hai người khác cáng, và rồi phải nằm lại đơn vị thu dung. Tôi đã từng thấy một anh bộ đội ngồi đánh cờ bình thản trong khi nách vẫn cập nhiệt kế thủy ngân. Xem kết quả đo sau đó, thấy nhiệt độ của anh lên gần 42 độ. Đến giờ, tôi vẫn không giải thích được tại sao. Vì theo y học, thì lên đến nhiệt độ đó, người bệnh sẽ hoảng loạn. Chẳng lẽ nhiệt kế sai? Vắt rừng Trường Sơn cũng khác hẳn vắt rừng miền Bắc. Chúng mảnh mai hơn, nhưng điêu luyện hơn trong việc săn bắt con mồi. Những anh bộ đội hành quân đi đầu thường đỡ bị vắt cắn vì vắt chưa kịp đánh hơi. Những người đi sau thì ăn đủ vì vắt từ hai bên cánh rừng đều hướng đến đường mòn mà đoàn quân đang nối nhau đi trên đó. Vắt đuổi theo người là có thật, chỉ di chuyển bằng cách nhún mình như đỉa mà sao vắt di chuyển nhanh đến vậy. Nếu ai đi chậm là vắt đuổi kịp đấy. Và khi đã bám được lên người thì chúng sẽ tấn công bất cứ chỗ nào da thịt hở ra. Khi phải hành quân qua những vùng đất ẩm nhiều vắt, bộ đội thường đi tất và lồng ống quần vào tất để tránh vắt bò vào. Vắt liền leo lên cây và buông mình từ những cành cây để tấn công vào vùng đầu cổ của anh bộ đội. Nhiều anh đã bị vắt bò vào tai, vào nách để hút máu. Tôi đã từng nhìn thấy cả vài chục con vắt di chuyển hướng về tôi với tốc độ đáng nể. Và khi chúng cậy đông và đồng loạt ngóc đầu hướng về phía anh, thì anh chỉ có cách
là tránh xa càng nhanh càng tốt. Muỗi rừng đốt đau và nạn nhân biết ngay, nhưng vắt thì bám và hút máu êm ái lắm. Khi ta thấy ngứa thì chúng đã no căng, và vết cắn thì chảy máu liên tục đến 10 phút sau, rất đáng sợ. Rắn lục. Rắn lục là loài bò sát nguy hiểm đối với bộ đội hành quân ở Trường Sơn, bởi vì nọc độc của chúng có thể giết chết hoặc làm tổn thương nặng nạn nhân. Màu của rắn lục cùng màu với lá cây, nên khi bám trên cây, chúng ta khó phát hiện ra chúng. Rắn lục không chủ động tấn công bộ đội như muỗi, vắt, nhưng nếu vô tình đi ngang chúng mà chúng cảm thấy bất an là chúng tấn công ngay. Rắn lục ở dưới đất thì còn dễ phát hiện để mà tránh. Nhưng nếu chúng buông từ cành cây xuống vùng đầu cổ của bộ đội thì bất khả kháng. Đã có những anh bộ đội phải ở lại với Trường Sơn vì sốt rét hoặc vì rắn lục cắn. Các trạm giao liên thường có thuốc giải khi bị rắn cắn, nhưng không phải trường hợp nào cũng kịp cấp cứu. Ong rừng. Ong rừng là loài côn trùng ít nguy hiểm với bộ đội, nhưng bộ đội vốn nghịch ngợm và thích lấy mật ong để ăn, để tăng cường sức khỏe, nên chúng sẵn sàng tấn công, chống trả để bảo vệ tổ ấm và đồng loại của mình. Có lần tôi thấy một anh bộ đội trèo lên cây lấy mật ong mà bùi nhùi bị tắt. Cả đàn ong vây lấy anh mà đốt. Anh cố tuột xuống gốc cây và nhờ đồng đội hỗ trợ, anh mới thoát khỏi đàn ong. Mặt mũi, cổ, lưng của anh cứ từng cục sưng lên. Anh lịm đi vì nọc độc của anh. Chúng tôi nhổ nọc ong còn bám trên mặt, trên người anh ra mà thấy nể đàn ong. Mỗi nọc ong là một con ong phải cảm tử. Xác ong nằm đầy dưới gốc cây. Một lần khác, cả đơn vị đang hành quân dưới tán của một cánh rừng già. Ở trên cành cao của một cây cổ thụ có một tổ ong to bằng cái thúng. Ong bám đầy. Một anh bộ đội ngứa tay giương súng AK hướng về tổ ong bóp cò. Nghe tiếng súng, mọi người ngước nhìn lên. Những giọt mật ong rơi xuống và cũng là lúc đàn ong lao xuống tấn công đáp trả. Cả đơn vị chỉ còn cách tháo chạy. Có anh bộ đội bị ong đuổi ra tận bờ sông. Anh phải nhảy xuống sông ngụp lặn mà ong đâu chịu buông tha. Đàn ong cứ bay trên mặt sông chờ anh chàng nhô lên là đốt. Cũng may anh ấy là người giỏi bơi lặn nên phải lặn ra xa mới thoát được đàn ong. Bộ đội được bài học nhớ đời. 12. Những món ăn độc lạ của bộ đội. Bộ đội khi hành quân trên Trường Sơn được ăn tiêu chuẩn 24 kg gạo một tháng, vậy mà lúc nào cũng cảm thấy đói. Cái ăn gô đựng được cơm nấu từ 250 g gạo, cái ngăn đựng thức ăn bé xíu chẳng bao giờ có thức ăn ngoài 20-30 g ruốc thịt chả bông, với tỷ lệ 1/3 thịt, 1/3 muối, 1/3 mì chính, bột ngọt, dùng cho bữa trưa. Vậy mà lúc nào cũng hết veo. Thức ăn cho bữa sáng và bữa tối là nồi canh rau rừng. Rau tẩu bay là chủ đạo và đương nhiên là canh rau suông với muối và mì chính. Bây giờ người ta sợ ăn mì chính, chứ với bộ đội trên đường hành quân nhờ có mì chính nên mới nuốt nổi cơm. Mỗi anh được cấp 200-300 g mì chính trước khi vào Trường Sơn. Vậy mà khi ra khỏi Trường Sơn, chẳng ai còn lấy một hạt. Ngoài rau tẩu bay, còn có rau mồng tơi, rau môn thục. Cao cấp hơn là rau dớn, ngọn một loại dương xỉ. Các trạm cuối được đóng quân trong rừng tre thì còn có thêm măng tre, măng le. Măng tre, măng le xào là món đặc sản của bộ đội trên Trường Sơn. Gọi là xào chứ làm gì có mỡ. Chỉ là măng luộc kỹ, tước nhỏ, xào với muối và mì chính thôi. Ở mặt trận Quảng Đức thì có thêm món lá bép thần thánh. Bây giờ là đặc sản cho khách du lịch Tây Nguyên. Cây lá bép
còn có dấu ấn khó quên đối với các chiến sĩ trinh sát mặt trận Quảng Đức. Mấy anh trinh sát đi điều nghiên, điều tra, nghiên cứu trước trận đánh, thường phải cắt rừng mà đi, không đi theo lối mòn có sẵn. Phải bẻ cây bép để đánh dấu đường đi. Cây bép thường cao khoảng 500 đến 100 cm để tránh bị lạc đường. Mặc dù ăn đến 8 lạng gạo mỗi ngày mà bộ đội hành quân trên Trường Sơn luôn cảm thấy đói, mấy anh đi lấy gạo bổ sung dọc đường hành quân hay tìm cách trộm thêm gạo ở các kho bằng cách dùng các ống nứa cắt vát một đầu chọc vào các bao tải đựng gạo ở kho cho chảy vào ruột tượng gạo. Thật tội cho cả bộ đội hành quân lẫn bộ đội giữ kho. Tôi nhớ một kỷ niệm khá bi hài khi đơn vị tôi mới trở về lãnh thổ Việt Nam sau mấy tháng hành quân trên đất bạn. Chúng tôi đóng quân trong rừng tre ở Cà Tum, Tây Ninh, sát biên giới Việt Nam-Campuchia. Mấy tuần liền, chúng tôi phải ăn đỗ xanh, lạc khô thay gạo vì hậu cần hết gạo để cấp. Mới đầu thì hồ hởi lắm vì đỗ xanh ngoài Bắc là của hiếm khi đó. Chỉ Tết đến mới có đỗ xanh để gói bánh chưng. Cháo đỗ xanh hay chè đỗ xanh chỉ người ốm mới được ăn. Đỗ xanh nấu cho nở bung lên như cơm, chỉ ăn được một hai bữa là ngán không thể nào nuốt nổi. Đến khi được phát lạc khô nguyên vỏ để thay thế đỗ xanh và gạo thì còn khổ hơn. Ngày đầu nhận lạc khô, ai cũng vui vì sợ đỗ xanh quá chừng rồi. Hí hửng bóc lạc để rang ăn và nghĩ rằng dễ nuốt hơn đỗ xanh. Vậy mà không, lạc rang chỉ ăn chơi thôi, chứ ăn thay cơm sao nổi. Vậy là mấy anh bộ đội lại có sáng kiến mang lạc khô ngâm cho thấm nước rồi luộc cả vỏ để bóc ăn như lạc luộc. Những ngày ấy, bộ đội chỉ ước có củ khoai củ sắn để ăn thay cơm thôi. Sau này, về học lại đại học, phải ăn bo bo thay gạo mà vẫn thấy tuyệt vời hơn ăn đỗ lạc thay cơm nhiều. Một lần, anh tiểu đội trưởng tiểu đội tôi cùng mấy đồng đội lên suối Ngô để lĩnh gạo. Kho gạo lại gần trại tăng gia của đơn vị coi kho, nên tiểu đội trưởng và mấy anh đi lấy gạo, nhanh tay lấy thêm ít gạo và mấy quả bí mang về để tiểu đội được ăn tươi. Vụ việc bị lộ, mấy anh ở đơn vị coi kho phản ánh đến cán bộ khung của đoàn chúng tôi. Cán bộ khung là cán bộ huấn luyện quân ở ngoài Bắc, dẫn quân vào chiến trường để giao quân. Giao xong lại quay ra Bắc ngay. Cán bộ khung thường từ trung đội đến tiểu đoàn. Tiểu đội tôi phải kiểm điểm trước trung đội và cán bộ khung. Tiểu đội trưởng tiểu đội tôi lúc ấy là đối tượng chuẩn bị kết nạp đảng. Nếu dính kỷ luật là việc kết nạp đảng của anh ấy sẽ bị kéo dài. Tôi lúc ấy cũng là cảm tình đảng, nhưng vì hay cự lại trung đội trưởng cán bộ khung nên khả năng kết nạp đảng trước khi giao quân cho đơn vị chiến đấu là không thể. Mặc dù tôi không nằm trong số mấy anh đi lấy gạo, nhưng tôi và Vũ An Ninh cũng không đi lấy gạo, bàn nhau và cùng đứng lên nhận khuyết điểm thay cho tiểu đội trưởng và mấy đồng chí đã vi phạm. Nhờ hai chúng tôi nhận khuyết điểm thay và chịu kỷ luật cảnh cáo thay nên tiểu đội trưởng của chúng tôi đã được kết nạp đảng trước khi giao quân. Vũ An Ninh sau khi thống nhất đất nước trở về trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng anh không học vật lý nữa mà chuyển sang học kinh tế. Vũ An Ninh học giỏi nên đã được kết nạp đảng ngay khi còn là sinh viên. Anh còn được một cháu gái cùng lớp, người Hà Nội mê tít, và bây giờ là vợ của anh ấy. Tôi thì vất vả hơn vì việc điều tra lý lịch nên được đứng trong hàng ngũ của đảng sau Vũ An Ninh khoảng 10 năm. Mấy cán bộ khung đã kỷ luật chúng tôi trước khi giao quân thì lại định chôm bộ đồ cắt tóc của đơn vị chúng tôi để mang ra ngoài Bắc. Ngoài Bắc hồi đó cái gì cũng thiếu nên kéo cắt tóc cũng có giá trị. Bộ đội phát hiện được làm ầm lên. Các ông tẽn tò trả lại dao kéo,
và lặng lẽ trở ra Bắc, không một cái bắt tay đưa tiễn. Tôi đã định kết thúc loạt bài kỷ niệm Trường Sơn ở bài viết trước. Tuy nhiên, qua bình luận của các bạn đọc, tôi thấy còn nhiều kỷ niệm về Trường Sơn, về chiến trường, nên viết ra để cho các đồng đội đã trải qua thì nhớ lại. Các bạn đọc chưa biết thì biết thêm những điều rất lạ, rất khác với phim ảnh hay là trí tưởng tượng của các bạn về bộ đội đi B, để mà cảm thông, để mà thấu hiểu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Kỷ niệm Trường Sơn chưa thể kết thúc. 13. Những trang bị bất ly thân. Đối với các đơn vị bộ đội hành quân xẻ dọc Trường Sơn để vào B2, B3, thì biên chế cấp tiểu đội có lẽ là biên chế cấp thấp nhất. Do đó, trang bị bất ly thân cho tiểu đội là chiếc tăng đựng nước và hai chiếc nồi quân dụng. Tăng đựng nước được làm bằng nhựa, màu ghi sáng khá dày, hình vuông, với cạnh khoảng 2 mét. Nếu vô tình bị cành cây hoặc vật nhọn đâm thủng một vài lỗ ở giữa thì cơ khổ, phải vá nóng hoặc dùng dây cao su buộc túm lại để đựng nước, chứ đâu được cấp bổ sung. Hai chiếc nồi quân dụng được làm bằng hợp kim nhôm, nhẹ, cứng và bền. Chiếc to để nấu cơm và nước uống, chiếc nhỏ để nấu canh. Nắp chiếc nồi nhỏ có dập sống nồi tạo cứng và chia nắp nồi thành ba ngăn đựng thức ăn mặn nếu có. Tuy nhiên, hình như chẳng tiểu đội nào được sử dụng ba ngăn của vung nồi nhỏ để đựng thức ăn mặn cả. Vì ở Trường Sơn thì lấy đâu ra? Thỉnh thoảng ở các trạm nghỉ, một vài tiểu đội nhờ đi săn được gà rừng, treo, chũi, nhím, thì chiếc vung nồi ấy mới được sử dụng 1 đến 2 ngăn, hiếm lắm. Chiếc nồi to được phân cho 2 người mang, người mang nồi, người mang vung. Chiếc nồi nhỏ thường được giao cho 1 người mang. Tiểu đội tôi có anh Phạm Văn Hợp, vốn là công nhân cơ khí xí nghiệp May 10 Bắc Ninh, được phân công mang nồi nhỏ. Anh hay dùng chiếc nồi làm đạo cụ, vô lăng xe ô tô. Hai tay thì xoay xoay lại chiếc nắp nồi, chân vẫn hành quân theo đội hình, miệng hát. Xe tôi bon bon trên dặm đường, mắt thì mơ màng như đang ngồi sau tay lái thật. Anh Hợp mê lái xe đến độ chúng tôi cũng thuộc bài hát mà anh hát và lái xe bằng cái vung nồi trên đường hành quân bộ suốt dãy Trường Sơn. Chào em cô gái Lam Hồng. Sau 30 tháng 4 năm 1975, anh Hợp đi dự tuyển lái xe mấy lần mà không được vì anh bị quáng gà nặng. Anh lại trở về với cái nghề sửa máy khâu ở công ty May 10 cho đến khi nghỉ hưu. Mỗi lần gặp lại nhau, chúng tôi lại say sưa cùng anh hát Hồng Lĩnh ơi đỉnh cao mây vờn, ngắm ánh mắt đang ngồi sau tay lái Phạm Tiến Duật của anh. Đôi khi tôi cũng tưởng mình đang ngồi trên thùng xe do anh Hợp lái. Đúng là ước mơ cả đời anh. Mỗi tiểu đội trước khi đi B còn được trang bị súng AK, B40, B41. Nhưng tất cả vũ khí đó khi mang vào đến B2 chắc đều phải bảo dưỡng lại mới dùng được vì rỉ sét bởi mưa rừng và bụi đường. Tôi được phân công mang một khẩu B40, đạn người khác mang. Nhưng tôi lại hay dùng súng AK do đồng đội mang để đi săn ở mỗi trạm nghỉ. Chúng tôi thường được dừng nghỉ tại các trạm nghỉ 1-2 ngày hoặc 1 vài tuần, có khi cả tháng trời, để dưỡng sức bộ đội do dồn quân, chờ phân bổ quân cho chiến trường, vân vân. Đi săn, ngoài mục đích cải thiện bữa ăn cho tiểu đội, còn để cơ thể đỡ trì trệ, để thư giãn. Tôi và Vũ Đức Thành, Thành đã là liệt sĩ, thường đi săn với nhau. Tôi cầm súng đi trước, Thành tay không,
đi sau cách khoảng 10 đến 15 mét. Hầu như chúng tôi không nói chuyện với nhau trong cả buổi đi săn. Tôi chăm chú tìm con mồi để bắn, Thành thì vừa đi vừa suy ngẫm phía sau. Cả hai reo lên khi tôi bắn được con mồi, cả hai hò nhau lùng sục con mồi bị thương, đang trốn chạy. Cả hai rất hãnh diện khi mang được thành quả đi săn về cho tiểu đội hoặc lẳng lặng lên võng nếu cuộc săn ngày ấy không được như ý. Tôi đã bắn hết cơ số đạn, 30 viên, trên suốt dải Trường Sơn và bị phê bình nhẹ khi tiểu đội bàn giao vũ khí cho bên kho quân nhu ở B2. Với mỗi anh bộ đội hành quân đi B thì những vật bất ly thân phải kể đến là bi đông đựng nước, ăng gô đựng nước và để nấu cơm, dao găm, bật lửa, quần áo chỉ cần bộ nghiêm bộ nghỉ, còn lại có thể đổi gà, đổi sắn, đổi rau với đồng bào Lào. Màn tuyên, chăn, xé nửa có thể dùng để đổi lợn về ăn tươi cho cả tiểu đội. Mũ cối có thể tặng cho các bỏ hoặc thương binh đang trên đường ra Bắc. Nhưng bốn thứ kể trên là bất ly thân, là sống còn. Ăng gô luôn nằm trong túi sau của ba lô, bật lửa trong túi áo cài khuy, bi đông đựng nước và rau găm luôn đeo bên mình. Ăng gô, ngoài việc đựng cơm bữa trưa dọc đường hành quân, còn rất hữu dụng khi phải hành quân một mình, do sốt rét, lạc đơn vị, đi bệnh viện, vân vân. Dùng để nấu nước uống, nấu cơm cho một hoặc hai người. Chỉ một chạc cây bắc ngang treo ăng gô lên, dưới đốt lửa là xong một bếp nấu. Bi đông đựng được 1,2 lít nước vừa đủ cho một ngày hành quân. To hơn thì mang nặng, nhỏ hơn thì thiếu nước uống cho một ngày. Một đồng đội trên trang Trái tim người lính khi đọc được bài viết Kỷ niệm Trường Sơn của tôi đã thông tin anh ấy bị mất bi đông ngay trạm đầu tiên vào Trường Sơn. Vậy là anh ấy đã phải dùng một ống tre đựng nước suốt mấy tháng hành quân trên dãy Trường Sơn. Chắc lỉnh kỉnh lắm, thật tội cho anh ấy. Dao găm thì được đựng trong một bao da bền chắc, dao đủ sắc, đủ nặng để chặt cây làm cán, làm củi, làm cọc phụ và để phòng thân. Cũng có anh bộ đội dám liều mang cả dao găm đi đổi thực phẩm với đồng bào. Có thực mới vực được đạo mà. Khi ấy thì đành phải chờ đồng đội dùng xong rồi mượn vậy. Bật lửa trang bị cho bộ đội vào chiến trường thường là bật lửa Trung Quốc, nắp rời được sơn màu xanh hoặc đỏ bên ngoài. Bật lửa Trung Quốc không được sành điệu như Zippo của Mỹ, không có tiếng va đập kim loại khi mở nắp, không có bộ phận che gió như Zippo, nhưng độ nhạy và độ bền thì không thua kém là bao. Bộ đội khi nghỉ ở các trạm có trò thách đố bật lửa trăm phát trăm cháy. Hai anh cầm trên tay mỗi người một chiếc bật lửa, thứ tự người trước người sau bật. Ai bật mà bất không bén lửa là thua. Vậy mà có cái bật lửa, bật cả trăm phát đều bắt lửa. Trung Quốc tài thế. Giải thưởng cho người thắng cuộc là những cái búng tai được bôi nhọ nồi lên mặt người thua cuộc và những tiếng cười tán thưởng của đồng đội dành cho cả người thắng lẫn người thua. Lính là vậy. 14. Giao quân cho đơn vị chiến đấu. Bộ đội thời chiến tranh thường có hai lần được tham dự lễ giao quân. Một lần là khi nhập ngũ, do các tỉnh, thành phố hoặc cấp quận huyện, các trường tổ chức. Lễ giao quân này thường có những bài phát biểu đầy bi hùng của lãnh đạo, những lời hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của những tân binh, những món quà trao vội, những dòng nước mắt đầy thương cảm của người thân, người yêu và những cái bắt tay thay cho lời tiễn biệt của bạn bè, đồng nghiệp. Lần giao quân thứ hai là lần giao quân của các đơn vị huấn luyện,
dẫn quân vào đến chiến trường, bàn giao quân cho các đơn vị chiến đấu. Lễ giao quân lần hai này thường không có diễn văn, không có phát biểu. Nó được tiến hành lặng lẽ. Giữa cán bộ khung dẫn quân với cán bộ quân lực của các đơn vị chiến đấu, sự chia tay của các cán bộ khung huấn luyện đưa quân với các chiến sĩ chuẩn bị ra trận cũng thường gượng gạo, vì tâm lý của người chuẩn bị ra Bắc được sống và người chuẩn bị ra trận đối mặt với cái chết là lẽ tự nhiên. Đoàn 2004 của chúng tôi được giao quân cho Trung đoàn 271 ở Suối Ngô, Tây Ninh vào cuối năm 1973. Mấy ông cán bộ khung của đoàn chúng tôi vì bị phát hiện biển thủ giao kéo cắt tóc của bộ đội để mang ra Bắc, nên sự chia tay giữa cán bộ khung huấn luyện, dẫn quân và bộ đội nằm trong diện bàn giao cho Trung đoàn 271 càng thêm nhạt nhẽo, và tí nữa thì xảy ra xung đột. Cái xảy nảy cái ung mà. Sự lưu luyến nếu có chỉ là của mấy anh liên lạc các cấp với thủ trưởng của mấy anh ấy, vì đó là tình người. Sau gần một năm rời đất Bắc, chúng tôi mới được chuyển quân bằng ô tô tải. Chúng tôi ngồi trên thùng xe mà chẳng biết xe chở mình đi đâu, và cũng chẳng cần biết, vì chắc chắn đang đi về nơi có tiếng súng. Xe chạy trên đường đất rồi chuyển sang đường nhựa, từ vùng đồng bằng lên vùng đồi núi nhấp nhô, từ Tây Ninh chạy lên Quảng Đức, Đắk Nông ngày nay. Đường 14 ngày đó đã được trải nhựa phẳng lì, xe tải chạy nhanh mà không rung lắc. Ngoài Bắc hồi đó không có con đường nhựa nào chất lượng tốt như vậy. Tôi vẫn nhớ những đồi cỏ bắt đầu khô, mênh mông dập dờn như sóng biển khi gần đến chốt Bù Bông, Quảng Đức. Xen lẫn các đồi cỏ là những mảng rừng già đẹp như tranh. Chúng tôi tập kết ở đồi chè, một địa danh khá nổi tiếng của Đắk Nông ngày nay bởi những cây chè cổ thụ được trồng từ đầu thế kỷ 20. Chúng tôi sẽ được xé lẻ để bổ sung cho các đơn vị thuộc Trung đoàn 271. Đã bắt đầu nghe tiếng pháo ỉ ọp của địch bắn lúc gần lúc xa. Lần đầu tiên, chúng tôi được nhìn thấy các anh lính giữ chốt lui về nghỉ giữa ca. Cả người mấy anh lính ấy nhuộm đỏ bởi đất đỏ của núi lửa Đắk Nông, quần áo đầy bụi đỏ, khuôn mặt và hai bàn tay được nhuộm đỏ. Súng AK đỏ, nắm cơm vắt ăn dở bên lưng các anh cũng vương màu đỏ. Chỉ có đôi mắt luôn sáng, tươi cười chào đón chúng tôi. Chúng tôi ngắm nhìn các anh trong sự ngưỡng mộ. Trung đoàn 271 có 4 tiểu đoàn, các D, và nhiều đại đội trực thuộc, các C. Các đại đội trực thuộc được giao các nhiệm vụ khác nhau mà những cựu chiến binh chỉ nghe phiên hiệu là biết ngay nhiệm vụ. C-19 là công binh, C-20 là thông tin, C-21 là trinh sát, C-22 là vận tải, C-23 là phẫu, bệnh xá. Các anh bộ đội ở các D thường tự cho mình là lính chiến thực thụ nên kiêu lắm. Các đại đội trực thuộc thì C-22, C-23 được cho là hậu phương của tuyến trước. Trạm xá của C-23 nằm ở đồi chè, cách các dê khoảng 3 km. C-22 thì nằm cách các dê khoảng 1 km và luôn phải cử người tiếp đạn tải thương đến các hướng tác chiến. Sau Hiệp định Paris, cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam chuyển sang thế gia báo, Trung đoàn 271 phải chiến đấu với địch, trong đó có Sư đoàn 23 biệt động quân của chính quyền Sài Gòn. Giữa núi rừng Quảng Đức không có chiến tuyến rõ ràng nên hai phía bất chợt gặp nhau giữa rừng là chuyện thường. Đồng đội tôi kể, có lần bất chợt anh và mấy người lính trinh sát vừa ló ra chảng trống thì phát hiện bên kia chảng trống mấy tên lính Việt Nam Cộng Hòa. Cả hai phía đều giật mình và cùng lùi lại rừng
mà không bên nào nổ súng. Tôi và Vũ An Ninh có lần đang cáng thương binh đi theo trinh sát dẫn đường thì chợt nghe phía trước có tiếng hô to của trinh sát. Có địch! Rồi tiếng AK vang lên. Chúng tôi vướng cáng thương binh nên chỉ có cách đứng im chờ may rủi. C-22 là đơn vị cung ứng lương thực đạn dược cho cả trung đoàn và cũng là nơi dự trữ lực lượng chiến đấu cho các đơn vị khác trong trung đoàn. Khi mới được giao quân, C-22 được bổ sung khá nhiều quân. Tôi cũng nằm trong số đó. Sau một vài tháng, các đơn vị chiến đấu tiếp tục giảm quân số vì bị thương vong. Các đồng đội tôi ở C-22 lập tức được điều đi để bù đắp sự thiếu hụt đó. Liệt sĩ đầu tiên của đoàn 2004 chúng tôi ở mặt trận Quảng Đức lại là một chiến sĩ ở C-22 chứ không phải ở các DC nào khác. Vũ Như Minh, người Thanh Hóa, là sinh viên K-15 khoa địa Đại học Tổng hợp Hà Nội. Minh kéo violon hay lắm. Anh là cây văn nghệ, là nhân tố giao lưu văn hóa với các địa phương tại nơi trường sơ tán. Minh cưới vợ khi về phép chuẩn bị đi B. Phép có 12 ngày mà mất 4 ngày đi đường. Từ Mai Sơn, Hà Bắc đi về Thanh Hóa, hồi ấy phải mất 2 ngày. Lại còn ăn hỏi, cưới xin, chắc anh chỉ được ở bên vợ 1 tuần. Minh chậm phép 2 ngày. Sau này trên đường hành quân, Minh tâm sự. Sau hôm cưới, vợ anh lại bị đèn đỏ nên chẳng được động phòng. Đèn vậy chứ. Hôm ấy khoảng 4 giờ sáng, trăng sáng lạnh, trăng đêm ở những đồi cỏ và chẳng rừng Quảng Đức thường có cảm giác xanh lạnh. Minh và 3 anh nữa của C-22, trong đó có anh tiểu đội trưởng, nhận nhiệm vụ cáng một thương binh từ tuyến trước về bệnh viện Tiền Phương, phẫu. Minh cùng một đồng đội khênh cáng thương binh, tiểu đội trưởng và người còn lại đi kế bên để thay ca sau mỗi chặng. Cả đoàn đang đi theo đường mòn trên đồi cỏ thì có tiếng pháo đì đùng. Một quả đạn nổ cách đoàn người khoảng 5 mét. Một mảnh đạn văng thẳng vào trán của Minh. Minh đổ người ra phía trước như chuối bị chém. Chiếc cáng võng cũng rơi theo. Anh thương binh chỉ bị thương phần mềm ở chân đã nhanh chóng chạy về trạm phẫu cách nơi quả cối nổ 2 km. 3 đồng đội còn lại của C-22 khiêng xác Minh về để chôn cất. Hôm sau, đi qua chỗ Minh hy sinh, tôi còn nhìn thấy vạt cỏ mà Minh cào nát trước khi qua đời. Tiểu đội trưởng cũng bị một mảnh pháo găm vào ba lô đeo ở lưng. Anh luôn mang một chiếc cuốc chim cắt ngắn cán trong ba lô để phòng khi phải đào hầm. Thật may, cán gỗ của cuốc chim đã đỡ mảnh đạn cho anh. Trong cuộc chiến, có những may mắn đến lạ. Tôi và 4 đồng đội khác của tôi cũng từng bị vấp mìn Claymore trên núi rừng Quảng Đức mà không cả bị thương. Hôm đó, bọn tôi từ tuyến trước trở về cứ. Chúng tôi thường đi hàng dọc, cách nhau 5 mét mỗi người. Đó là cách đi để giảm thiểu tổn thất khi vấp mìn Claymore. Trời đã gần tối, mà cứ chỉ cách khoảng 1 km nữa nên tự nhiên chúng tôi chủ quan. Tôi đang đi cuối của 5 người đã vội đi nhanh lên thứ 2 ngay sau tổ trưởng Tạ Tám, cũng là sinh viên năm thứ 3, khoa lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội. 5 người chúng tôi dồn lại chỉ còn 5 đến 10 mét. Chúng tôi phải xuyên qua một khoảng rừng chưa đầy 100 mét. Phía bên kia chảng rừng là cứ của C-22. Tạ Tám đi đầu trước tôi khoảng 2 mét, bỗng khực lại. Tôi nghe phịch. Tôi và Tạ Tám biết đã vấp phải dây mìn Claymore buộc ngang đường. Mấy đồng đội của tôi phía sau cũng có cảm giác chúng tôi vấp mìn rất nhanh. Tất cả im lặng, nín thở chờ mìn nổ. 5 giây, rồi 15 giây trôi qua mà không thấy mìn nổ.
Tôi quan sát qua ánh sáng chiều tà thì thấy một sợi dây kim loại bị đứt co về phía rừng cây cạnh đường mòn. Tôi đến gần hơn thì phát hiện quả mìn Claymore được một đống lá phủ lên. Tiếp điểm của kíp điện vẫn hở. Bọn thám báo đã dùng một sợi dây thép bị rỉ để căng dây mìn. Khi tạ tám vấp mạnh, chỗ bị rỉ đứt trước khi dây thép khép kín hai tiếp điểm lại. Như có quý nhân phụ trợ vậy. Đến bây giờ nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn toát mồ hôi. 15. Chuyện đi săn của quân giải phóng. Thực phẩm luôn là vấn đề nan giải cho các anh lính chiến ở mặt trận Quảng Đức. Gạo lúc nào cũng có, dù đôi khi còn thiếu, nhưng thực phẩm thì luôn thiếu. Nhiều khi bộ đội giữ chốt phải ăn cơm nắm, cơm vắt mới đúng, với mắm kem và cá khô mà quản lý của đơn vị phải đạp xe lên cửa khẩu Thiện Ngôn, Sa Mát, Tây Ninh. Cách đơn vị hơn 200 km để mua về. Phải ăn vậy thấy tội lắm. Các trại tăng gia ở tuyến trước hình thành để đỡ phần nào việc cung ứng thực phẩm rau xanh cho bộ đội tuyến trước. Bộ đội cũng tranh thủ đi săn bắn thú rừng, gà rừng, chim rừng để bổ sung đạm cho cơ thể. Rừng Quảng Đức có rất nhiều thú rừng, từ hổ, gấu, bò rừng, trâu rừng, lợn rừng, đến nai, hoẵng, mễn, treo, dím, chồn, chũi, gà rừng, chim cu. Ngon nhất và dễ săn nhất có lẽ là treo. Gà rừng chỉ cần dùng dây rừng buộc thành thòng lọng đặt ở lối đi, rồi cài vào cành cây uốn cong, lẫy bật, cành cây duỗi thẳng ra là con mồi bị treo lên. Thịt mễn như thịt bê non, ăn mềm và ngọt thịt. Thịt nai dai hơn và là của hiếm. Thịt lợn rừng thì thơm ngon nhưng không dễ bắn. Dím và chũi là những món ngon dễ kiếm của bộ đội ở mặt trận Quảng Đức. Rừng Quảng Đức hồi đó còn rất nhiều vượn. Nếu không có tiếng pháo, sẽ nghe tiếng chúng hú suốt ngày đêm. Nhưng săn vượn và khỉ độc không dễ, vì chúng tháo chảy bằng cách truyền cành rất nhanh. Giờ đây, chuyện săn bắt thú rừng bị cấm vì bảo tồn sinh thái, chứ hồi chiến tranh thì đâu có ai nghĩ đến chuyện đó. Tôi đã có một lần duy nhất bắn được một con vượn. Nó to quá, tôi phải cõng nó vào trại tăng gia để nhờ mấy anh ở trại tăng gia chế biến giùm. Chế biến xong, tôi nhìn thấy đầu của con vượn nhe răng mà không dám ăn nữa. Tôi cạch săn vượn từ đó và ân hận với việc bắn loài linh trưởng cũng từ đó. Tôi chưa được ăn thịt gấu, nhưng nghe đồng đội kể lại. Ăn cháo, nấu với gan gấu xong, cả tiểu đội nóng quá, phải nhảy xuống suối để ngâm cho mát. Vui thật. Cũng từ chuyện đi săn của bộ đội trong rừng mà xảy ra việc quân ta bắn nhầm quân mình gây tử thương. Chiến tranh là thế, có những cái chết thật oan uổng. Thôi nhá, viết đến đây, tự nhiên tôi thấy buồn, tôi muốn dừng viết kỷ niệm Trường Sơn ở đây. Cảm ơn các bạn đọc. Ảnh Ango vuông và bi đông đựng nước là hàng tồn thời chiến tranh. Đúng loại chúng tôi được phát khi đi B. Dao găm Trung Quốc phát đi B hồi đó, tôi không có ảnh nên mượn tạm ảnh dao găm Liên Xô để minh họa. Bật lửa Trung Quốc phát cho bộ đội đi B, tôi cũng không có ảnh. Nếu đồng đội nào còn ảnh bật lửa thì cho tôi một copy để minh họa cho bài viết, rất cảm ơn. Ảnh cuối là cựu chiến binh Phạm Văn Hợp, người ngoài cùng bên trái, chuẩn bị hát lại bài Chào Em Cô Gái Lam Hồng, nhạc sĩ Quý Lăng, tác giả bài hát Mãi Mãi Tuổi 20, đang bắt nhịp. Cô nữ sinh Sài Gòn và anh giải phóng quân. Sau 30 tháng 4 năm 1975, đơn vị tôi được chuyển từ rừng Đồng Xoài về ở trong nhà dân, khu vực Bông Trang, Nhà Đỏ.
tỉnh Sông Bé, Thủ Dầu Một. Tôi chia tay với giường võng nhà tăng sau 2 năm rưỡi gắn bó dưới những tán rừng Trường Sơn, Quảng Đức, Lộc Ninh, Phước Long, Bình Long. Những tưởng được trở về nằm phản, nằm giường sẽ sướng lắm, nhưng không phải vậy. Hai bờ vai luôn được cánh võng ôm ấp khi ngủ, nay đau nhừ vì nằm phản. Phải sau vài tuần thì giấc ngủ mới ngon trở lại. Những anh bộ đội đã nằm võng 9-10 năm chắc còn phải trằn trọc lâu hơn, hoặc rất muốn quay lại với võng tăng. Những người dân ở Bông Trang Nhà Đỏ cũng gần giống với những người dân ở nông thôn miền Bắc giai đoạn ấy. Chân chất thật thà, sống trong nghèo khó nhưng luôn tràn ngập tình thương. Khu vực đơn vị tôi trú quân nằm ngay đường lộ, nhà của dân đa phần là tình toàng, vách gỗ, mái tôn. Trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá nên chẳng sợ trộm cắp, và hình như cũng chẳng có trộm cắp. Cảm giác luôn bình yên. Nông dân miền Nam tuy nghèo nhưng không phải lo lắng cuộc sống thường nhật nhiều như nông dân miền Bắc. Không có bão lũ, rét mướt nên chẳng phải lo làm nhà chắc chắn kín đáo. Làm giàu thì khó, nhưng đói ăn thì không. Tôi và một đồng đội ở nhà một má, có anh ba và bé út 16 tuổi. Bé út thường làm bánh bèo không nhân cho hai đứa tôi ăn. Đồng đội tôi có vẻ thích bé út, còn tôi thì thích đi bắt chim sẻ với anh ba. Cách bắt chim sẻ đồng ở Bông Trang Nhà Đỏ trông đơn giản lắm. Cứ tối đến với một cái đèn soi trên trán dùng ắc quy và một cây tre dài. Ở đầu cây tre có một vành khuyên đường kính khoảng 1,5 đến 2 mét, có phủ lưới đánh cá, mắt dày. Đèn soi lên những vạt cỏ, chim sẻ trú đêm ở đó sẽ bắt đèn lóa mắt và tấm lưới được anh ba chụp xuống. Tôi đến gỡ từng con cho vào giỏ. Chỉ cần khoảng 2 giờ là chúng tôi bắt được lưng giỏ chim sẻ. Ngày hôm sau là cả nhà được bữa ăn tươi. Từ những ngày đấy, tôi ít được gọi bằng tên mà được gọi bằng thứ theo kiểu miền Nam là thằng Sáu, chú Sáu, anh Sáu. Ngày nay, đôi khi thấy ai đó gọi thằng Sáu, anh Sáu trong phim trên TV, tôi lại giật mình tưởng ai đó gọi mình. Quá khứ đâu dễ quên. Chế độ ăn uống của chúng tôi sau 30 tháng 4 năm 1975 được cải thiện nhiều. Cơ thể không bị ốm nắng như ở trong rừng nên sức khỏe mau hồi phục. Quần áo sau khi giặt được phơi nắng nên không còn mùi khét. Như các má các chị nói lại, cảm giác khi tiếp xúc với chúng tôi trong những ngày đầu, chúng tôi gọi đó là mùi rừng. Những tuần đầu khi chúng tôi mới về trú quân, các má các chị thường giữ khoảng cách, ít tiếp chuyện mà dõi theo để khám phá nhiều hơn. Tuy nhiên, với bản năng anh bộ đội, chúng tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình gần gũi với các má, các anh chị, các em. Má kể là thấy tôi mượn cái thau để rửa mặt. Cái thau lúc đó để ở dưới gốc cây trước sân nhà. Tôi dùng thau xong liền mang thau để lại chỗ cũ, không quên đổ vào thau một lượng nước như trước khi mượn thau. Với tôi đó là thói quen, nhưng với má là điều chưa từng thấy. Sau gần một tháng đóng quân ở Bông Trang Nhà Đỏ, chúng tôi được xe đưa về sân bay Tân Sơn Nhất và đóng quân trong khu doanh trại cũ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài suất ăn được tăng cường, chúng tôi được phát thêm sữa hộp và thuốc lá ruby quân tiếp viện. Sữa hộp thì chúng tôi pha vào thau nước đá để uống, còn thuốc lá thì bở mấy ông nghiện thuốc thôi. Tôi không hút thuốc mà được phát mấy cây thuốc một lần. Bán thì không bán được vì cấm trại, cho thì không ai lấy vì ai cũng có. Vậy là đành bóc ra hút thử và dần thấy hút thuốc ruby quân tiếp viện ngon thật. Hút nhiều thuốc lá quá
tưởng tôi sẽ nghiện thuốc. Vậy mà đến giờ tôi cũng chẳng nghiện. Chắc do cơ địa của tôi như vậy. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng được phép ra phố chơi tự do để khám phá thành phố Sài Gòn. Tôi nhớ những lần đi xe buýt vào phố, hành khách đi cùng chuyến luôn nhìn tôi với ánh mắt tò mò nhưng thân thiện. Có những hành khách nam, chắc là trí thức của Sài Gòn, muốn mời tôi về chơi với gia đình họ, nhưng tôi luôn từ chối. Cứ ăn ngủ, dạo phố như vậy, hơn một tháng trời nữa mà chẳng phải tập tành gì. Sau này tôi mới biết, chúng tôi là lực lượng chuẩn bị hỗ trợ cho Ủy ban Quân quản Sài Gòn trong chiến dịch bài trừ tư sản mại bản và đổi tiền ở thành phố Sài Gòn vào tháng 9 năm 1975. Tôi được phân công vào một đội khai thác thông tin vợ của một chủ tư sản ngành bột cá, tư sản người Hoa ở thành phố Sài Gòn. Từ doanh trại ở Tân Sơn Nhất, tôi được xe đưa đến một chung cư cao tầng ở quận 5. Chung cư cao mười mấy tầng, nằm cạnh một vườn hoa to. Tôi không nhớ tên phố, tên vườn hoa, chỉ nhớ nó ở quận 5. Căn hộ gia đình chủ tư sản ngành bột cá nằm ở tầng 8, mặt chính hướng ra vườn hoa. Căn hộ có 3 phòng ngủ, một phòng khách, khu bếp và sân trời. Chúng tôi có 5 người và 2 phiên dịch phối hợp. Hai chỉ huy đội là 2 sĩ quan thay nhau chủ trì hỏi đáp. 2 thư ký ghi chép là anh N.A. thượng sĩ và tôi hạ sĩ. Một anh nuôi. 2 phiên dịch được Ủy ban Quân quản cử xuống, một nam một nữ, người Việt gốc Hoa. Vợ chủ tư sản ngành bột cá là người Hoa, ngoài 30 tuổi, có 3 đứa con, 2 trai, 1 gái, đứa lớn hơn 5 tuổi, đứa nhỏ mới chập chững biết đi. Chủ tư sản ngành bột cá được cách ly nơi khác để khai thác thông tin nên tôi chưa từng gặp. Những ngày đầu được về ở quận 5 thật ngỡ ngàng đối với tôi. Tôi như lạc vào một thế giới khác, khung cảnh, con người, sinh hoạt đều khác lạ. Tôi đứng hàng giờ dưới phố để xem có ai mặc quần áo giống nhau về kiểu dáng, màu sắc mà hình như không thấy. Những chiếc xe đạp mini, những thiếu nữ mặc váy ngắn, chân trần lần lượt lướt qua tôi, rất đẹp, rất thật mà như không thật. Đội chúng tôi được ở trong căn hộ cao cấp của một tư sản người Hoa, nhưng chỉ được sử dụng nhà tắm ở phòng bếp, chứ không được sử dụng các đồ dùng trong bếp của chủ nhà. Quy định dân vận là vậy, chúng tôi luôn tuân thủ. Anh nuôi của chúng tôi phải nấu cơm và thức ăn bằng nồi quân dụng. Bếp đun là 3 ông đầu rau kê ở sân giếng trời tầng trệt. Củi đun là những mảnh gỗ từ những đồ gỗ được vứt bỏ la liệt hồi ấy. Đến bữa ăn, tôi thường xuống bê giúp anh nuôi cơm và thức ăn lên căn hộ ở tầng 8. Đi bằng thang máy. Trong thang máy luôn có một cô bé 13-14 tuổi đứng bấm nút điều khiển. Tôi đã nhiều lần chứng kiến các cô gái trẻ của cộng đồng vô gia cư ở tầng trệt trêu chọc anh nuôi, người Thanh Hóa của đội. Anh hai ơi, để mấy em nấu giùm cơm cho anh hai nhé. Bộ đội giải phóng trông dễ thương quá à. Anh nuôi của chúng tôi chỉ cười hiền đáp lại. Những nụ cười hiền đó càng làm cho các cô gái thích thú hơn, tăng cường tán tỉnh hơn. Vợ của chủ tư sản ngành bột cá Sài Gòn lúc đầu khá e dè khi làm việc với đội chúng tôi. Nhưng rồi cách ứng xử của chúng tôi, phương thức làm việc của chúng tôi đã giúp chị bình tâm trở lại. Chị trả lời khá chi tiết, đầy đủ các câu hỏi của mấy anh chỉ huy thông qua phiên dịch. Tôi không biết chị có biết tiếng Việt không? Chắc có biết đôi chút, nhưng chị luôn thể hiện là không biết. Rất lạ là tôi không thấy mấy đứa con của chị quấy khóc trong thời gian chúng tôi ở đấy. Chúng được giáo dục tốt từ tấm bé. 2 ngày đầu, đội chúng tôi, chị chủ nhà, có sự chứng kiến của một cán bộ quân quản phường, tiến hành kiểm kê các tài sản trong nhà,
chủ yếu là kê biên vàng tiền nếu có. Lần đầu tiên tôi được thấy tủ quần áo với hàng chục bộ com lê, hàng tá cà vạt của chủ nhà. Hồi ấy tôi cứ nghĩ, tại sao họ lại cần nhiều quần áo như vậy để làm gì? Bởi vì tôi chỉ có một bộ nghiêm, bộ nghỉ, cũng thấy đủ mà. Ngây ngô vậy đấy. Tôi phát hiện trong một tủ quần áo có một thỏi vàng. Chúng tôi cân lên được khoảng 200 gram. Tôi gói lại và để lại chỗ cũ sau khi đã ghi vào biên bản. Tất cả các tủ sau khi được kiểm tra đều được dán niêm phong. Sau một ngày làm việc, phụ trách các đội mang biên bản đi nộp cấp trên và họp giao ban chuẩn bị nội dung cho ngày làm việc tiếp theo. Hỏi đáp các đối tượng được cách ly, tìm các mâu thuẫn trong các câu trả lời để khai thác các đối tượng nhằm tìm kiếm các tài sản có giá trị được các nhà tư sản mại bản cất giấu. Đó là một trong những mục tiêu của chiến dịch bài trừ tư sản mại bản. Đó là nhìn nhận sau này của tôi, chứ lúc đó tôi chỉ nghĩ là làm xong nhiệm vụ để trở về trường học tiếp. Anh N.A. chữ đẹp, viết nhanh hơn tôi nên thường phải ngồi viết biên bản. Tôi chỉ ngồi lắng nghe và quan sát. Phía bên kia bàn là vợ nhà tư sản và phiên dịch. Các cuộc hỏi đáp thường bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Có một ngày anh N.A. đi với anh chỉ huy từ sáng đến chiều tối mới về. Hôm đấy chúng tôi được nghỉ hỏi đáp. Anh N.A. nói nhỏ với tôi, thu được 20 kg vàng của chủ tư sản ngành bột cá, cất giấu dưới thềm hiên của một cửa hàng và đã mang lên cục nộp. Tôi nghe vậy biết vậy. Các cuộc hỏi đáp ngày càng trở nên nhàm chán vì các bà vợ của các nhà tư sản người Hoa đâu có biết nhiều công việc của chồng mình mà trả lời. Trong thời gian nghỉ giải lao, tôi, anh N.A., vợ nhà tư sản và phiên dịch, còn chơi bài Tây để thư giãn. Hai phiên dịch, một nữ sinh năm thứ hai Đại học Khoa học Sài Gòn và một nam sinh lớp 12, thường thay nhau phiên dịch, cuối ngày được về nhà. Họ đều là người Việt gốc Hoa. Cô nữ sinh phiên dịch cao khoảng 1m6, người mảnh mai, tóc ngắn kiểu Stone, mốt của nữ sinh Sài Gòn hồi đó. Chị Võ Thị Thắng cũng có mái tóc ấy trong bức ảnh nổi tiếng Nụ Cười Chiến Thắng. Da trắng, sống mũi cao, khóe mắt sâu, với ánh nhìn thông minh, môi hồng hơi cong dễ thương, không sử dụng mỹ phẩm. Em luôn mặc áo dài màu trắng ngà, không cổ hoặc cổ ngắn, tà áo ngắn. Áo em mặc không mới nhưng luôn phẳng phiu, sạch đẹp. Buổi trưa, em thường kê ba chiếc ghế tựa áp sát nhau để nằm nghỉ trưa trước hiên phòng khách. Hai chân em hơi co lại, hai tay để trên bụng và nằm yên như vậy trong hơn một giờ. Tôi không ngủ trưa nên thường bắc ghế tưới giàn phong lan gần 20 giò của gia đình tư sản ở khoảng sân nhỏ của căn hộ. Giàn phong lan bị gián đoạn chăm sóc vì chủ nhà không còn người giúp việc và đâu còn tâm trí để chăm sóc cây hoa trong thời điểm nhiều biến động như vậy, đã bắt đầu khô héo. Tôi xót cho giàn phong lan mới hành động như vậy, chứ đâu có ai bắt. Sau mấy ngày được tôi chăm sóc, các giò phong lan đã có dấu hiệu hồi phục. Tôi vui lắm, vợ nhà tư sản cũng vui, và điều tôi bất ngờ nhất là cô nữ sinh tưởng nằm ngủ nhưng lại luôn quan sát hành động của tôi. Giàn phong lan hồi sinh cũng là lúc tôi và em nữ sinh đó thân thiện với nhau hơn. Cùng là sinh viên nên chúng tôi dễ chung cảm nhận. Em ngạc nhiên vì không ngờ sinh viên ngành vật lý của miền Bắc mà đọc nhiều sách văn học và hiểu biết nhiều đến vậy. Em ít nằm nghỉ trưa hơn mà thích ngồi nói chuyện với tôi. Tôi cũng vậy, chỉ mong đến giờ nghỉ để được nói chuyện cùng em. Chúng tôi luôn ngồi hai phía bàn hoặc cách nhau một chiếc ghế
để mọi người không để ý. Thỉnh thoảng, chúng tôi cùng đi xuống phố, lang thang một lúc, rồi lại trở về căn hộ tầng 8. Một buổi trưa, sau khi hai đứa lang thang dưới phố, rồi trở về để chuẩn bị cho buổi chiều làm việc, tôi và em quyết định leo cầu thang bộ lên tầng 8. Cầu thang bộ của khu chung cư ấy ôm quanh cầu thang máy, rộng chừng mét rưỡi, luôn vắng vì dân cư ở tòa nhà đã bỏ đi nhiều và mấy ai lại leo cầu thang bộ trong khi thang máy hoạt động liên tục. Chỉ có chúng tôi hâm như vậy. Em bước trước, tôi bước theo sau, rồi em chạy và tôi đuổi theo. Đến chiếu nghỉ tầng 5 hay tầng 6 gì đó, em mệt quá nên không chạy được nữa, dừng lại để thở, hai tay để sau lưng dựa vào tường để áo dài không bị bẩn. Tôi đang đà chạy lên nên vấp phải em, mắt em khẽ nhắm, đôi môi hồng không thoa son, hé mở như mời gọi. Tôi chạm môi mình vào môi em như vô thức, chỉ khẽ chạm mà tôi đã cảm nhận sự rung động từ trái tim em. Đó là nụ hôn đầu của tôi trao cho một cô gái, nụ hôn của cảm xúc, nụ hôn của mối tình đầu. Với em thì không, em đã từng yêu một bác sĩ quân y của quân đội Sài Gòn. Là sau này em kể lại cho tôi nên tôi mới biết, một đại úy bác sĩ quân y lớn hơn em 7 tuổi. Nhưng em cảm nhận được nụ hôn trinh trắng của anh giải phóng quân trao cho em, và anh giải phóng quân ấy cũng nhận được nụ hôn thanh khiết của em. Sau buổi trưa ấy, chúng tôi quan tâm đến nhau nhiều hơn, dù luôn cố gắng không thể hiện trước mọi người. Ngồi ở phía đối diện nên ánh mắt em luôn hướng về tôi. Tôi và em nói chuyện với nhau qua ánh mắt mỗi khi ngồi làm việc. Em đưa tôi về thăm nhà em ở 173 đường Tân Hòa Đông, quận 6. Bố em là người Hoa, mẹ em là người Nam Định. Em có ba cô em gái với ba cái tên rất đẹp là Lý Thanh Lê, Lý Ấu Lê, Lý Mỹ Lê và hai cậu em trai. Em là chị cả, Lý Chi Ly. Tôi đã ăn một bữa cơm tại gia đình em, nhưng chỉ có tôi và em. Mẹ em đang kinh doanh ở chợ. Bố em và mấy đứa em chắc muốn tôi được tự nhiên nên cũng không ngồi ăn cùng. Mấy anh trong đội rồi cũng cảm nhận được có gì đó đang xảy ra giữa tôi và em. Anh bạn phiên dịch dù ít tuổi hơn em nhưng cũng có vẻ ghen với tôi nên xa lánh tôi hơn. Còn vài ngày nữa thì kết thúc chiến dịch, nhưng tôi được lệnh điều động trở về doanh trại ở Tân Sơn Nhất mà chưa kịp chia tay em. Quân nhân luôn là vậy. Tôi tưởng không được gặp em nữa, vậy mà chỉ sau 2 ngày, một buổi chiều, tôi được cảnh vệ khu vực doanh trại báo có khách đến thăm. Khách đó chính là em. Không hiểu bằng cách nào mà em biết được địa chỉ nơi tôi đóng quân ở cái sân bay to rộng đến vậy. Không biết bằng cách nào mà em khiến cho cảnh vệ phải đi tìm tôi để cho em gặp. Gọi là khách đến thăm, chứ thực ra tôi và em chỉ thấy nhau qua những vòng kẽm gai chặn ngang cổng đường vào sân bay. Tôi với em đứng cách nhau khoảng 5 mét, nói chuyện và nhìn nhau qua không gian kẽm gai đó. Với tôi như vậy cũng quá hạnh phúc. Từ nhà em ở quận 6 đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng phải 10 mấy km. Nên em đi bằng chiếc Honda nữ 50 phân khối. Tôi nhớ khi chia tay, em đạp cần khởi động mãi mà xe không nổ máy. Em quay lại nhìn tôi cười mà mặt em mếu như sắp khóc. Anh ơi, chiếc xe nó cũng không muốn về. Tôi ở trong hàng rào, đâu có giúp được cho em. Với lại, khi đó tôi cũng không biết đi xe máy, nên đâu biết gì để mà giúp em. Một vài tuần sau đó, đơn vị tôi chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về Tân Phước Khánh, Thủ Dầu Một, đóng quân. Lại được ở trong nhà dân và tôi lại được các má, các anh chị, các em gọi bằng cái tên thân mật,
thằng Sáu, chú Sáu, anh Sáu. Tôi không thông tin được cho em việc chuyển quân của tôi. Tôi nghĩ chắc lần này phải xa em thật rồi. Vậy mà không, em lại tìm được tôi ở Tân Phước Khánh. Tình yêu tài vậy đó. Cứ 2 ngày một lần em đi từ Sài Gòn lên thăm tôi ở Tân Phước Khánh. Em phải đi xe đò từ Sài Gòn lên thị xã Thủ Dầu Một, rồi từ thị xã Thủ Dầu Một bắt xe lam để về Tân Phước Khánh. Chiều trở về là chu trình ngược lại. Thời gian cả đi lẫn về cho một chuyến thăm tôi đã mất khoảng 3,5 đến 4 giờ. Thời gian hai đứa bên nhau chỉ còn chưa đầy 2 giờ bởi em không bao giờ ăn trưa ở chỗ tôi và tôi cũng chẳng mời em ăn được bữa trưa nào. Tân Phước Khánh, Thủ Dầu Một hồi đấy không thấy quán ăn ven đường và em cũng biết hoàn cảnh của tôi nên cũng không muốn làm phiền. Một nữ sinh Sài Gòn với tà áo trắng và chiếc túi vải thô đeo trễ bên hông đã làm sao động không gian vốn yên tĩnh sau chiến tranh của thị trấn Tân Phước Khánh. Mấy em gái ở Tân Phước Khánh quen anh Sáu thường xuống quanh tôi mỗi lần em lên thăm anh Sáu. Đứa sờ áo, đứa sờ tóc và không ngừng nói: "Chị dễ thương quá." Em chỉ cười, còn tôi thì vui. Tôi thường đi xe lam cùng em ra bến xe đò Thủ Dầu Một để em bắt xe trở về Sài Gòn. Hôm nào ra Thủ Dầu Một mà phải chờ xe hoặc còn nhiều thời gian là tôi và em thường đi bộ dạo quanh khuôn viên nhà thờ Thủ Dầu Một hoặc dọc bờ sông Sài Gòn. Hồi ấy, Thủ Dầu Một vắng người lắm. Nhiều khi không gian ấy như chỉ có hai chúng tôi. Một nữ sinh áo trắng khoác tay một anh giải phóng quân mặc quân phục xanh lá, đội mũ tai bèo, chân đi dép đúc, thong thả tận hưởng bình yên đôi lứa trong khung cảnh của đất nước hòa bình. Có lần tôi và em đang đi dọc bờ sông Sài Gòn thì thấy hướng ngược lại có 3 kiểm soát quân nhân đi tới. Một anh trong tổ kiểm soát chào tôi, ra ý là muốn kiểm tra tôi. Chúng tôi dừng lại trước mặt mấy anh kiểm soát quân nhân. Tôi muốn em bỏ tay đang khoác tay tôi ra, nhưng em thì không. Em bám tay tôi chắc hơn và mỉm cười tự hào chào mấy anh kiểm soát quân nhân. Chắc cũng chạc tuổi tôi, người miền Nam. Sau khi quan sát tôi từ đầu đến chân, thấy tôi tác phong nghiêm chỉnh. Tôi lúc nào cũng đi dép đủ quai, quần áo chỉn chu. Nên mấy anh kiểm soát quân nhân chào chúng tôi lần nữa, rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình. Hồi đấy, kiểm soát quân nhân không kiểm tra giấy tờ, vì mấy anh giải phóng quân chúng tôi đâu có giấy tờ gì trong người. Một lần khác, cũng lên Thủ Dầu Một sớm, nên em và tôi dẫn nhau vào rừng cao su chơi. Em lôi trong chiếc túi đeo khổ 30x40 màu trắng ra một tấm bạt nhỏ màu rêu mà em gọi là poncho, trải ra khoảng trống giữa các hàng cao su. Em ngả mình nằm giữa tấm bạt, giống kiểu đã nằm trên những chiếc ghế tựa ở chung cư tầng 8. Mắt khẽ nhắm, hai đầu gối hơi co như đang thả mình trong một giấc mơ. Tôi nằm bên cạnh ngắm nhìn em. Các tia nắng lách qua tán lá cao su, nhảy nhót trên tà áo trắng của em, nhảy nhót trên tấm bạt màu rêu, nhảy nhót trên tấm lá cao su khô nâu sậm. Những đốm nắng mơn man trên má em, trên đôi môi phớt hồng, hé mở của em, như khiêu khích tôi. Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi má mịn màng của em. Em nằm im, má chợt ửng hồng. Tôi nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên đôi môi mỏng tang của em. Rất nhẹ thôi, vì tôi sợ làm rách môi em. Hơi thở em như gấp hơn, nồng nàn hơn. Các giọt nắng trong rừng cao su ngừng tung tẩy. Gió chợt ngừng thổi. Các tán lá cao su thôi đung đưa. Tất cả các ánh nhìn như hướng vào em và tôi. Tôi nằm nghiêng bên em,
ngắm nhìn thiên thần của mình đang đắm chìm vào chốn thần tiên của tình yêu. Bỗng có tiếng va đập của kim loại, tiếng bước chân dẫm đạp lá khô phá tan không gian tĩnh lặng của cô nữ sinh áo trắng và anh giải phóng quân trong bộ quân phục xanh lá. Một người đàn ông đầu đội mũ mềm, tay xách thùng và dao cạo mủ cao su vô tình đi về hướng tôi và em. Chắc ông ấy vào đây để cạo mủ cao su. Bước chân của người cạo mủ cao su chợt khựng lại khi ông nhìn thấy chúng tôi. Như cảm thấy có lỗi, ông hơi cúi mình rồi quay mình đi sang hướng khác. Những cây cao su quanh hai đứa tôi như vui hơn vì được nghỉ ngơi một ngày nhờ chúng tôi. Chúng reo vui trở lại, ánh nắng lại nhảy nhót. Tôi và em biết ơn người thợ cạo mủ cao su hôm đó. Em lại khoác tay tôi để cùng bước ra khỏi rừng cao su. Tà áo trắng của em vẫn phẳng phiu như khi chúng tôi bước vào. Em cười hạnh phúc, tin tưởng tựa vào vai tôi. Ngày tôi rời Tân Phước Khánh để trở ra Bắc, em không có mặt. Tiễn tôi đi chỉ có các má và các em gái ở Tân Phước Khánh. Cho đến khi chiếc xe tải chở tôi lăn bánh cho cuộc hành trình trở về miền Bắc của tôi và các em gái Tân Phước Khánh vẫn hướng mắt về phía đường đi Thủ Dầu Một, hy vọng em chợt xuất hiện. Nhưng rồi thất vọng. Em đâu có biết tôi sẽ ra Bắc ngày ấy mà lên tiễn. Bộ đội mà, luôn bí mật thời điểm xuất phát. Sau này, khi quay lại Tân Phước Khánh năm 1980, tôi được một em gái kể lại. Sau ngày tôi lên xe ra Bắc một ngày, em đã lên Tân Phước Khánh thăm tôi. Biết tin tôi đã ra Bắc, em lặng người, run rẩy, không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ trào ra. Mấy em gái ở Tân Phước Khánh thay nhau an ủi động viên em. Anh Sáu mong chị lắm, rồi anh Sáu chắc chắn sẽ vào tìm chị. Ra đến miền Bắc, tôi liền viết thư cho em. Một tuần sau, khi về thăm nhà, tôi đã nhận được lá thư đầu tiên của em. Tôi lấy địa chỉ nhà tôi ở Thổ Hà để em gửi thư trả lời, vì đó là địa chỉ ổn định nhất của tôi. Nỗi buồn vơi đi nhờ những bức thư, em viết thư cho tôi đều đặn 2 ngày 1 lá, có khi ngày 1. Các bức thư đều dài, thấm đẫm yêu thương. Ông bưu tá xã đã phải thốt lên. Trong đời làm nghề đưa thư của tôi chưa từng thấy ai có thư nhiều như chú, cũng như chưa thấy ai chịu khó viết thư đều đặn như cái cô Lý Chi Ly này. Tên của em viết trên bì thư nên ông bưu tá biết. Lúc đầu tôi cũng chịu khó viết thư trả lời em, nhưng rồi việc trở về trường học tiếp gặp trục trặc làm tôi chán trường. Hy vọng được trở vào thành phố Hồ Chí Minh ngày càng mờ nhạt. Những lá thư của tôi viết cho em thưa dần, ngắn dần. Những năm tháng ấy, 1976-1980, việc đi lại giữa thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không đơn giản như bây giờ. Giấy tờ phức tạp lắm. Em chắc cũng muốn ra thăm tôi mà không thể. Còn tôi cũng lực bất tòng tâm, thật buồn. Tôi không muốn em phải chờ tôi trong vô vọng, nên đã quyết định ngừng viết thư cho em. Em vẫn viết cho đến khi hết hy vọng tôi trả lời, nên cũng đành thôi viết. Tôi nguyện sẽ vào tìm em, dù khi ấy em đã lấy chồng. Tôi yêu em, và cũng vì yêu em, nên tôi buộc phải trả tự do cho em, khi không biết chắc tương lai. Tôi đâu ngờ, sau 5 năm, tôi lại được trở về Sài Gòn, lúc này đã mang tên là thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 1980, sau khi tốt nghiệp khoa vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi tái ngũ vào công tác tại B-21, Viện Kỹ thuật Quân sự. Tôi và hơn chục sĩ quan trẻ của B-21 được cử vào thành phố Hồ Chí Minh để học ngoại ngữ
và cũng để trông coi tòa chung cư 204 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh mà Bộ Quốc phòng mới phân cho B-21 khi đó. Trở về thành phố Hồ Chí Minh với tôi là một giấc mơ. Việc đầu tiên khi đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh là tôi tìm thăm em ở 173 Tân Hòa Đông, quận 6. Tôi muốn dành cho em một sự bất ngờ. Tôi chỉ gặp bố em ở nhà và được ông thông báo là em lấy chồng và sống cùng chồng ở Biên Hòa, một người Hoa. Tôi đã mất em vì sự thiếu niềm tin ở mình. Bố em mời tôi vào bàn ngồi, mang một chai rượu Trung Quốc và hai cái ly hạt mít ra. Ông rót đầy hai ly rượu nhỏ và mời tôi cùng lời giải thích bằng giọng lơ lớ của người Hoa nói tiếng Việt. Ngộ rất xin lỗi, Ngộ không biết chú trung tình đến vậy. Nếu biết chú trung tình đến vậy, Ngộ đã không biết con gái Ngộ lấy chồng. Bố em và tôi cùng ly, ly rượu 50 độ như đốt cháy họng tôi, đốt cháy tâm can tôi. Chủ nhật đó, em từ Biên Hòa về thành phố Hồ Chí Minh và đưa ba đứa em gái đến thăm tôi ở 204 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ba đứa em gái của em lúc ấy cũng 18 đôi mươi, rất ngoan và quý tôi, coi tôi như người anh lớn trong nhà. Tôi và em đều bình thản chấp nhận số phận, không trách móc, không phàn nàn, không nhắc lại những chuyện đã qua. Em ở xa và chắc cũng giữ ý nên không về thăm tôi nữa. Nhưng mấy đứa em thì thường xuyên đến thăm tôi và các đồng đội của tôi. Sau gần 2 năm ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi lại được điều động trở ra Hà Nội để làm việc. Những năm tiếp theo là những năm tồi tệ cho quan hệ Việt-Trung do sự bành trướng của chính quyền Bắc Kinh. Những người Hoa ở cả hai miền đều bị cuốn vào dòng xoáy bài Hoa. Gia đình em cũng bị cuốn đi trong vòng xoáy đó. Sau năm 1990, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh và tìm đến địa chỉ 173 Tân Hòa Đông. Nhưng ngôi nhà đã có chủ khác. Chẳng ai biết thông tin về em và gia đình em. Tôi viết Cô nữ sinh áo trắng và anh giải phóng quân. Câu chuyện không có hậu này có lẽ sẽ làm nhiều bạn thất vọng. Nhưng tôi không thể viết khác được. Tôi rất mong và hy vọng với những tên người thật, địa chỉ thật trong bài viết giúp tôi tìm được cô nữ sinh áo trắng năm xưa. Nếu tìm ra em hoặc có thông tin về em, về gia đình em, thì câu chuyện rất có hậu với anh giải phóng quân năm ấy. Rất cảm ơn các bạn. Đường về không dễ dàng. Tháng 9 năm 1972, sau khi nhận giấy báo trúng tuyển nhập ngũ, tôi đưa năm anh bạn cùng lớp Lý 1 Đại học Tổng hợp Hà Nội về thăm nhà tôi ở Thổ Hà, Vân Hà, Việt Yên, Hà Bắc. Trong năm bạn ấy, có ba bạn cùng nhập ngũ với tôi. Nhà các bạn ấy đều ở Hà Nội, nên buổi chiều hôm ấy, các bạn cũng về Hà Nội luôn để gặp gỡ người thân trong gia đình trước khi trở thành anh bộ đội. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1972, sơ tán về Bình Đà, Thanh Lương, Hà Tây, sau đó lại chuyển lên Hiệp Hòa, Hà Bắc. Khoa Vật lý đóng đô ở Đông Lỗ, Hiệp Hòa, cũng là nơi chúng tôi nhập ngũ. Mẹ tôi thấy tôi báo tin chuẩn bị nhập ngũ và nhà có khách nên ra chợ mua một con gà về thịt để cho con trai tiếp các bạn. Món gà luộc và nước xuýt gà là món chính, nhưng đấy là một bữa xa xỉ với một gia đình công nhân như gia đình tôi hồi đó. Chỉ có 6 đứa bọn tôi ngồi mâm vì bố mẹ tôi muốn dành không gian cho bọn tôi và chắc cũng muốn dành thức ăn cho mấy đứa sắp vào sinh ra tử. Anh trai tôi khi ấy cũng mới ở chiến trường ra, mắt trũng môi thâm, người còn da bọc xương vì sốt rét Trường Sơn, mới về thăm nhà mấy hôm. Chắc thấy tôi và các bạn vô tư quá nên nhắc nhở tôi
trong giọng nói xót xa. Sắp vất vả và khổ lắm đấy em. Tôi trả lời anh. Anh yên tâm đi, em như cục cao su ấy mà, nén mấy cũng chịu được. Sau này mới thấy sự xót xa của anh tôi là có lý, và cũng vì coi mình là cục cao su nên tôi đã phải cố gắng để vượt qua những gian lao vất vả, cái chết luôn rình rập, và hoàn thành nghĩa vụ anh giải phóng quân của mình. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, tôi đóng quân ở Đồng Xoài, thủ phủ của Bình Phước bây giờ. Tôi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh từ hướng Đông Bắc Sài Gòn. Tôi là pháo thủ số 5 trong một tổ cối 60 ly của bộ đội địa phương. Tuy nhiên, vì chiến dịch đang có những bước tiến thần tốc, nên cối 60 ly của chúng tôi không có cơ hội được sử dụng. Tôi được bổ sung hỗ trợ bốc vác vũ khí cho quân chủ lực. Lần đầu tiên, tôi thấy đạn cối 160 ly và đạn pháo 130 ly của quân đội ta. Rất ấn tượng và tự hào. Đạn pháo 130 ly được tách đầu đạn và cắt tốt riêng. Cả hai được để trong một thùng gỗ. Cả thùng gỗ chứa quả đạn và cắt tốt nặng khoảng 65 kg. Bình thường, những người lính bốc hàng trên xe tải xuống phải tách riêng đầu đạn cắt tốt thùng đựng thành 3 chuyến. Tôi cứ vác cả thùng 65 kg từ xe đến kho tạm giữa rừng khoảng 25 đến 30 mét. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại khỏe như vậy. Thật ra là tôi ngại tách đầu đạn và cắt tốt vì lách cách quá nên mới khổ vậy. Chứ có ai bắt mình hay khen mình khi làm vậy đâu. Chiến trường mà. Đồng Xoài khi đó chỉ toàn rừng và vài con đường đất ngang dọc, chứ đâu có sầm uất như bây giờ. Chiều 28 tháng 4 năm 1975, vừa bốc xong một chuyến xe chở cối 160 ly, thì chúng tôi nghe nhiều tiếng động cơ máy bay rất thấp trên bầu trời Đồng Xoài. Lúc đầu tôi tưởng máy bay địch phát hiện kho đạn chiến lược của quân chủ lực ở trong rừng Đồng Xoài nên bay tới bắn phá. Tuy nhiên không thấy tiếng bom đạn, và đến tối thì biết tin đó là các máy bay A-37 của phi đội Quyết Thắng do phi công Nguyễn Thành Trung bay dẫn đường vừa ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Chiến thắng đang cận kề rồi, mừng nhất là cả kho đạn khổng lồ không được sử dụng. Sau 30 tháng 4 năm 1975, trong khi nhiều lứa sinh viên chiến sĩ được trở ra Bắc để tiếp tục bút nghiên, thì tôi lại được điều động tham gia chiến dịch bài trừ tư sản mại bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ vì tôi là bộ đội miền và có trình độ văn hóa cao so với các đồng đội cùng đơn vị. 7 tháng ở thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 5 đến tháng 12 năm 1975, đã cho tôi biết nhiều về Hòn Ngọc Viễn Đông khi đó. Đã cho tôi hiểu về văn hóa sống, cư xử, giao tiếp rất đáng ngưỡng mộ của dân thành phố Hồ Chí Minh. 7 tháng ở thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một chuyện tình tuyệt đẹp của một anh lính giải phóng người miền Bắc với cô nữ sinh trong tà áo trắng dịu dàng của thành phố Hồ Chí Minh, mà tôi là anh lính đó. Tuy nhiên, cũng vì 7 tháng đầy ắp kỷ niệm đó mà hành trình trở về trường đại học của tôi cũng gặp đầy trắc trở. Tháng 12 năm 1975, sau khi kết thúc chiến dịch bài trừ tư sản mại bản, tôi nhận được quyết định ra Bắc để có cơ hội trở về đại học học tiếp. Hồi đó chúng tôi được hành quân ra Bắc bằng xe tải. Tôi nhớ cảm giác gió thổi vù vù bên tai khi xe tải chạy nhanh trên xa lộ Hà Nội, Sài Gòn, Biên Hòa. Lần đầu tiên thấy một đại lộ to đẹp, êm ái đến vậy. Tôi nhớ đến trạm nghỉ Phan Rang. Chúng tôi được ngủ trong nhà vòm để máy bay ở sân bay. Một căn phòng ngủ lớn nhất mà tôi từng biết. Tôi nhớ đến ánh đèn vàng yếu ớt rọi trên đường Nam Bộ, Hà Nội, đầy bụi than.
những con người lam lũ với những trang phục màu xanh tím than hoặc màu cỏ úa, gập người trên những chiếc xe đạp thống nhất cũ kỹ. Tôi thương Hà Nội quá, tôi thương miền Bắc quá. Tất cả cho chiến trường, để rồi luôn phải thắt lưng buộc bụng. Tôi được chuyển về đoàn an dưỡng ở Khắc Niệm, Bắc Ninh. Tôi chưa được về nhà ngay, mặc dù nhà tôi chỉ cách đoàn an dưỡng khoảng 5 km. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau, tất cả bộ đội mới ở phía Nam chuyển ra được báo động, mang toàn bộ tư trang ra tập trung ở một khoảng sân rộng trong khu vực doanh trại của đoàn. Mỗi người đứng cách nhau 2 mét. Toàn bộ tư trang được lôi khỏi ba lô và trải ra trước mặt mỗi người. Cán bộ khung của đoàn an dưỡng lần lượt kiểm tra tư trang của mỗi anh bộ đội mang từ miền Nam ra. Những đồ dùng văn hóa phẩm được cho là không phù hợp bị tịch thu. Những ngày tiếp theo, chúng tôi được phát quân trang mới khá đầy đủ. Tuy không đầy đủ bằng quân trang khi đi vào chiến trường, sau này khi gặp lại các đồng đội tôi ở nhiều đoàn an dưỡng khác mới biết nhiều cán bộ tha hóa ở các đoàn an dưỡng có cách xà xẻo rất hợp lệ quân tư trang của những anh lính chiến khi trở về hậu phương. Mỗi người lính khi nhận quân trang mới trước khi ra quân thường được phát thiếu một vài thứ theo danh mục được nhận. Người thì thiếu cái vỏ chăn, người thì thiếu cái màn, đôi khi là cái quần, cái áo. Với lý do là kho còn thiếu và hẹn tuần sau hoặc tháng sau đến nhận tiếp nếu có. Những ngày tháng đó, giao thông đâu có thuận lợi như bây giờ. Di chuyển từ tỉnh nọ qua tỉnh kia phải mất cả ngày trời vất vả. Đa phần những người lính ở xa không quay lại để nhận những quân trang còn thiếu nữa và những cán bộ khung cũng chỉ chờ có thế để mang về nhà những thứ mà lẽ ra không thuộc về họ. Một đồng đội tôi vì bực bội với hành vi như vậy của các cán bộ khung ở một đoàn an dưỡng, nên trên đường về nhà đi qua một dòng sông, anh đã xé bỏ những mảnh giấy chứng nhận đeo huy chương tham gia chiến dịch luôn mang theo trong người và thả xuống dòng sông như để đoạn tuyệt. Cuối tháng 12 năm 1975, tôi mang giấy tờ ra trường Đại học Tổng hợp Hà Nội để nhập học. Những tưởng sẽ được đón tiếp nồng hậu, nhưng không, tôi gặp phải bức tường quan liêu bao cấp. Tôi bị từ chối tiếp nhận vào học giữa năm học mà phải chờ đến tháng 8 năm 1976, nhà trường mới có thể tiếp nhận để vào học năm học mới. Tôi biết phải làm sao khi đoàn an dưỡng của quân đội không thể cho tôi tiếp tục an dưỡng thêm 8 tháng. Tôi được khuyến cáo là phục viên về địa phương để chờ tháng 8 năm 1976 ra trường xin nhập học lại. Tôi cảm thấy buốt sống lưng khi nghĩ về cái hành trình phục viên rồi ra trường xin nhập học lại ấy. Tôi thương bố mẹ tôi, nếu tôi phải về nhà ăn bám bố mẹ già thêm 8 tháng. Chưa nói là những khó khăn có thể có từ địa phương khi làm thủ tục ra trường nhập học lại. Để chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ, tôi hỏi mẹ tôi. Nếu con phải thi đại học lần nữa thì mẹ nuôi con nhé. Mẹ tôi cười trả lời. Mẹ nuôi con suốt đời mà con. Ân tình cha mẹ lớn quá làm tôi thêm chạnh lòng, thương bố mẹ nhiều hơn. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan thì thật may, các lãnh đạo của đoàn an dưỡng Khắc Niệm đã cho tôi một lối thoát. Tôi được các anh lãnh đạo đoàn an dưỡng đồng ý cho ở lại quân đội với điều kiện là không được hưởng chế độ an dưỡng mà phải làm anh nuôi cho một đại đội khung của đoàn an dưỡng Khắc Niệm và đương nhiên không phải là biên chế cứng trong đại đội khung ấy. Đại đội khung trong một đoàn an dưỡng có khoảng 15 người, có nghĩa là mình tôi phải nấu cơm, phục vụ 15 người ấy ngày 3 bữa. Tôi chấp nhận đề xuất của lãnh đạo đoàn an dưỡng không một chút đắn đo, mặc dù tôi chưa từng học, chưa từng làm anh nuôi.
Trên đường hành quân dọc Trường Sơn, tôi cũng từng nấu cơm cho tiểu đội ăn khi đến lượt. Nhưng là hai người một ngày, 6 ngày mới đến lượt và chỉ có nồi cơm và nồi canh rau tàu bay. Đơn giản vô cùng. Một khó khăn nữa là phải nấu bằng bếp trấu. Những ai đã từng sử dụng bếp trấu để nấu ăn thì chắc sẽ hiểu được nấu bằng bếp trấu khổ như thế nào, còn khó hơn cả nấu cơm bằng rơm rạ. Luôn tay phải tiếp trấu, luôn tay phải cởi cho. Lửa lúc to lúc nhỏ sẽ dễ làm cho cơm bị khê, sống, thức ăn bị nồng. Tôi phải mất vài tuần đầu để đánh vật với những bữa cơm phục vụ những đồng đội ở hậu phương ấy. Vậy rồi cũng quen, đã có những lời khen cho những món ăn thấm đẫm mồ hôi công sức của tôi. Nhưng chưa hết khổ, mỗi tuần tôi phải kéo xe cải tiến đến nhà máy xay sát ở thị cầu, gần cầu Đáp Cầu, cách đoàn An Dưỡng khoảng 5 km, để chở chấu về đun bếp. Mỗi xe cải tiến chở được khoảng 200 kg chấu đóng bao. Mất hơn nửa buổi, tôi và một em gái bộ đội nghĩa vụ mới kéo được xe chấu về đến bếp nấu. Em gái bộ đội nghĩa vụ ấy cũng là một kỷ niệm đối với tôi trong giai đoạn đó. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, em thường xuống bếp gọt mướp, nhặt rau hỗ trợ tôi. Sự chịu đựng không ta thán, sự chấp nhận mọi thử thách để hướng tới tương lai của tôi đã làm rung động trái tim em. Có lần, chúng tôi đi ngồi xem phim bãi buổi tối ở Khắc Niệm. Em ngả đầu tựa vai vào tôi và chắc nghĩ tôi sẽ quàng vai em. Nhưng không, tôi bó gối ngồi im nhưng cũng vẫn để em tựa đầu vào vai mình. Tôi đang có một tà áo dài ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nhớ tới tôi và tôi cũng luôn nhớ tới tà áo dài trắng đó nên tôi không thể làm khác được. Em gái đã khóc khi tôi tâm sự về tình yêu của tôi với cô nữ sinh thành phố Hồ Chí Minh. Em vẫn quý tôi và vẫn giúp tôi vì biết tôi luôn tôn trọng em. Tôi không dám kể cho mẹ tôi nghe về công việc tôi làm trong những ngày tháng ấy, sợ mẹ tôi thương tôi khổ và lo cho tôi. Sau một ngày mệt nhọc vì bếp trấu, tôi lại ngả người với niềm vui nho nhỏ là đã không làm cho mẹ khổ thêm. Tôi đếm từng ngày, mong đến ngày trở lại giảng đường đại học. Ngày tháng rồi cũng dần dần trôi qua. Khi tôi đã thành thạo với bếp trấu, với nghề anh nuôi, cũng là đến thời khắc tôi được trở lại trường. Tôi cảm ơn lãnh đạo đoàn An Dưỡng, cảm ơn cán bộ chiến sĩ khung đại đội đã cho tôi phục vụ. Cảm ơn em gái đã chia sẻ vất vả cùng tôi. Để đuổi kịp những đồng đội đã về học từ năm 1975, tôi đề nghị được học năm thứ hai luôn. Bộ đội sau khi xuất ngũ về học thường học lại năm đã học trước khi đi bộ đội. Tôi đi bộ đội tháng 9 năm 1972 khi chưa thi học kỳ 2 của năm thứ nhất đại học. Tuy nhiên, các thầy vẫn cho tôi điểm thi học kỳ 2 với điểm số cao, toàn 4 trên 5, 5 trên 5. Chắc các thầy dựa vào điểm thi học kỳ 1 của tôi cũng với những điểm thi cao tương tự. Tôi là học sinh xuất sắc học kỳ 1 năm thứ nhất khoa vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội, nên tôi đã được nhận vào học năm thứ 2. Vậy là đỡ được một năm. Tôi nhớ ngày hội nhập ngũ tháng 11 năm 1971 của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tại sân khu nhà liên hợp của khu Thượng Đình. Cả một sân trường rộn ràng tiếng nói cười, cả một biển người lắng nghe bài phát biểu xúc cảm của thầy hiệu trưởng Ngụy Như Con Tum. Tôi nhớ ngày hội nhập ngũ tháng 5 năm 1972, cũng ở sân trường, không hoành tráng bằng lần trước nhưng cũng đầy hào hùng. Tôi nhớ ngày hội nhập ngũ tháng 9 năm 1972 tại làng Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Hà Bắc, chỉ dành cho khoa vật lý. Dẫu không hoành tráng hào hùng nhưng cũng có nhiều thầy cô, bạn bè đưa tiễn. Tôi không thấy
những ngày hội tương tự để đón các học sinh cũ đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả trở về trường học tiếp, không cờ hoa, không lời chúc tụng. Đường trở lại giảng đường của tôi quả thật không dễ dàng. Tuy nhiên, so với nhiều đồng đội của tôi từ đồng ruộng ra đi, rồi khi trở về lại quay về với đồng ruộng, sức khỏe đã yếu, bệnh tật nhiều hơn, thì gian nan vất vả của tôi chẳng thấm gì. Ngày ấy, dẫu chưa thống nhất đất nước, chúng tôi, những anh lính sinh viên, đã thích hát, đã cảm nhận được nhạc và lời của bài hát Nga mà tôi không nhớ tên. Nếu bạn Hiền còn thiếu một gia đình, xin bạn đừng ngại ngùng về chốn quê tôi. Miền đồng quê phì nhiêu, nông trường, bài hát ca êm đềm. Có nhiều cô gái đẹp như khúc ca ban chiều. Nhờ 8 tháng làm anh nuôi ở đoàn an dưỡng, nên khi tôi ra quân để về trường, tôi được hưởng chế độ chuyển ngành. Mỗi tháng, tôi được nhận phụ cấp 44 đồng. Tôi ra quân với cấp bậc hạ sĩ, trong khi các đồng đội của tôi chỉ nhận phụ cấp 24 đồng một tháng. 3 năm học tiếp của tôi vẫn được tính là 3 năm công tác. Cũng đáng cho vất vả đã trải qua đấy chứ. Thật ra tôi không biết các quyền lợi ấy khi chấp nhận làm anh nuôi. Chỉ sau khi về trường và ra trường rồi mới biết. Tốt nghiệp đại học tôi lại nhập ngũ, vì được bạn bè rủ rê. Sau 8 năm làm lính cẩu ở một viện nghiên cứu trong quân đội, tôi lại ra quân với quân hàm đại úy, quân hàm vào loại cao so với lứa cựu chiến binh sinh viên chúng tôi. Và cái được nhất có lẽ là chất bộ đội đã ngấm vào trong nhân cách của tôi. Bài viết của tôi không có bố cục của một câu chuyện, cứ lan man có gì viết nấy. Mấy bạn học văn chắc ghét lắm. Tôi cảm ơn các bạn đã đọc, đã lướt qua. Tôi yêu tất cả những dòng bình yêu ghét. Tôi yêu những gì tôi đã trải qua. Và nếu được lặp lại cuộc đời, tôi muốn được lặp lại nguyên như thế. Câu chuyện tình yêu của anh lính sinh viên. Lứa sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhập ngũ ngày 23 tháng 9 năm 1972, không may mắn như lứa sinh viên cùng trường nhập ngũ tháng 5 năm 1972. Lứa sinh viên nhập ngũ tháng 5 năm 1972, đa phần đi học tên lửa Samba ở Liên Xô, tháng 12 năm 1972 trở về nước nhưng không phải tham chiến Điện Biên Phủ trên không vì vũ khí chưa về kịp. Những sinh viên nhập ngũ đợt tháng 9 năm 1972, một số anh được giữ lại ở miền Bắc để đào tạo tiểu đội trưởng hoặc về trường đại học quân sự, còn đại bộ phận là hành quân bộ vào chiến trường B2. Bên cái rủi lại có cái may, họ được cùng nhau tận hưởng chuyến hành quân bộ xuyên dãy Trường Sơn gần như là cuối cùng của bộ đội miền Bắc vào chi viện cho miền Nam. Những người lính sinh viên đó lại cùng nhau bổ sung về trung đoàn 271, chiến đấu ở mặt trận Quảng Đức, Đắk Nông ngày nay. Kết thúc chiến tranh, nhiều anh trong số đó lại cùng nhau khuấy động trái tim của những thiếu nữ. Nữ sinh vốn dễ rung động của Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Đức, Rạch Kiến, Long An. Lính sinh viên là thế. Trước khi nhập ngũ, anh Nguyễn Hữu Thanh học trên tôi 2 lớp ở khoa lý. Tôi học lý 1, còn anh Thanh học lý 3. Anh Thanh lớn hơn tôi 3 tuổi, quê ở Duy Tiên, Hà Nam. Không biết có phải vì anh cùng quê với nhà thơ Nguyễn Khuyến và nhà văn Nam Cao không, mà anh cứ tếu táo cũng thành thơ, mặc dù học vật lý. 6 tháng hành quân trên Trường Sơn, sốt rét quật lên quật xuống, nhiều khi phải chống gậy mới đi nổi và lết bết trong nhóm thu dung. Vậy mà anh vẫn viết xong một quyển thơ. Thật tiếc là quyển thơ anh viết trên Trường Sơn bị thất lạc. Chứ nếu còn, chắc nhà thơ Đặng Vương Hưng lại có thêm một sưu tầm để đời. Tôi nhớ một câu thơ trong tập thơ của anh. Viết
mà như viết cho tôi. Đi đánh trận giữa bụi mù cơn lốc, lầy bồi hồi theo cánh bướm trao nghiêng. Chả là tôi hay thả hồn theo những cánh bướm đủ màu sắc, bay trên những dòng suối cạn, ở trên đường hành quân trong dãy Trường Sơn. Bắt bướm ép đầy một cuốn album để hy vọng ngày trở về làm quà cho một nỗi nhớ. Sau khi được bổ sung vào đại đội thông tin C-20 của Trung đoàn 271, anh Thanh tiếp tục viết những bài thơ mới trong quyển sổ thơ thứ hai. Lúc này tôi không còn ở gần anh nữa nên không được đọc, được nghe những bài thơ anh viết về chiến trận. Tuy nhiên, có những vần thơ của anh tôi nghe đồng đội tôi đọc một lần mà tôi đã nhớ và đã say, dù tôi cũng là một anh vật lý. Nghèo lắm em ơi, đời anh lính, nhà tăng giường võng, tủ ba lô, lục tìm chỉ thấy đầy mây gió, một suối trăng vàng, một tập thơ. Rất tiếc, tập thơ thứ hai của anh cũng bị học trò nữ của anh ở trường trung cấp nấu ăn Cẩm Giàng, Hải Dương, nơi anh làm giáo viên một thời, vì quá mê thơ thầy nên đã chôn mất. Sau 30 tháng 4 năm 1975, anh Thanh đóng quân trong nhà dân ở Rạch Kiến, Long An. Gần nơi anh đóng quân có một xưởng xay sát lúa. Cô nữ sinh tên Yến, cháu gái sống ở Sài Gòn của ông chủ xưởng, trong một lần xuống chơi nhà chú đã tình cờ tiếp chuyện anh lính sinh viên Nguyễn Hữu Thanh. Anh Thanh cao 1m7, dáng xỉ ke, cái dáng mà các cô nữ sinh Sài Gòn thời ấy xem như là lựa chọn đầu tiên. Chẳng biết nhà thơ lính sinh viên ấy thủ thỉ những gì, viết tặng cho em bài thơ nào mà cô nữ sinh Sài Gòn ấy chỉ về Sài Gòn 10 hôm lại quay về Long An thăm nhà chú thím. Chú thím ngạc nhiên, còn cô cháu thì bẽn lẽn giải thích. Tại cháu nhớ Rạch Kiến. Lính sinh viên giỏi vậy đấy. Mấy tháng sau, anh Thanh được đơn vị cho ra Bắc để trở về trường đại học học tiếp. Cô nữ sinh Sài Gòn cũng vào học trường Đại học Khoa học thành phố Hồ Chí Minh. Tình yêu mới chớm nở của cô nữ sinh Sài Gòn với anh lính sinh viên xỉ ke tưởng sẽ héo mòn bởi sự xa mặt cách lòng. Vậy nhưng không, bằng những cánh thư chứa đựng nỗi nhớ da diết thông qua những bài thơ thấm đẫm tình yêu dành riêng cho nàng, anh lính sinh viên ấy đã làm cho cô nữ sinh Sài Gòn tên Yến đóng cửa lòng mình với tất cả những chàng trai mong muốn bước vào. Cô tập trung vào học để hy vọng ra trường có cơ hội đến với anh lính sinh viên của mình. Có một chuyện khá thú vị là trong thời gian anh Thanh và cô nữ sinh viên Sài Gòn đang còn yêu nhau bằng những cánh thư, cô nữ sinh Đại học Khoa học thành phố Hồ Chí Minh đã tìm được cho anh một cuốn từ điển Anh Việt Việt Anh. Hồi đó, loại từ điển này là của hiếm đối với sinh viên và các nhà khoa học ngoài Bắc. Người đến mang cuốn từ điển đó ra Bắc cho anh Thanh lại là tiểu đội phó của tiểu đội tôi trên đường hành quân vào B-2, anh Đinh Kim Phong. Anh Phong lúc nhập ngũ đã là kỹ sư nông nghiệp, là con cán bộ miền Nam tập kết. Vợ anh là người Hà Nội. Sau khi đơn vị vào đến Tây Ninh thì anh Phong được điều động về Trung ương Cục nhận nhiệm vụ khác. Sau 30 tháng 4 năm 1975, anh Phong ở lại thành phố Hồ Chí Minh công tác nên có điều kiện để đến ký túc xá trường Đại học Khoa học mang giúp cô nữ sinh cuốn từ điển ra Bắc cho anh Thanh. Anh Phong đẹp trai, lại là một người đàn hay hát giỏi. Buổi chiều hôm đó, trong phòng ký túc xá nữ sinh của trường, anh vừa đánh đàn và hát các ca khúc Ngôi Sao Ban Chiều, Đôi Bờ, Tuổi Trẻ Sôi Nổi. Đặc biệt là bài hát Trăng Tàn Trên Hè Phố, bài hát vốn quen thuộc với tuổi trẻ miền Nam trước năm 1975. Tất cả các cô gái trong phòng đã chìm đắm theo tiếng đàn và giọng hát của anh Phong. Và chắc
đều mơ có một người lính là lính sinh viên giống bạn mình. Riêng Yến thì ôm mặt khóc nức nở. Tiếng đàn giọng hát của anh Phong đã làm nỗi nhớ người yêu của cô nữ sinh trào ra qua nước mắt. Cố nén cảm xúc, Yến mở cuốn sổ thơ được anh Thanh tặng. Cô nắn nót tô đậm hai chữ TI được viết lồng vào nhau. Yến chợt mỉm cười vì hai chữ TI đâu chỉ là hai chữ đầu của tên Thanh Yến mà còn có nghĩa là tình yêu của cô nữ sinh Sài Gòn và anh lính sinh viên đang ở Hà Nội. Yến tự hào vì người yêu mình có một người bạn, người đồng đội tài năng là anh Phong. Một viễn cảnh đầy hạnh phúc đang ở trước mặt cô. Với anh Thanh thì bức tường ngăn cản tình yêu của anh và cô nữ sinh Sài Gòn bắt đầu được dựng lên sau khi anh ra trường năm 1978. Tốt nghiệp đại học, theo phân công công tác, anh Thanh phải lên một huyện xa xôi của tỉnh Phú Thọ. Anh đã trả lại giấy phân công công tác cho nhà trường vì anh không thể đi xa như thế khi mẹ anh ở quê cần có anh ở gần. Sau một lần phân công công tác nữa và vẫn ở xa, anh lại từ chối và buộc phải tự đi xin việc. Sau vài tháng vất vả, cuối cùng anh cũng nhờ được một người quen ở Bộ Nội Thương xin được một vị trí dạy vật lý tại trường trung cấp nấu ăn Cẩm Giàng, Hải Dương. Lương giáo viên 3 đồng 3 cọc. Hải Dương và thành phố Hồ Chí Minh lại xa xôi quá mà thực tế không thể trốn tránh. Anh Thanh đã phải khó khăn để lựa chọn trả tự do cho cô nữ sinh bằng cách giảm tần suất viết thư, giảm những bài thơ, những dòng chảy từ cảm xúc. Trong những bức thư cuối gửi cho Yến, anh Thanh đã khuyên cô nên tìm một tình yêu khác. Tình yêu của anh với cô nên dừng lại, bởi vì nó vô vọng. Sau khi tốt nghiệp đại học 1979, Yến được điều động về dạy một trường trung cấp ở Đồng Nai. Cùng làm giáo viên ở trường đó có anh Tiến, từng học vật lý Đại học Tổng hợp Hà Nội, dưới anh Thanh một khóa. Yến hỏi anh Tiến có biết ai là Thanh không? Anh Tiến nói không biết Thanh là ai, nhưng anh có thể hỏi người khác để biết. Lớp của anh Tiến có đến 5 người cùng nhập ngũ với chúng tôi. 3 trong 5 anh đã đi B cùng chúng tôi và 2 anh đã là liệt sĩ. Người cùng lớp với anh Tiến còn sống sót trở về là Vũ An Ninh, người đồng đội thân thiết với anh Thanh, cùng C20, trung đoàn 271. Anh Tiến đã tìm ra địa chỉ trường trung cấp nấu ăn, nơi anh Thanh dạy học. Anh Tiến cũng đã được cô nữ sinh kể về mối tình của mình và cho anh Tiến xem tất cả những lá thư anh Thanh gửi cho cô. Sau này, anh Tiến đã gặp Vũ An Ninh và thốt lên: "Tao là đàn ông mà đọc những lá thư của Thanh gửi cho cô ấy, tao còn phải mê mẩn. Bảo sao cô ấy không say đắm." Thật may, giáo viên cùng trường với anh Tiến và Yến có một cô gái Hà Nội. Cuối năm 1979, cô nữ sinh Sài Gòn đã theo bạn gái của mình lên tàu ra Hà Nội. Trước là thăm nhà bạn, sau là định dành cho anh Thanh một sự bất ngờ. Thứ bảy trong kỳ nghỉ ngắn ngủi đó, hai cô gái đã đi xe khách từ Hà Nội đến Cẩm Giàng, mất hơn nửa ngày mới đến được trước cổng trường trung cấp nấu ăn. Khá mệt mỏi vì chuyến đi nhưng đầy hào hứng vì sắp được gặp người yêu sau 4 năm mong đợi. Yến và cô bạn gái sửa sang lại quần áo rồi mới đến hỏi bác bảo vệ về anh Thanh. Những học sinh trường nấu ăn và những người dân đi qua đều ngoảnh nhìn hai cô gái vì trang phục của hai cô đều quá đẹp so với trang phục của họ hồi ấy. Bác bảo vệ hơi ngỡ ngàng trước tà áo dài trắng của cô nữ sinh Sài Gòn, nhưng rồi như chợt hiểu nên vui vẻ hỏi lại: "Hai cô là bạn của thầy Thanh, đến dự lễ cưới của thầy Thanh à?" "Sao lại là lễ cưới?"
Hai cô bạn cùng nhìn nhau ngơ ngác, khuôn mặt Yến nhợt nhạt dần. Đúng là chủ nhật tuần ấy, tức hôm sau, là ngày anh Thanh tổ chức lễ cưới một cô giáo cùng trường. Anh đâu biết cái sự bất ngờ mà cô nữ sinh Sài Gòn định dành cho anh lại rơi đúng vào ngày trọng đại của đời anh. Anh Thanh đã ra gặp Yến và bạn gái của cô ấy. Cô nữ sinh Sài Gòn hoàn toàn suy sụp trong vòng tay ôm của bạn gái khi anh Thanh xin lỗi và kể về hoàn cảnh của mình, cũng như lễ cưới ngày mai là thật. Chủ tịch công đoàn nhà trường đã gặp anh Thanh và yêu cầu anh phải làm rõ mọi chuyện trước lễ cưới ngày mai. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô nữ sinh Sài Gòn đã có một cuộc nói chuyện tâm tình với vợ sắp cưới của anh Thanh. Cả hai phụ nữ, hai cô giáo đều thông cảm cho hoàn cảnh của nhau. Yến và bạn gái đã ngủ lại phòng khách của trường đêm đó và hôm sau quay trở về Hà Nội từ sớm, chứ không dự lễ cưới của anh Thanh. Chiều chủ nhật, Yến lên tàu Thống Nhất Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Khi chuyến tàu chở Yến rời khỏi ga Hà Nội cũng là khi lễ thành hôn của anh Thanh bắt đầu diễn ra. Yến lôi cuốn sổ thơ ra, xé trang giấy có hai chữ TI. Cô từ từ xé trang giấy ra thành từng mảnh nhỏ. Yến thả nắm giấy vụn qua cửa sổ toa tàu. Cô lắng nghe tiếng bánh sắt đoàn tàu nghiến trên đường ray, cố quên những gì đã xảy ra. Câu chuyện tình yêu của anh lính sinh viên Nguyễn Hữu Thanh kết thúc như vậy, gần giống nhiều cuộc tình của các anh lính sinh viên giai đoạn 1975-1980. Cuộc chiến sau Hiệp định Paris 27 tháng 1 1973. Nhân dịp được Trung tâm Kỹ thuật An toàn Bức xạ 2, Công ty Kiểm định Việt mời vào Bình Dương giảng bài và thăm công ty, tôi dành 2 ngày cuối chuyến đi để về thành phố Hồ Chí Minh thăm các đồng đội cũ. Nghe tin tôi ghé thăm, gia đình Nguyễn Văn Phú đã chuẩn bị một bữa tiệc tối để chiêu đãi tôi và 4 đồng đội khác. Ngày chủ nhật, mỗi gia đình trong thành phố Hồ Chí Minh thường có kế hoạch trước cho những cuộc gặp gỡ tiệc tùng với bạn bè, người thân. Tuy nhiên, chắc ưu tiên tôi nên cả 4 chiến hữu đã hủy bỏ các cuộc gặp khác để đến với tôi, đến với gia đình Phú. Thật sự cảm động. Khổng Minh Tường ở gần nhà Phú, cùng phường 15, quận Bình Thạnh, nên đã đến nhà Phú từ buổi sáng. Tường là dân Hải Phòng, từng học chuyên toán Hải Phòng. Tường nhập ngũ trước tôi với Phú khoảng 1 năm, vào B2 trước khi Hiệp định Paris được ký kết, nên được chứng kiến không khí hòa hợp của những người lính cả hai bên chiến tuyến sau ngày 27 tháng 1 1973. Tường vừa cùng Phú ngồi nhề ốc cà na để chuẩn bị món chả ốc cà na, chiêu đãi tôi, vừa kể cho tôi nghe những câu chuyện như cổ tích đối với tôi. Tôi vào B2 khoảng tháng 10 năm 1973, khi không còn hòa hợp của hai bên chiến tuyến nữa, mà thay vào đó là cuộc chiến gia báo, lấn chiếm và chống lấn chiếm. Tôi nhìn hai đồng đội đã cùng nhập ngũ cách đây 50 năm ngồi nhể những con ốc bé bằng đầu móng tay mà thấy lòng xốn sang. Chắc ở nhà mấy ông chẳng mấy khi phải ngồi được ngồi nhể ốc như vậy ở tuổi này, vì vợ con chẳng cho làm. Chỉ vì tình đồng đội mà hai ông cựu chiến binh mới chăm chú ngồi nhể ốc. Tôi cũng muốn tham gia nhể ốc, nhưng hai ông không cho, vì lý do tôi ngồi xa bát ốc quá. Tôi đành lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh kỷ niệm, sau đó ngồi lắng nghe những câu chuyện Khổng Minh Tường kể. Hiệp định Paris được ký kết, hạnh phúc nhất có lẽ là những người lính ở tuyến trước. Cái cảm giác không bị cái chết luôn rình rập, sẽ được trở về nhà để gặp bố mẹ và người thân
trong tương lai gần làm cho mỗi người lính trở nên vui vẻ thân thiện hơn. Tiểu đoàn 4 độc lập của Tường khi ấy đang đóng quân ở một rừng cao su thuộc khu vực vườn hoa quả Bình Long. Ở rừng cao su đối diện là nơi đóng quân của một đơn vị Việt Nam Cộng Hòa. Bộ đội giải phóng và lính Việt Nam Cộng Hòa thường có những buổi gặp gỡ giao lưu ở chảng trống giữa hai vườn cao su. Lính Việt Nam Cộng Hòa thường quan tâm nhiều đến hình thức trước mỗi buổi gặp mặt. Quần áo đẹp, tóc tai chải chuốt và thường nhét vài bao thuốc lá bát tô, ruby quân tiếp vụ vào hai bên túi hộp của quần để mời quân giải phóng. Bộ đội giải phóng thường diện quần áo cũ, đôi khi cọc cạch về màu sắc, vì quân nhu tiếp tế cho B-2 đâu dễ dàng. Nhưng được cái là nói chuyện có duyên, nhiều kiến thức, nên lính Việt Nam Cộng Hòa thường thích nghe. Có anh lính Việt Nam Cộng Hòa, gia đình ở Nha Trang, đã thật thà kể lại, người nhà anh khi nghe anh nói bộ đội giải phóng cũng giống người miền Nam mình và hiểu biết nhiều, nói chuyện hay lắm, thì không tin vì từng bị tuyên truyền bảy ông giải phóng đu cọng đu đủ không gãy. Chính trị viên tiểu đoàn nghe Tường kể lại câu chuyện đó, liền đích thân viết một lá thư thăm hỏi gia đình người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cuối thư còn có cả chữ ký của ông và dấu đỏ của đơn vị. Một tuần sau đó, anh lính Việt Nam Cộng Hòa đã mang bánh kẹo do gia đình gửi tặng đơn vị, chuyển cho Tường và nói: cả nhà em đã đọc đi đọc lại bức thư đó, ba mẹ em khen quân giải phóng viết thư hay quá, cảm ơn các anh. Sức mạnh của văn hóa là như vậy. Chuyện thuốc lá cũng rất bi hài. Hồi đó quân giải phóng, anh nào nghiện thuốc chủ yếu hút thuốc dê do gửi quản lý đơn vị mua ở cửa khẩu Sa Mát, Thiện Ngôn, cửa khẩu Việt Nam Campuchia, cuốn bằng giấy báo hoặc giấy học trò. Sau 27 tháng 1 năm 1973, trong những lần gặp mặt giữa những người lính ở hai bên chiến tuyến, những anh giải phóng quân nghiện thuốc được lính Việt Nam Cộng Hòa mời thuốc ruby quân tiếp vụ thì sướng lắm, hít hà tận hưởng hương thơm vị ngọt của điếu thuốc, nhưng vẫn không quên sĩ diện là không ca ngợi hàng hóa của tư bản và không xin thuốc để mang về đơn vị hút. Tuy nhiên, có ông sâu nghiện của D4 đã nghĩ ra một mẹo nhỏ là khi được mời thuốc thì chỉ hút 1/3 điếu thuốc là rụi và vứt xuống đất để được mời điếu khác. Sau một buổi gặp mặt của những người lính giữa hai bên chiến tuyến thì số điếu thuốc hút dở được vứt xuống đất đã gần chục điếu. Đêm đến, ông sâu nghiện liền bò lên khu vực giáp danh để nhặt thuốc. Đâu ngờ loa phía Việt Nam Cộng Hòa vang lên: tôi đã thấy giải phóng quân đang tiến về phía chúng tôi rồi đấy. Trời đầu tháng có trăng sáng mờ nên ông rời định bò ra nhặt thuốc bị đối phương phát hiện và bị loa địch cảnh cáo, tẽn tò quay lại đầy nuối tiếc. Vui vậy đấy. Tôi chợt nhớ bức ảnh hai người lính của phóng viên Chu Chí Thành chụp tại Quảng Trị sau lệnh ngừng bắn. Bức ảnh đó mang tính báo chí và được chụp tại Chào Lửa Quảng Trị nên có tính tuyên truyền cao, nhiều bạn đọc biết. Nhưng tôi lại thích những câu chuyện của đồng đội tôi Khổng Minh Tường kể cho tôi nghe hơn. Có lẽ vì tôi là lính B-2. Lệnh ngừng bắn sau Hiệp định Paris chỉ được vài tháng là bị phá vỡ, không còn cảnh những người lính hai bên chiến tuyến mong chờ được gặp nhau, được trao đổi với nhau về tình hình hai miền, được tranh luận, đôi khi nảy lửa về tính chính nghĩa của mỗi bên. Có những lần mang súng dọa nhau, thậm chí bắn bị thương nhau đơn lẻ vì cãi không lại. Cuộc chiến lại tiếp diễn và những cái chết vì súng đạn lại tiếp tục ở cả hai phía. Giọng kể của Khổng Minh Tường không còn vui vẻ như phần kể trên nữa mà bắt đầu trùng xuống, đầy cảm xúc. D4 được điều lên Kiến Đức, Quảng Đức. Những trận nổ súng giữa hai bên chiến tuyến ngày càng nhiều hơn
và ngày càng thảm khốc hơn. Có một lần, một chiến sĩ trinh sát D4 đang trèo lên cây để xác định phương hướng. Dưới hầm ở cạnh gốc cây là anh lính thông tin đang sử dụng máy vô tuyến 2W để liên lạc. Thật không may, có đám biệt kích thuộc Sư 23, biệt động quân của Việt Nam Cộng Hòa ở gần đó phát hiện ra. Tiếng AR-15 vang lên, chiến sĩ trinh sát bị bắn trúng rơi xuống gần hầm. Anh lính thông tin tháo tai nghe và nhô đầu lên khỏi hầm hỏi, ai đó? Một loạt đạn AR-15 tiếp tục vang lên. Người chiến sĩ thông tin cũng gục chết ngay tức khắc. Cả D4 lập tức bao vây ngọn đồi truy diệt bọn biệt kích. 3 tên biệt kích đã bị tiêu diệt. Chiến tranh là vậy. Sau chiến dịch đường 14 Phước Long, mùa khô 1975, 13 tháng 12 năm 1974 đến mùng 6 tháng 1 1975, toàn tỉnh Phước Long được giải phóng. Tuy nhiên, đó là một chiến dịch đã làm hao tổn lực lượng chiến đấu của cả hai bên, và sau chiến dịch vẫn còn những cái chết làm Khổng Minh Tường sau gần 50 năm vẫn chưa hết bàng hoàng. Tàn quân của Việt Nam Cộng Hòa sau chiến dịch Phước Long vẫn lẩn quất trong rừng cao su Phước Long khá nhiều. Tiểu đoàn 4 lúc này đã thuộc Trung đoàn 271, có nhiệm vụ tuần tra, kêu gọi hàng binh và tiêu diệt những đơn vị, những nhóm tàn binh ngoan cố chống trả. Có một lần, sau khi cài một quả mìn định hướng DH-10 trên đường lộ, mìn DH-10 là do quân giải phóng tự chế tạo, hình như chiếc nón và khả năng sát thương cao, thì phát hiện một đơn vị tàn binh của Việt Nam Cộng Hòa đông hơn lực lượng tuần tra của ta đi tới. Vì quần áo của cả hai phía đều nhuộm đỏ màu đất nên khó phát hiện ra là lực lượng của bên nào. Phía tàn quân có tiếng hỏi to, có phải Trung đoàn Bình Phước không? Là Cộng sản đây. Phụ trách đội tuần tra của D4 trả lời thì thấy đám tàn quân lùi lại, nằm xuống, bắn liên tục về phía quân ta. Một chiến sĩ trong đội tuần tra D4 bấm điều khiển quả mìn DH phát nổ, cả đám tàn quân địch bị quét gần như sạch. Khi Tường tiến lên kiểm tra thương vong của địch, anh phát hiện có một tên lính bị mảnh mìn DH-10 thổi bay mảng bụng, ruột lòi ra ngoài nhưng vẫn còn sống. Thấy Tường, anh lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương nặng đó rên rỉ, anh ơi, em đói và khát quá. Tường lấy vắt cơm bên mình bẻ nhỏ bón cho cậu ta và cho cậu ta uống nước. Chắc chạy trốn trong rừng mấy ngày, cộng với bị thương mất máu nên cậu ta đói và khát. Tường quay lại báo cáo với đại đội phó thì được lệnh, chắc nó cũng không sống được nữa đâu, để vậy kiến nó bù lại đốt, chết thì tội lắm, cho nó viên đạn nhân đạo đi. Tường cầm khẩu K-54 quay lại chỗ cậu lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương nặng hồi nãy. Cậu ta nhìn Tường như hàm ơn được cho ăn uống và hình như cũng sẵn sàng đón nhận một cái chết không đau đớn. Mắt cậu ta nhắm lại như chờ đợi ân huệ. Tường đưa nòng khẩu K-54 đã lên đạn vào gần thái dương cậu lính. Nhưng anh không đủ can đảm để bóp cò. Tường mang khẩu súng ngắn trả lại cho đại đội phó. Một chiến sĩ khác xung phong thay Tường làm nhiệm vụ nhân đạo đó, nhưng rồi cũng không đủ dũng cảm để bóp cò. Khẩu súng một lần nữa được trao lại cho đại đội phó. Thôi được, để tôi làm vậy. Đại đội phó cầm súng và đi về phía cậu lính Việt Nam Cộng Hòa đang nằm chờ chết vì vết thương quá nặng. Một lần khác, đang cùng đơn vị đi tuần thì thấy đạn AR-15 từ rừng cao su phía trước bắn lại. Thật may không ai bị thương. Phụ trách đội tuần tra kêu gọi mấy tên tàn binh ra hàng, nhưng đáp lại chỉ là những loạt AR-15 bắn trả về hướng đội tuần tra. Một chiến sĩ trong đội liền giương khẩu B-40 hướng về phía địch nổ súng. Đạn B-40 nổ ầm và tiếng AR-15 im bặt. Khi lên kiểm tra
thì thấy hai xác chết của lính Việt Nam Cộng Hòa. Cách đó khoảng 15 mét là một phụ nữ bụng mang thai khá to đang nằm rên rỉ. Thật may, người phụ nữ không bị thương mà chỉ bị xây xát nhẹ do đất đá văng vào. Sau này khi hỏi cung người phụ nữ, tưởng biết đó là vợ của một trong hai người lính đã bị đạn B-40 tiêu diệt. Sao không nói anh ấy đầu hàng để con sống về với vợ con? Em đã nói mà ổng không chịu nghe. Người phụ nữ trả lời trong nước mắt. Tường dừng câu chuyện tại đây. Tôi và Tường đều lặng người sau khi kể và nghe những câu chuyện liên quan đến những hy vọng hòa hợp và cuộc chiến sau Hiệp định Paris. Những người lính chiến luôn chịu nặng những nỗi buồn do chiến tranh mang lại, cho dù hòa bình đã đến từ lâu. Họ chỉ thoải mái giải tỏa khi ngồi bên đồng đội. Tối hôm đó, trong bữa tiệc tại gia đình Nguyễn Văn Phú, tôi ngồi cạnh Khổng Minh Tường. Tường có vẻ vui hơn sau khi dốc bầu tâm sự với tôi vào buổi sáng. Tường uống nhiều đến nỗi chân đâm đá chân chiêu khi đi bộ về nhà để lấy một chai nước mắm Phan Thiết chính hiệu tặng tôi. Nửa tiếng sau, không thấy Tường quay trở lại, tưởng anh đã say và ngủ ở nhà, thì nghe tiếng xe máy rờ tới. Con rể Tường chở xe máy đưa Tường quay trở lại với chúng tôi. Trên tay Tường là hai chai nước mắm. Tường nói, tôi phải chờ vợ và các con đi chơi về mới vào nhà được. Vợ tôi bảo là biếu phải biếu hai chai, chứ ai biếu một chai. Tôi mang cho ông hai chai vì ở nhà tôi hết thùng nguyên. Nếu ra Hà Nội, khi ăn mà thấy ngon thì ông báo cho tôi, để tôi mua tặng ông cả thùng. Khổng Minh Tường là vậy, dân Hải Phòng là vậy. Tường ơi, với tôi thì một chai nước mắm Phan Thiết do Tường tặng đã quá đủ độ ngon và tình nghĩa rồi. Những câu chuyện Tường kể còn cho tôi nhiều hơn thế. Cảm ơn đồng đội. Tình bạn và những kỷ niệm. Khoảng cuối tháng 9 năm 1971, sau trận lụt lịch sử xảy ra ở miền Bắc, ông bưu tá xã bước thấp bước cao, quần sắn quá gối vì đường làng còn ngập nước để chuyển cho tôi phong thư đựng giấy báo đỗ đại học tổng hợp. Tôi nhận giấy báo đỗ đại học mà không thấy vui lắm, vì trước đó mấy tuần ông trưởng thôn gọi tôi lên khai báo bổ sung lý lịch để trên tỉnh Hà Bắc xét cho đi nước ngoài. Điểm thi đại học 3 môn toán lý hóa của tôi được 22,5 điểm, một điểm số khá cao của một học sinh vùng quê khi đó, nên được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Bắc, tôi không nhớ ngày xưa gọi là gì, gửi tờ khai lý lịch bổ sung về xã lấy thông tin để xem xét, đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo cho tôi đi học ở đại học nước ngoài. Ông trưởng thôn, văn hóa chỉ lớp 3, đã nắn nót ghi vào phần đánh giá của bản lý lịch những lời hay ý đẹp nhất bằng thứ chữ cả cộ của mình. Ông phải mất hơn một giờ mới viết xong những dòng nhận xét trong niềm tự hào của một người lãnh đạo thôn có một người con đầu tiên của thôn được xem xét cho đi đại học ở nước ngoài. Thật lạ, cán bộ làng xã hồi ấy lại luôn mẫn cán như vậy, không có quà biếu, không chờ nhờ vả, không đợi hàm ơn. Lại nhớ những người xưa ấy. Nhận xét chân thật nhất, ưu ái nhất, mất công nhất của ông trưởng thôn và sự mong ngóng được đi đại học ở nước ngoài của tôi trở nên vô ích vì tôi đã nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tôi không được đi học nước ngoài vì một lý do lãng xẹt, không thẩm tra được lý lịch gia đình tôi trong giai đoạn ở nước ngoài. Gia đình tôi từ Thái Lan về nước năm 1960. Tỉnh Bắc Giang chỉ quản lý hồ sơ lý lịch của gia đình tôi từ năm 1960. Tôi biết điều này
vì khi thẩm tra lý lịch để kết nạp đảng cho tôi vào năm 1987-1988, cán bộ đi thẩm tra lên đến tỉnh ủy là phải quay về với thông tin tương tự như vậy. Thật may, anh trưởng phòng của tôi ngày đó, anh LKT, người được giao tiếp tục đi thẩm tra lý lịch để xét kết nạp đảng cho tôi, lại có anh họ làm ở Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tòa nhà cổ màu vàng nằm bên quảng trường Ba Đình. Sau khoảng 2 tiếng bước vào tòa nhà ấy, anh LKT bước ra khỏi tòa nhà với nét mặt hân hoan, tay giơ cao mảnh giấy nhỏ và nói to: "Thật tuyệt vời! Tôi đã được vào đảng nhờ nội dung được ghi trong mảnh giấy ấy. Đại ý, gia đình tôi là gia đình Việt Kiều yêu nước được tổ chức giao nhiệm vụ sang Thái Lan để hỗ trợ phong trào cách mạng. Tôi vẫn giữ mảnh giấy nhỏ với những nhận xét trên của Ban Việt Kiều, Trung ương Đảng, có con dấu hình chữ nhật bên dưới để làm kỷ niệm. Giá như năm 1971 tôi có mảnh giấy ấy thì cuộc đời của tôi đã rẽ sang một ngả khác, an toàn hơn, bình lặng hơn, nhưng sẽ không sống động như những gì tôi đã trải qua. Có lẽ tôi đã may mắn khi không có mảnh giấy ấy từ năm 1971 để tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Muốn có được chân kinh phải trải qua đủ khổ nạn. Bố mẹ tôi coi việc tôi đỗ đại học cũng như tôi đã từng đỗ cấp 3 trường huyện thôi nên không thể hiện cảm xúc nhiều, không có liên hoan, không khoe với hàng xóm. Với suy nghĩ luôn đơn giản, nên bố mẹ tôi không cho việc đỗ đại học của tôi là bước ngoặt lớn của một người trưởng thành. Tôi có lẽ cũng suy nghĩ gần giống với bố mẹ nên chỉ bình thản chuẩn bị nhập trường. Lớp 10 A4 của tôi năm ấy chỉ có 7 học sinh thi đỗ đại học. Tôi có điểm thi cao nhất. Hôm lên trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện để làm thủ tục cắt hộ khẩu chuyển ra trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi gặp sư ông trụ trì chùa Thổ Hà, cũng lên cắt hộ khẩu chuyển đi chùa khác. Sư ông nhìn tôi với ánh mắt đề phòng. Tôi dành vẻ mặt thân thiện, vui vẻ cho sư ông. Tôi và sư ông nhiều duyên nợ lắm. Sư ông về trụ trì chùa Thổ Hà khoảng 8 năm, thì có 4 năm phải đối phó với sự nghịch ngợm của lũ học trò mà tôi là đầu têu. Vỡ lòng và 3 năm đầu cấp 1, lớp tôi được học ngay trong chùa, bên cạnh các tượng Phật. Gần chùa gọi bụt bằng anh. Trong giờ nghỉ, chúng tôi thường chơi trốn tìm trong các ngóc ngách giữa các tượng Phật của chùa. Tôi leo lên ngồi trong lòng các tượng Phật, kiểm tra viên ngọc trong tay ông thiện, trợn mắt theo kiểu ông ác. Chúng tôi chứng kiến sư ông hay tiếp các Phật tử tóc dài trong phòng riêng. Sư ông hồi ấy chưa đến 40 tuổi, sung sức có vẻ hổ mang. Trong các Phật tử tóc dài, liệu có thị màu không thì tôi không biết. Còn nhỏ quá nên chưa nhận biết được. Còn sư ông thì chắc chắn không phải là thị kính. Có hai cửa vào khu ở riêng và tiếp khách của nhà chùa. Tôi thường lấy dây gai buộc một cửa, còn một cửa lấy bàn ghế lớp học xếp chắn ngang để trêu chọc sư ông. Có lần tôi đang xếp ghế chắn một cửa thì ở cửa đã buộc dây, sư ông giật tung dây đuổi bắt tôi. Tôi phải chạy chí chết. Một đêm không trăng, tôi lội qua ao chùa vào khu bếp của chùa bê cả rổ táo nhà chùa mới hái lúc chiều để ngày mai mang bán. Bạn học được tôi chiêu đãi một bữa táo ăn mệt nghỉ. Còn nhà chùa không có táo bán ngày hôm ấy. Sư ông bán tín bán nghi mà đành chịu. Được cái hay là nghịch vậy, hay trêu chọc nhà chùa, vậy mà sư ông chưa bao giờ trình báo thầy cô về sự nghịch ngợm của tôi. Hôm nay chúng tôi cùng cắt hộ khẩu khỏi làng Thổ Hà để mỗi người đi về một hướng, chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Tôi, Hòa, Thắng cùng tuổi, nhưng học lệch lớp nhau. Tôi học lớp 10,
Hòa lớp 9, còn thắng lớp 8. Không phải hai thằng bạn tôi bị đúp, mà vì ở quê hay đi học muộn. Cả ba chơi thân với nhau. Tôi và Hòa có 2 năm trọ học cùng nhà, còn Thắng thì chuyên đạp xe từ Thổ Hà lên huyện học mỗi ngày. Quãng đường khoảng 18 km mỗi lượt, 36 km cho cả đi lẫn về. Thuở đó, chúng tôi đi trọ học không phải trả tiền trọ, luôn được chủ nhà quan tâm, coi như con cháu trong nhà. Tôi và Hòa được ở riêng một gian nhà ngang, nhà tranh, vách đất, giường tre, nhưng luôn cảm thấy ấm cúng. Chúng tôi nấu ăn riêng, nhưng rơm rạ đun bếp được miễn phí. Dân Thổ Hà được ăn gạo sổ, gạo luôn cũ, mốc, nhiều mọt, nên cơm chúng tôi ăn thường nhạt nhẽo. Thi thoảng được chủ nhà mời bát cơm gạo mới thì thôi rồi, chỉ cơm không với tí nước mắm mậu dịch mà thấy tỉnh cả người. Thi thoảng thôi, vì nông dân hồi ấy vẫn còn lam lũ lắm. Tháng 3 ngày 8, chủ nhà vẫn phải ăn cơm độn khoai, độn sắn. Vậy mà luôn muốn san sẻ cho lũ học trò chúng tôi. Do được cấp lương thực theo sổ, nên ngoài gạo thì còn được mua mì sợi thay gạo. Những cuộn mì màu ngà được làm thủ công từ loại bột mì kém chất lượng, lại là loại lương thực ăn ngon nhất đối với chúng tôi. Mì sợi được nấu như cơm, sợi mì khi chín thơm ngọt, có tí mỡ và nước mắm là có thể chén no căng bụng mà vẫn thòm thèm. Trứng tráng hay trứng luộc là món ăn xa xỉ với chúng tôi. Mì sợi nấu với cà chua sền sệt kiểu bánh canh xứ Huế là dễ ăn nhất. Thịt là thứ chúng tôi không dám nghĩ tới. Đến giờ mà tôi không nhớ bữa ăn nào có thịt trong thời gian trọ học thuở cấp 3. Chỉ thứ bảy chủ nhật khi về nhà mới đôi khi được ăn bù. Nghĩ mà thương các bậc bố mẹ ngày ấy. Hôm tôi ra Hà Nội nhập học, cả Hòa và Thắng đã nghỉ học để đưa tôi. Tôi được chị dâu cho mượn cái vali da mang từ Thái Lan về để đựng vài bộ quần áo, một tập giấy, khăn mặt, bàn chải đánh răng, một cái bát và một đôi đũa tre. Cả gia tài lọt thỏm ở đáy vali. Sau này khi ra ký túc xá ở mới biết chỉ có mình tôi có vali, lại là vali da. Các bạn cùng phòng chỉ toàn hòm gỗ hoặc sang lắm là hòm tôn. Quãng đường từ bến đò Thổ Hà ra bến xe Bắc Ninh khoảng 3 km. Chỉ có một xe đạp nên Thắng chở tôi ra bến xe trước rồi quay lại đón Hòa đang đi bộ ra bến xe. Tôi và Hòa lên xe khách Bắc Ninh Hà Nội, Thắng tranh thủ đạp xe đi trước. Hồi ấy xe khách đi chậm lắm nên khi tôi và Hòa xuống xe ở bến Nứa đã thấy Thắng táp xe đạp vào bến. Tôi để vali lên chỗ đèo hàng của xe đạp. Cả ba đứa dắt xe đi bộ ra bến tàu điện ở đầu Quán Thánh. Tôi và Hòa xách vali lên tàu điện, hướng chợ Bưởi bờ hồ. Tàu điện chạy, còn Thắng đạp xe theo tàu điện để khỏi lạc nhau. Đến ga tàu điện bờ hồ, tôi và Hòa xuống tàu. Ba thằng lại tăng bo nhau bằng xe đạp đến cổng trường Đại học Tổng hợp Hà Nội ở 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Cả ba chúng tôi đều bị ngợp bởi vòm cổng lớn với hàng chữ to ở trên cao: Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cứ tưởng tôi được học ở nơi ấy, nhưng không, chúng tôi chỉ được đón tiếp ở ngay ngoài cổng phụ. Sau khi nộp giấy báo nhập học, tôi nhận được giấy tiếp nhận và được chỉ dẫn là phải đến Thượng Đình, khu cao xà lá, vì ký túc xá và giảng đường khoa lý ở nơi ấy. Ba nguyện vọng thi đại học của tôi theo thứ tự ưu tiên là Tổng hợp Toán, Đại học Quân sự, Đại học Y Hà Nội. Nhưng vì điểm thi môn lý của tôi cao nhất trong ba môn nên tôi được xếp vào khoa lý. Ngày ấy ở quê có biết thông tin gì về các trường đại học đâu mà lựa với chọn. Năm 1971,
Tôi là một trong 20 học sinh lớp 10, lớp cuối cấp của tỉnh Hà Bắc, được chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi của miền Bắc. Tôi dự thi ở trường cấp 3 Yên Phong, nơi có các lớp chuyên toán của tỉnh Hà Bắc. Trước khi thi, tôi được về đấy bồi dưỡng kiến thức một tháng. Tuy nhiên, một tháng bồi dưỡng thì làm sao điền đầy lỗ hổng kiến thức toán của một học sinh trường huyện như tôi. Tôi làm bài thi toán không tốt cả trong đợt thi học sinh giỏi lẫn thi đại học. Ba đứa chúng tôi lại phải tăng bo bằng xe đạp ra bờ hồ. Tôi và Hòa lên tàu điện bờ hồ Hà Đông, còn Thắng lại phải đạp xe bám theo tàu điện. Đến Thượng Đình, Hòa và Thắng lại phải chờ tôi làm thủ tục nhận phòng ký túc xá, mất khoảng một tiếng nữa. Phòng ký túc xá của lớp Lý 1 ở tầng 4 nhà A, một phòng rộng khoảng 20 m², có 6 giường 2 tầng để hai bên. Chỉ có giường và những chiếc rát giường cũ kỹ, một vài cái chiếu rách, sàn xi măng nhiều rác và bụi bẩn. Cả ba thằng đói mềm. Tôi lấy xe đạp của Thắng phi ra ngã tư Sở, mua về mấy cái bánh mì. Ba đứa ăn bánh mì không và uống nước lọc no rồi sắp xếp chỗ ngủ. Sau khi đã bê xe đạp của Thắng cho vào phòng, tôi trải chiếc chiếu cá nhân mang theo lên tầng dưới của một chiếc giường tầng. Tôi và Hòa nằm cháo đầu đuôi trên chiếc chiếu đó. Thắng thì lựa một chiếc chiếu rách của học sinh lớp trước để lại trong phòng, trải lên một cái rát giường kế bên. Cả ba hy vọng có một giấc ngủ ngon sau cuộc hành quân nhập học vất vả. Tuy nhiên, bọn dẹp đói trong các rát giường đâu có để yên cho ba cậu trai tuổi 17. Cứ chập chờn sột soạt cả đêm vì lũ dẹp. Sáng hôm sau, cả ba thằng cùng chỉ cho nhau xem nốt dẹp cắn khắp chân tay mình mẩy. Những con dẹp chết đầy máu còn dính trên da thịt. Sau bữa sáng bằng bánh mì không nhân, chúng tôi chia tay nhau. Hai thằng bạn của tôi đạp xe với hành trình 40 km trở về Thổ Hà để rồi sợ dẹp quá mà không tiếp tục giấc mơ đại học. Còn tôi phải tiếp tục làm quen với dẹp của ký túc xá Thượng Đình, làm quen với nửa cái bánh mì không nhân mỗi sáng, làm quen với những bữa cơm bo bo chỉ có canh rau muống, luôn không đủ no để học, để thi, để đi sơ tán, để nhập ngũ, để vào Nam chiến đấu. Khi đất nước thống nhất, lại tiếp tục học hành, thi cử để có được một tấm bằng tốt nghiệp đại học, để có một công việc ở một viện nghiên cứu. Và rồi, giờ đây ngồi nhớ lại, thấy những kỷ niệm cũ, sao mà thân thương đến vậy, tình bạn sao mà tuyệt vời đến vậy. Luôn hết lòng, không vụ lợi, không tị nạnh, không ta thán. Tình yêu, tình vợ chồng, tình anh em, tình đồng nghiệp thường bị chi phối bởi hoàn cảnh. Nhưng tình bạn thì luôn không thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có ai đó đã nói với tôi như vậy. Đi tìm đồng đội và trò đùa của số phận. Lứa lính sinh viên chúng tôi nhập ngũ tháng 9 năm 1972. Sau 3 tháng huấn luyện ở Mai Sưu, Lục Nam, Hà Bắc, nay là Bắc Giang, hành quân bộ xuyên rừng Trường Sơn vào bổ sung cho chiến trường B2, miền Đông Nam Bộ. Thật may, trong 3 tháng huấn luyện, hơn 200 lính sinh viên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, một số kỹ sư nông nghiệp, cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân đều được ở cùng một tiểu đoàn. Tiểu đoàn 495, trung đoàn 568. Lính sinh viên khoa vật lý chúng tôi còn được ở chung một trung đội B4C2D495. Tiểu đoàn 495 chỉ đổi phiên hiệu thành đoàn 2004 khi hành quân vào chiến trường, chứ tổ chức và quân số các đơn vị trong tiểu đoàn không bị xáo trộn nhiều. Những tiểu đội trưởng khung huấn luyện được giữ lại ngoài Bắc thì các cấp phó được đôn lên thành cấp trưởng, nên sự gắn kết tình nghĩa
càng tăng. Sau 3 tháng huấn luyện là 8 tháng hành quân xẻ dọc Trường Sơn, và sau đó phần lớn được bổ sung về Trung đoàn 271 chiến đấu ở mặt trận Quảng Đức, Phước Long, Long An cho đến 30 tháng 4 năm 1975. Gần 3 năm được nếm trải gian khổ cùng nhau đối mặt với súng đạn, hy sinh là thời gian đủ để thấu hiểu nhau về nghĩa tình đồng đội. Sau 30 tháng 4 năm 1975, phần lớn những người lính sinh viên được trở về trường học tiếp. Học xong lại tiếp tục bươn trải với cuộc sống rất khó khăn của miền Bắc giai đoạn 1980-1990. Phải sau năm 1990, lứa sinh viên năm ấy 1972 mới dần ổn định được cuộc sống. Một số đã bắt đầu khấm khá cả về kinh tế lẫn vị trí công tác và bắt đầu nhớ về đồng đội của mình. Hội cựu chiến binh Trung đoàn 271 đã được thành lập. Hội này không thuộc biên chế của Hội cựu chiến binh Việt Nam. Các hội viên không có thẻ hội viên và cũng chẳng cần thẻ hội viên. Hội cựu chiến binh Trung đoàn 271 Hà Nội được thành lập đầu tiên với đa số các hội viên là lính sinh viên năm xưa, nay đã là tiến sĩ, cử nhân, kỹ sư, với tôn chỉ chúng ta mãi mãi là đồng đội. Hội cựu chiến binh Trung đoàn 271 kết nối với tỉnh đội Long An, tỉnh đội Đắk Nông trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ và hỗ trợ về kinh tế cho những đồng đội, những người dân nơi đơn vị từng đóng quân có hoàn cảnh khó khăn, từ ngôi nhà đến con trâu. Các hội viên còn thay nhau đến thăm, tặng quà cho các thân nhân liệt sĩ của Trung đoàn 271 vào ngày 27 tháng 7 hàng năm. Đi tìm đồng đội là mối quan tâm của các cựu chiến binh sinh viên chúng tôi. Nó khác với đi tìm hài cốt liệt sĩ, luôn được sự hỗ trợ của nhà nước, của quân đội, của Hội cựu chiến binh Việt Nam, của xã hội. Đi tìm đồng đội là tìm kiếm thông tin của những đồng đội của mình đã trở về sau chiến tranh, nhưng ít xuất hiện hoặc không thấy xuất hiện trong những lần tổ chức gặp mặt Hội cựu chiến binh Trung đoàn 271. Những cựu chiến binh mất tích ấy thường đang gặp khó khăn về cuộc sống vì bệnh tật, nhưng lại rất tự trọng, không muốn làm phiền đến đồng đội của mình. Nhiều khi tìm kiếm thông tin về những cựu chiến binh mất tích ấy với chúng tôi còn khó hơn mò kim đáy biển. Cựu chiến binh Vũ An Ninh, đồng đội của tôi, có lẽ là một tấm gương đáng nể trong việc đi tìm đồng đội. Anh luôn kiên trì và có niềm tin trong việc tìm kiếm đồng đội của mình, mặc dù công việc đó tiêu tốn khá nhiều thời gian, công sức của anh. Vũ An Ninh từng làm tổng biên tập tạp chí Thị trường Chứng khoán, từng làm giám đốc trung tâm báo chí của Văn phòng Chính phủ. Nhưng ngay cả thời kỳ đương chức, anh luôn để tâm đến việc tìm kiếm thông tin đồng đội và coi đó là bổn phận. Nhờ quảng giao, nhiệt tình nên anh đã tạo nên những kỳ tích khó tưởng tượng. 32 năm tìm kiếm. Anh Đinh Kim Phong khi nhập ngũ 23 tháng 9 năm 72 đã là kỹ sư nông nghiệp. Anh hơn lứa sinh viên chúng tôi khoảng 7 tuổi. Anh Phong có bố là cán bộ miền Nam tập kết quê Quảng Ngãi, đang làm việc ở Văn phòng Chính phủ. Đơn vị chúng tôi khi đó có 4 kỹ sư nông nghiệp. Hai anh là kỹ sư cơ khí nông nghiệp, được giữ lại miền Bắc ngay sau đợt huấn luyện. Anh Phong và anh Vĩnh. Anh Vĩnh đã hy sinh ở Quảng Đức, là kỹ sư cây công nghiệp, cùng hành quân vào B-2 với chúng tôi. Anh Phong nói giọng miền Nam, đẹp trai, đàn hay, hát giỏi. Những ngày huấn luyện của chúng tôi đỡ tẻ nhạt là nhờ tiếng đàn và những bài hát nhạc xanh qua giọng hát của anh. Mỗi buổi chiều sau một ngày huấn luyện,
hoặc trong những ngày nghỉ, đám lính sinh viên khoa lý chúng tôi thường tụ tập bên anh trên bờ cỏ của thửa ruộng trồng rong giềng để nghe anh hát. Bài Chiều Moscow, Đôi Bờ, Tuổi Trẻ Sôi Nổi, Sông Danube Xanh, Trở Về Sorrento. Khi nhập ngũ, anh Phong đã có vợ người Hà Nội và sắp có con đầu lòng. Con trai anh sinh đúng đợt B-52 ném bom Hà Nội. Trước khi chúng tôi đi B khoảng 10 ngày, nhưng phải đến năm 1975, anh mới được gặp con trai lần đầu. Chị Nga, vợ anh Phong, cũng là kỹ sư cây công nghiệp cùng lớp với anh, là con gái phố Bảo Khánh. Chị Nga có nét đẹp sang trọng của con gái Hà Nội. Chị đã ôm cả cái bụng mang thai vượt mặt lên thăm anh Phong và chúng tôi tại Mai Sưu. Chúng tôi quý chị như chị gái, dù chỉ gặp chị một lần. Anh Đinh Kim Phong được cử làm tiểu đội phó của tiểu đội tôi trước khi hành quân đi B. Chắc nhờ mẹ vợ làm ở cục chuyên gia mà anh dắt lưng được 25 mảnh sâm Triều Tiên sấy khô. Sâm Triều Tiên hồi ấy quý như vàng. Anh đã san sẻ những mảnh sâm quý của mình khi thấy Vũ An Ninh lê bước không nổi vì sốt rét. Anh Phong là trường hợp hiếm khi là con cán bộ miền Nam tập kết, là kỹ sư, bố lại làm ở văn phòng chính phủ mà vẫn hành quân bộ vào tận B-2 với chúng tôi. Ngay khi đơn vị chúng tôi tập kết ở Cà Tum, Tây Ninh, sau 8 tháng hành quân từ miền Bắc, kể cả thời gian nghỉ ở các trạm, anh Phong được điều chuyển đi đơn vị khác, còn chúng tôi được bổ sung về Trung đoàn 271 đang chiến đấu ở Quảng Đức, Đắk Nông. Chúng tôi mất thông tin về anh Phong từ đó. Vũ An Ninh, sau khi trở ra Bắc học tiếp ở Đại học Tổng hợp Hà Nội, đã luôn kết nối tìm kiếm thông tin của đồng đội, trong đó có anh Đinh Kim Phong. Nhiều đồng đội đã được kết nối nhờ nỗ lực của Vũ An Ninh. Tuy nhiên, không có một thông tin nào về anh Phong. Sau khi ra trường, được cử làm tổng biên tập của một tờ báo, rồi làm giám đốc trung tâm thông tin của văn phòng chính phủ, được đi nhiều nơi, giao lưu với nhiều người, Vũ An Ninh tiếp tục tìm kiếm thông tin của anh Phong. Vũ An Ninh đã gặp cả Hội đồng Hương Quảng Ngãi ở thành phố Hồ Chí Minh và hy vọng, nhưng mọi người đều lắc đầu. Cho đến năm 2005, tức là sau khoảng 32 năm chia tay anh Phong ở Cà Tum, trong đám giỗ của một đồng nghiệp làm báo, Vũ An Ninh ngồi cùng mâm với một vụ trưởng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nghe ông vụ trưởng giới thiệu là quê ở Quảng Ngãi, Vũ An Ninh liền hỏi cầu may. Anh có biết ai là Đinh Kim Phong, kỹ sư nông nghiệp, đi lính năm 1972 không? Thì nhận được câu trả lời. Thằng Phong vừa nói chuyện điện thoại với tớ xong. Cậu có cần nói chuyện với Phong để tớ gọi hay lấy số điện thoại của nó để tớ cho? Đúng là may mắn trời cho. Vũ An Ninh vội xin số điện thoại của Đinh Kim Phong và ra sân gọi ngay để xác nhận, và cũng vì sợ anh ấy thay đổi số điện thoại. Điện thoại đầu dây bên kia đổ chuông, nhưng cứ chập chờn mãi mới nghe được tiếng trả lời. Alo, ai gọi tôi đấy ạ? Anh Đinh Kim Phong phải không? Em Ninh đây, Ninh tiểu đội 10 B4 với anh đây. Ôi trời ơi, thằng cún con, anh Phong đây, sao mày có số điện thoại của tao? Chúng tôi ở đơn vị hay gọi Vũ An Ninh bằng Ninh cún vì hắn nhỏ con, cũng là để phân biệt với một Ninh béo cùng tiểu đội. Em Ninh cún đây, 32 năm mới tìm ra anh. Bây giờ anh không được đổi số điện thoại này nhé, để em còn liên lạc lại. Giờ em đang bận công chuyện nên không nói nhiều được. Anh đang ở trang trại trên đồng xoài, chắc chắn anh sẽ giữ số điện thoại này để chờ em gọi. Gặp được em là anh mừng lắm đấy. Anh Phong trả lời điện thoại của Vũ An Ninh trong xúc động hiếm thấy của một người đàn ông Quảng Ngãi từng trải.
Sau này khi gặp nhau, anh Phong mới nói là để nghe rõ được cuộc điện thoại của Ninh con, anh ấy phải trèo lên mái nhà vì ở trang trại tại Bình Phước hồi ấy, sóng điện thoại rất yếu. Năm 2006, anh Phong ra thăm Hà Nội. Cựu chiến binh của tiểu đội 10, đoàn 2004 đã có cuộc gặp gỡ ấm cúng tại nhà bố mẹ tôi ở Thổ Hà, Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang. Sau đó, anh Phong đến thăm nhà tôi ở Thụy Khuê, Hà Nội. Anh Phong tâm sự, mấy đứa em đã giúp anh quay trở lại với cuộc sống bình thường. Sau gần 7 năm, anh gần như cách ly với xã hội vì thấy xã hội không hiểu mình. Anh đã ra phố Lãn Ông mua 7-8 vị thuốc đông y về và mất cả buổi để sao tán và ngâm rượu xoa bóp vết thương cho tôi. Khi đó, tôi mới bị tai nạn xe máy làm bong dây chằng khớp gối. Thuốc xoa bóp của anh làm rất hiệu nghiệm đối với những vết bầm dập do va chạm, y hệt mật gấu ngâm rượu. Năm 2014, tôi và Vũ An Ninh cùng hai đồng đội nữa đã đến thăm trang trại cao su của anh Phong tại Đồng Xoài, Bình Phước. Anh đã nhờ người làm thịt một con lợn rừng để tiếp bọn tôi. Một đêm ngủ giữa rừng cao su như đưa chúng tôi trở lại với rừng xưa, với chiến trường. Kèm theo nỗi buồn vì cuộc sống có vẻ cô đơn, buồn tẻ của tiểu đội phó Đinh Kim Phong, chúng tôi được biết vợ chồng anh đã có thêm một đứa con gái vào năm 1978. Tuy nhiên, anh chị đã ly dị từ năm 1991 vì trò đùa của số phận. Trò đùa của số phận. Tôi đã muốn viết câu chuyện của cựu chiến binh Đinh Kim Phong từ lâu, nhưng vì chưa xin phép anh cũng như còn thiếu nhiều thông tin về cuộc đời anh trong giai đoạn đầy biến động 1980-1997 nên tôi chưa thể bắt đầu. Gần đây bỗng thấy anh có lời bình trong một câu chuyện về đồng đội tôi đăng trên mạng. Tôi đề nghị được viết câu chuyện về anh thì được anh đồng ý. Tôi đã có hai buổi nói chuyện với anh qua điện thoại để tôi có thể gõ phím. Tôi hẹn với anh khi nào gặp nhau thì có thể tâm sự nhiều hơn và rất có thể sẽ có nhiều bài viết khác về cuộc đời cũng như sự đời liên quan đến anh. Chia tay với chúng tôi ở Cà Tum cuối năm 1973, anh Phong được về đơn vị hậu cần của Trung ương Cục Miền Nam, Sư đoàn 600. Anh được giao nhiệm vụ cung ứng tài chính cho các đơn vị. Phương tiện đi lại của anh năm 1974 là xe Honda 90. Số tiền lớn nhất mà anh từng chuyên chở giao nhận là 2 triệu ria tiền Campuchia, tương đương với 20 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa hồi đó. Một cây vàng lúc ấy giá khoảng 43.000 đồng Việt Nam Cộng Hòa và 20 triệu đồng Việt Nam Cộng Hòa. Số tiền vận chuyển và giao nhận do anh đảm nhận hồi ấy là rất lớn. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh làm thất thoát một đồng. Sau 30 tháng 4 năm 1975, anh Phong chuyển công tác cho vợ về thành phố Hồ Chí Minh và chị Nga được vào làm tại công ty xuất nhập khẩu rau quả thành phố. Anh Phong được chuyển về Cục Kinh tế của Quân khu 7. Chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra cũng là lúc anh thường xuyên xa nhà để phục vụ cho các đơn vị tuyến trước. Cuộc sống của viên chức giai đoạn 1976-1986 ở thành phố Hồ Chí Minh rất khó khăn. Thu nhập của chị Nga thời đó gấp rưỡi lương trung úy của anh Phong. Tuy nhiên, để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình 4 nhân khẩu thì phải tằn tiện. Chị Nga thường đi làm sớm, đến tối mới về. Nhiệm vụ đưa đón con đi học và nấu ăn trưa cho mấy bố con là anh Phong phải đảm nhận khi anh Phong không phải đi công tác. Chính vì vậy, chị Nga luôn phản đối khi anh Phong phải đi công tác xa nhà. Đã có những cuộc tranh luận, đã có những bất hòa
đã có những rạn nứt bởi những khó khăn của cuộc sống thường nhật. Anh Phong đã phải nghĩ đến khả năng xin giải ngũ để về bên vợ con. Nhưng anh thuộc diện không được giải ngũ, nên bài toán đó trở nên bế tắc. Môi trường công tác và nhịp sống đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh đã làm chị Nga thay đổi cách nhìn đối với chồng mình. Anh không còn là thần tượng một thời trong mắt chị nữa. Sự đổ vỡ niềm tin, lòng tự trọng đã buộc anh phải viết đơn ly dị. Nhưng phải 3 năm sau, khi anh được phép giải ngũ, lúc đó anh là đại úy, còn chị Nga là trưởng phòng kế hoạch của công ty xuất nhập khẩu rau quả thành phố. Hai người mới chính thức chia tay. Anh Phong sau khi giải ngũ năm 1991, được một người quen giới thiệu, anh về làm nhân viên phòng kế hoạch của Vina Cà Phê miền Nam. Một sĩ quan quân đội với 20 năm làm việc theo nếp quân đội thời chiến, nay phải va với những lươn lẹo của những công ty nửa nhà nước trong nền kinh tế đang thị trường hóa thì khó mà thích nghi. Đúng hơn là không thể thích nghi. Sau 2 năm làm việc cho Vina Cà Phê, anh Phong xin thôi việc và lập một xưởng may tư nhân may hàng xuất khẩu không hạn ngạch đi Nga. Hồi ấy đang có phong trào đi Nga kinh doanh. Anh Phong đã dấn mình vào thử thách ở xứ người để tìm một cơ hội lập nghiệp. Lúc đó anh đã 46 tuổi, năm 1993, và rồi cũng không thành công. 2 năm sau, 1995, anh trở về thành phố Hồ Chí Minh với vốn liếng không nhiều. Mới về nước, chưa tìm được việc làm, thì anh gặp một người đồng đội cũ, vốn là cấp dưới của anh, nhưng nay đã là giám đốc công ty dệt may 7, quân khu 7. Ông giám đốc biết anh có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc, nên mời anh về làm phó giám đốc công ty. Anh nhận lời về làm ở công ty, nhưng chỉ là trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu. Làm được 2 năm ở công ty dệt may, anh thấy mình không còn phù hợp với guồng quay của công ty, nên một lần nữa anh lại xin thôi việc. Năm 1997, anh Phong dồn vốn liếng mua một trang trại ở Đồng Xoài, Bình Phước để trồng nhãn. Sau khi nhãn bị thoái trào là trồng cao su thay thế. Vốn là kỹ sư cây công nghiệp nên canh tác cây trồng là sở trường của anh. Anh có nhà ở thành phố nhưng lại thích sống ở trang trại tại Đồng Xoài hơn. Cuộc sống ở trang trại như giúp anh xoa dịu được nỗi đau về tình cảm, tránh được sự chướng tai gai mắt của việc làm ăn chụp giật bất chấp luật pháp. Thật ra anh đang trốn chạy cái xã hội mà anh nghĩ nó không chịu hiểu anh, chẳng ai trong xã hội đó hiểu anh. Anh đâu ngờ rằng ở ngoài Bắc, các đồng đội của anh vẫn mải miết đi tìm anh suốt 32 năm qua vì linh cảm sự mất tích của anh ẩn chứa một điều gì đó không bình thường. Cuối cùng thì Vũ An Ninh đã tìm ra anh. Tiểu đội 10 đã tìm được tiểu đội phó của mình. Anh Đinh Kim Phong đã vui trở lại vì còn rất nhiều người hiểu anh. Cho dù xã hội chưa thật hiểu anh đã có thể dốc bầu tâm sự với đồng đội của mình. Để rồi giờ đây đồng đội của anh vừa ngồi gõ bàn phím, vừa trào nước mắt vì thương anh và thương cho cả chị Nga, hai nạn nhân của trò đùa của số phận. Anh Phong đã dần trở lại với nhịp sống bình thường. Có vốn liếng đông y học được, anh đã chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân và không ít người trong số đó đã được chữa khỏi. Chị Nga vẫn đơn thân cho đến nay. Chị ở với gia đình con gái, con của chị với anh Phong, trong một căn nhà đẹp hơn xưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Ký ức chiến tranh. Cuối năm 1973, sau khoảng 8 tháng hành quân bộ dọc Trường Sơn, qua Lào, Campuchia, đoàn 2004 của chúng tôi có khoảng 200 lính sinh viên
trở về Việt Nam và đóng quân tại Cà Tum, Tây Ninh. Đại đội tôi đóng quân trong rừng le gần sân bay dã chiến Cà Tum. Chưa kịp đào hầm trú ẩn thì đơn vị đã bị máy bay địch ném bom. Một quả bom đã rơi vào trung đội 1 đang nấp sau ụ mối, nhưng lại nấp đúng hướng bom rơi. 11 người hy sinh, 11 người bị thương. Vì bị bom nên có liệt sĩ chỉ gom được ít xương thịt vào túi ni lông để chôn. Rất có thể còn lẫn xương thịt của người khác. Huyệt mộ chỉ đào khoảng 50 cm là ngập nước. Các liệt sĩ đều được bó trong tấm tăng thường dùng để che mưa trên võng và được dìm xuống nước để lấp đất chôn. Trận bom đã tác động mạnh đến những người lính trẻ tuổi 20. Trung đội 4 của tôi vì nằm xa chỗ bom rơi nên an toàn. Anh em từ khu vực bị bom chuyển đến ở cùng chúng tôi. Đêm xuống, không đèn đóm, cả không gian trùng xuống. Cả đám lính sinh viên bị sốc vì sự nghiệt ngã của chiến tranh. Để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ và để khỏi trằn trọc cho những giấc ngủ. Thật may, trong lán chúng tôi có anh Bùi Khởi Đàm, lính B3 chuyển đến ngủ nhờ. Anh Đàm vốn là sinh viên năm 3 khoa toán Đại học Tổng hợp Hà Nội, đọc rất nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn của văn học Xô Viết thời ấy. Với trí nhớ đáng nể và lối kể chuyện cuốn hút, anh Đàm đã đưa chúng tôi ra khỏi rừng le vương mùi xác chết để bước vào không gian lãng mạn của văn học Xô Viết trước khi chìm vào giấc ngủ ít mộng mị. Tôi nhớ mãi hai câu chuyện anh kể hồi đó là cây phong non trùm khăn đỏ của Amatov và Dubrovsky của Pushkin, và nhớ mãi cho đến bây giờ. Mãi sau này tôi mới được đọc trực tiếp truyện ngắn và tiểu thuyết nói trên. Nhưng trước đó, nội dung hai câu chuyện đó đã thấm đẫm trong tôi, đã tác động đến nhân cách của tôi, và tôi đã mang cảm xúc đó đến cho nhiều người bằng cách kể lại hai câu chuyện đó theo trí nhớ của mình. Đa phần những người nghe tôi kể chuyện đều xúc động và khen hai câu chuyện đó đều hay. Mới gần đây tôi mới biết anh Bùi Khởi Đàm là cháu họ gần của cụ Bùi Bằng Đoàn. Anh Đàm là phó giáo sư toán. Trước đây, anh đã từng đoạt giải nhì về thi học sinh giỏi toán lớp 10 miền Bắc. Anh từng làm việc ở Viện Toán và sau đó về dạy ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn gặp nhau trong những sự kiện của cựu chiến binh Trung đoàn 271. Anh vẫn thẳng tính, bốp chát và tình nghĩa. Nhắc lại chuyện này cũng là để cảm ơn anh Bùi Khởi Đàm về hai câu chuyện rất hữu ích anh đã mang đến cho tôi và các đồng đội của tôi. Sau hơn 2 tháng huấn luyện, tôi cùng đồng đội được nghỉ phép về thăm gia đình trước khi hành quân vào miền Nam chiến đấu. Hết phép, mẹ tôi tiễn tôi ra Bến Đỏ, làng tôi ở cạnh sông Cầu, làng Thổ Hà. Chỉ có mẹ tôi tiễn vì bố tôi vẫn phải đi làm. Em tôi đi học. Và các anh tôi, người thì công tác, người thì bộ đội xa nhà. Dưới tán bằng già cạnh bến sông, trong khi đợi đò sang, mẹ khẽ nhắc tôi: "Đừng bỏ về con nhé." Bỏ về tức là đào ngũ thời đó. Mẹ tuyệt nhiên không khóc và cứ lặng nhìn con đò đưa tôi ra xa. Mẹ tôi không biết chữ, không là đảng viên, không tham gia tổ chức đoàn thể nào. Vậy mà lòng tự trọng, trách nhiệm của người mẹ đối với đất nước thật đáng nể phục. Cuộc chia tay chính thức của chúng tôi với miền Bắc để vào Nam chiến đấu diễn ra ở ga Thường Tín, Hà Nội. Thường Tín và sân ga Thường Tín, nơi mà những con tàu đi về hướng Nam. Thực ra tàu chỉ chạy đến Ninh Bình để chở bộ đội vào Nam chiến đấu, là nơi vĩnh biệt miền Bắc, vĩnh biệt người thân của nhiều sinh viên, chiến sĩ. Đến lúc đó
tôi mới cảm nhận được sự chia tay thiêng liêng của người lính với người thân trước khi ra trận, không hẹn ngày về. Chỉ có những người lính quê ở Hà Nội mới may ra có người thân đưa tiễn. Còn bọn tôi, những người lính không phải người Hà Nội thì không có người thân đưa tiễn. Vì lúc đó thông tin và đi lại thật khó khăn. Nhưng thật may cho tôi là không có mẹ ở đó để mẹ phải đau lòng như những người mẹ khác khi cảm nhận có thể xa con mãi mãi. Hình ảnh hai người mẹ của cuộc chia tay ấy mãi đọng trong tôi. Người mẹ thứ nhất là mẹ của Phú, bạn tôi. Tôi và Phú ngồi trên tàu cạnh cửa sổ. Dưới sân ga là mẹ Phú với ánh mắt đau đớn nhìn con. Bên cạnh là chị gái Phú bụng chửa vượt mặt và anh trai Phú. Người mẹ thứ hai là mẹ của anh Bùi Khởi Đàm, sinh viên khoa toán. Bà cứ vật vã dưới sân ga, chạy theo đoàn tàu và gào lên. Đàm ơi, mày đi thật đấy hả Đàm? Ánh mắt của mẹ Phú và tiếng gào của mẹ anh Đàm cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Thật may, cả Phú và anh Đàm đều trở về sau chiến tranh. Trên sân ga Thường Tín, trước giờ khởi hành, tôi nhớ cảnh một đôi trai gái chia tay nhau giống hệt trên phim. Nàng mặc áo màu đỏ, còn chàng quân phục xanh mới tinh. Cả hai người cứ ôm hôn nhau nhảy lên bậc tàu rồi lại nhảy xuống sân ga như thể không rời nhau cho đến khi tàu chạy. Tôi cũng như đa phần lính sinh viên năm 1, năm 2, hồi đấy chưa biết yêu là gì nên ngưỡng mộ đôi ấy lắm và gọi đó là cuộc chia ly màu đỏ. Bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ giai đoạn đó đang nằm lòng của giới trẻ. Tuy nhiên, cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ là cuộc chia ly của người lính với vợ tại công viên. Còn đây là của người lính với người yêu trên sân ga trước giờ ra trận. Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ. Vậy mà, đến tháng 12 năm 1975, trên đường ra Bắc để học tiếp, tôi có gặp anh bộ đội ấy, vốn là sinh viên Bách Khoa Hà Nội, ở sân bay dã chiến Phan Rang, cũng trên đường ra Bắc, thì anh thông tin nàng đã lấy chồng rồi. Tình yêu không lý tưởng như tôi nghĩ. Đồng đội tôi, Vũ Đức Thành, cũng là người Hà Nội, nhưng lại không có may mắn được gặp người thân ở sân ga Thường Tín như Phú và anh Đàm. Thành tư bản, vì trắng trẻo, đẹp trai, phong thái đĩnh đạc, học trên tôi một năm, K15 khoa vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thành học giỏi và rất ham học. Dọc đường hành quân trên Trường Sơn, cứ đến ngày nghỉ là anh lại mang quyển sách tiếng Anh của tác giả Vũ Tá Lâm ra đọc. Hồi ấy không nhiều người học tiếng Anh, chủ yếu là tiếng Nga. Sau 6 tháng hành quân, cũng là lúc Vũ Đức Thành hoàn thành khóa tự học của mình. Thành hy sinh trước ngày 30 tháng 4, 1975. Trước ngày thống nhất đất nước 16 ngày, anh lĩnh chọn một quả pháo lạc của địch trong lúc đào hầm. Thật nghiệt ngã. Thành là con một, nên mẹ anh đã bị một cú sốc lớn khi nghe tin anh hy sinh. Chúng tôi thường đến thăm bà mỗi năm vào ngày 27 tháng 7, nhưng không lần nào được bà tiếp. Bà luôn khóc khi thấy chúng tôi. Chắc bà nhớ Thành lắm. Còn chúng tôi thì thấy mình có lỗi là đã trở về mà không mang Thành về cho bà. Mẹ của Thành cứ khóc như vậy suốt mấy chục năm, cho đến khi bà trở về bên đứa con của mình ở thế giới bên kia. Mộ của Thành còn bị thất lạc do quá trình quy tập mộ liệt sĩ sau chiến tranh, đến nay vẫn chưa tìm được. Trong nghĩa trang tỉnh Tiền Giang, chỉ thấy tên liệt sĩ Vũ Đức Thành được khắc trên bia tưởng niệm chung,
chứ không có mộ trí của Thành trong khu mộ trí. Thật đau lòng. Liệt sĩ Vũ Đức Thành mãi vẫn nằm ở chiến trường xưa, không thể trở về Hà Nội. Nguyễn Đức Thắng, Thắng Đen, vì da ngăm đen, cũng là người Hà Nội. Bố mẹ của anh nguyên là bộ đội, làm việc tại Viện 108. Thắng Đen cùng lớp với Thành K-15 vật lý. Thắng Đen hy sinh trước Thành khoảng một năm trên núi rừng tỉnh Quảng Đức, nay là tỉnh Đắk Nông. Thắng Đen là lính trinh sát và anh đã hy sinh vì mìn Claymore khi đang đi trinh sát. Đơn vị đã tổ chức lấy xác anh nhiều lần nhưng không được vì địch cài tiếp mìn và phục kích. Thân xác anh đã hóa mùn để bón cho rừng già Đắk Nông, không thể quy tập để chôn. Chúng tôi phải nói dối bố mẹ của Thắng Đen là anh đã được quy tập vào nghĩa trang Đắk Nông và luôn được hương khói. Tuy nhiên, linh cảm của người mẹ hình như mách bảo mẹ của Thắng Đen. Mấy chục năm sau, khi chồng bà đã mất, bà đề nghị chúng tôi đưa bà vào thăm mộ con trai bà. Không thể giấu mãi sự thật, chúng tôi đã nói cho bà là con trai bà hy sinh nhưng mất xác vì lý do nói trên. Thật may, mẹ của Thắng Đen từng là bộ đội nên khá can trường. Bà chấp nhận sự thật và muốn đối diện với nó. Chúng tôi đã đưa bà vào Quảng Đức. Bà nức nở nằm ôm lấy mảnh đất đồi và hướng về khu rừng mà con mình đang nằm trong đó. Còn gì đau đớn hơn? Sau 3 năm xa cách, tháng 12 năm 1975, tôi được trở về nhà lành lặn sau chiến tranh. Người đầu tiên tôi gặp ở nhà cũng chính là mẹ tôi. Mẹ tôi đang ngồi nắm than trong bếp, thì tôi chạy vào gọi, "Mẹ!" Mẹ tôi lặng nhìn tôi, rồi ôm tôi và khóc nức nở. Đến lúc đó tôi mới hiểu, thế nào là nước mắt dành cho ngày gặp mặt. 3 năm, tôi không có tin tức gửi về nhà. Chiến tranh chấm dứt, mà mãi tôi cũng chưa thấy về nhà. Nên mọi người trong gia đình nghĩ tôi đã hy sinh. Sau này tôi mới hiểu nỗi nhớ thương của các bà mẹ đối với những đứa con đứt ruột của mình. Mẹ không khóc khi tiễn tôi lên đường là để tôi khỏi mềm lòng, chứ thực ra là nước mắt chảy vào trong suốt 3 năm trời. Mẹ tôi mất khi 96 tuổi, không một ngày đi viện, ra đi rất nhẹ nhàng như để không làm phiền con cái. Nếu như không có nước mắt chảy vào trong vì tôi suốt 3 năm trời, chắc mẹ tôi sẽ thọ trên 100 tuổi. Diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ, 23 tháng 9 1972, 23 tháng 9 2022, được đọc trước tượng đài các cựu chiến binh sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vũ An Ninh. Cách nay hơn nửa thế kỷ, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc bước vào giai đoạn vô cùng khốc liệt, lớp lớp các thế hệ sinh viên các trường đại học trên cả nước đã nối tiếp nhau lên đường bảo vệ Tổ quốc. Rất nhiều người trong số đó đã ngã xuống, trở thành các anh hùng, liệt sĩ, nằm lại trên khắp các chiến trường. Ngày 23 tháng 9 năm 1972, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc, đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của non sông đất nước, 85 chàng trai trẻ, cả thầy và trò, sinh viên của trường Đại học Tổng hợp đã xếp bút nghiêng, gác lại bao ước mơ, rời bỏ mái trường thân yêu, lên đường nhập ngũ. Hôm nay, sau đúng 50 năm, ngày 23 tháng 9 năm 2022, những chàng trai trẻ ấy đang tập hợp tại đây bên tượng đài kỷ niệm sinh viên Đại học Tổng hợp lên đường đánh Mỹ để kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ. Trong số 85 chàng trai trẻ đồng đội ngày ấy, 15 đồng đội
mãi mãi nằm lại giữa lòng Tây Nguyên đại ngàn, nằm lại trong những vùng đất một thời đạn bom ác liệt. Hòa bình rồi, có những đồng đội may mắn được đón về với quê hương đất mẹ, nhưng nhiều đồng đội nữa còn thất lạc, tung tích chưa biết, đã hóa thân vào lòng đất nơi đâu. Còn 8 đồng đội đã qua cuộc chiến rồi, nhưng vì tai ương và bạo bệnh đã không thể chờ đợi được đến ngày này để gặp mặt nhau sau 50 năm. Xin được kính thỉnh vong linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng đội đã ngã xuống trở về đây, bên tượng đài này để cùng tham dự cuộc gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ, 50 năm ngày chúng ta trở thành đồng đội. Xin đề nghị tất cả chúng ta hãy lắng lại một phút mặc niệm để tôn vinh và tưởng nhớ những người đồng đội thân yêu đã vĩnh viễn rời xa. Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2022, 33 cựu chiến binh, sinh viên của Trường Đại học Tổng hợp tập hợp về đây để nhớ lại và kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ 23 tháng 9 1972, cái ngày đã gắn kết cuộc đời chúng ta với nhau trong một chặng đường trải đầy máu và hoa và nước mắt của biết bao đồng đội. 50 năm tìm về gặp lại nhau đây, bởi chúng ta không bao giờ có thể quên được những ánh mắt sinh viên Đại học Tổng hợp ngày ấy, hồn nhiên, ngây thơ, ngơ ngác khi dấn thân vào một cuộc chiến không hẹn ngày trở lại. Những kỷ niệm cứ ùn về từ cái ngày hành quân đầu tiên, trong chứa chan nước mắt với đôi bàn chân trắng hồng phồng rộp. Những ngày luyện quân vất vả, mồ hôi đẫm áo trên thao trường. Những vòng tay ôm, những ánh mắt nhìn, những dòng nước mắt tuôn chảy trong buổi chiều tiễn biệt trên sân ga Thường Tín. Rồi những chuỗi ngày nối ngày, ba lô, súng đạn chĩu vai, chạy dồn đến thắt ngực để bắt kịp đội hình hành quân trên Trường Sơn. Những khuôn mặt xanh tái là đi vì sốt rét rừng giữa cơn mưa Trường Sơn xối xả. Chúng ta không quên được nỗi kinh hoàng khi lần đầu tiên bom dội giữa đội hình. Chúng ta không quên được cái cảm giác hoang mang lo lắng của lính tân binh khi tiếng súng nơi mặt trận Quảng Đức cứ mỗi lúc lại gần hơn theo bước hành quân. Rồi từ những trận chốt giữ Đắc Song, điểm cao 904, đánh địch lấn chiếm ở Lâm Bí, những trận phục kích lộ 14, lộ 8B, chiến dịch Bù Đăng, Phước Long cứ liên miên kéo chúng ta vào cuộc chiến cho đến ngày chiến thắng. Qua mỗi trận đánh, nhiều đồng đội đã lần lượt ngã xuống. Đau xót hơn là không ít đồng đội đã ngã ngay trước cửa ngõ Sài Gòn, ngay trước giờ chiến thắng. Cái giá của chiến thắng, cái giá của hòa bình đã phải trả quá đắt. Chúng ta, những người may mắn được trở về sau cuộc chiến, dù nhiều người không còn lành lặn, nhiều người vẫn còn mang trong mình thương tích của chiến tranh, bệnh tật. Nhưng chúng ta luôn nhớ về nhau, nhớ về đồng đội, nhớ về những tháng ngày gian khổ, ác liệt mà hào hùng, những ngày chung hầm, sẻ chia từng nắm cơm và cái chết, ôm nhau khóc mỗi khi đồng đội ngã xuống. Các anh đã ngã xuống để chúng ta có ngày chiến thắng trở về. Nhưng trong mỗi chúng ta luôn ám ảnh và chịu nặng khi thiếu quá nhiều đồng đội đã không cùng về. Chúng ta được trở về với gia đình, với trường học, rồi mỗi người trưởng thành lên từ những vị trí xã hội khác nhau. Nhưng trong sâu thẳm, chúng ta vẫn mãi mãi là những người đồng đội. Trải qua biết bao khó khăn chồng chất của cuộc sống mưu sinh, mỗi lần đồng đội gặp nhau lại như được tiếp thêm sức lực, giúp nhau vượt qua muôn vàn khó khăn của cuộc sống. Và điều kiêu hãnh là chúng ta vẫn giữ được
những phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ trong thời chiến. Dẫu chưa làm được gì nhiều cho đất nước giàu có, phồn vinh hơn, nhưng mỗi chúng ta đều có thể ngẩng cao đầu và tự hào rằng chúng ta đã sống, chiến đấu, cống hiến và không bao giờ phải xấu hổ với sự hy sinh của các đồng đội đã ngã xuống cho chúng ta được sống. Ngày hôm nay, sau 50 năm, chúng ta tập hợp tại đây cùng nhau làm một cuộc hành quân mới, một cuộc hành quân kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ, một cuộc hành quân trong ấm tình đồng đội. Xin được kính thỉnh vong linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng đội đã ngã xuống cùng hòa vào đội hình. Một lần nữa, chúng ta cùng hành quân. Trước cuộc hành quân, chúng ta xin được kính dâng những bông hoa tươi thắm trước tượng đài kỷ niệm các thế hệ sinh viên chiến sĩ Đại học Tổng hợp lên đường chống Mỹ, trước vong linh các anh hùng liệt sĩ. Bài diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ 23 tháng 9 1972, 23 tháng 9 2022 được đọc trước tượng đài các cựu chiến binh sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội của tác giả Vũ An Ninh. Xin được khép lại Lính sinh viên, hồi ức chiến trường B của tác giả Nguyễn Văn Nội, cựu chiến binh trung đoàn 271. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.